Ace cất. Hảo Hảo mì xào hương vị hải sản, muốn ăn ngay là trộn liền tay. Đặc trưng nước sốt đậm đà, hít hà mê ly, càng ăn càng cuốn. Mỗi lần thưởng thức là rộn ràng như ngoài hàng quán. Hảo Hảo mì xào hương vị hải sản, tuyệt hảo mì xào, bao vui như quán. Chơi game cùng bản thân cần năng lượng. Với nguồn sữa tươi sạch từ trang trại TH, cùng trái cây tự nhiên, nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk cung cấp nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên. Dù tỏa sức đam mê với skateboard hay party với nhóm bạn, vẫn luôn tràn đầy năng lượng, chạy hết mình với mọi cuộc vui. TH True Juice Milk, năng lượng tự nhiên, khiến game tuyệt chất. Ace Cook. Chào các bạn cùng quay trở lại với đấu trường danh vọng mùa xuân 2024. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với trận đấu cuối cùng ở vòng đấu thứ 5. Và ngày hôm nay thì cũng sẽ có thêm trận đấu khác rất đáng chú ý nữa. Nhờ trước hết thì chúng tôi xin dành lời cảm ơn đến nhà tài trợ Miến Liền Hảo Hảo và Mili Handy Hảo Hảo đã tiếp tục đồng hành lần thứ 5 liên tiếp cùng với đấu trường danh vọng Liên Quân Mobile. Hảo Hảo, Bùng Hảo Vị, Chiến Hảo Game. Xin cảm ơn nhãn hàng nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk, thương hiệu đồ uống tốt cho sức khỏe đến từ tập đoàn TH đã đồng hành cùng đấu trường danh vọng mùa xuân 2024. TH True Juice Milk, năng lượng tự nhiên, chiến game cực chất. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với những trận thi đấu vô cùng hấp dẫn ở trong ngày thứ 6 cuối tuần này, khi mà trận đấu mở màn sẽ là một trận thi đấu ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đối top 4 vào lúc này, cuộc đối đầu giữa TDT và ZLine. Nhưng trước tiên chúng ta cùng nhau tổng kết lại một chút về những gì đã diễn ra ở trên trong suốt thời gian vừa qua, từ đầu mùa giải đến tận thời điểm này, khi mà chúng ta sẽ có được toàn bộ những tóm lược về bảng xếp hạng cũng như là lịch thi đấu của những trận đấu diễn ra ở trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có 3 trận đấu diễn ra ở trong ngày hôm nay, mở màn bằng trận đấu giữa TDT và ZLine. Ngay sau đây thì sẽ trận đấu giữa FPT và ING, và cuối cùng lúc 19:30 sẽ là cuộc đọ sức giữa Sài Gòn Phantom và Heavy. Lịch thi đấu các bạn còn hoàn toàn có thể theo dõi tại đây. Còn bảng xếp hạng vào lúc này đang là cuộc cạnh tranh của One Star Esports, Sài Gòn Phantom, FPT Flash và TDT ở vị trí top 4. Các vị trí thứ 5 đến thứ 8 lần lượt là Heavy, ZZLine, Black Cyrus Sport và cuối cùng là ING Media. Đội tuyển hiện tại mới chỉ có được 1 điểm. Và ngày hôm nay trong trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu này giữa ZZLine và TDT Esports thì TDT Esports sẽ cần phải
cố gắng có thêm điểm số giúp họ có thể bám đuổi cuộc đua top 4 một cách gắt gao hơn. Còn đối với cả bên phía của Zilai, họ mới chỉ có được một điểm là trận thắng duy nhất trước Sài Gòn Phantom kể từ đầu mùa đến giờ, còn lại họ thua hết cả 3 trận liên tiếp. Và giai đoạn lượt đi cũng đang dần khép lại, và vì vậy thì Zilai đang cần điểm số để có thể tiếp tục cải thiện được thứ hạng của mình trong bối cảnh mà họ là đội tuyển ban đầu được cạnh tranh, được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch. Nhưng ở thời điểm hiện tại, việc chỉ có một điểm rõ ràng là một điều rất đáng thất vọng. Lúc này đây thì chúng ta có thể thấy được các hình ảnh ở trong phòng chiến thuật của GG Line. Có thể thấy rằng là GG Line trong giai đoạn vừa qua thì đúng là như những gì mà chúng ta cũng đã nói trong cái số trước giờ cuồng nhiệt gần nhất, gần như là một cú lừa vậy. Bởi họ khởi đầu với một màn hủy diệt Sài Gòn Phantom, có thể nói là như vậy. Tỷ số là 3-1 trong trận đấu đầu tiên của giai đoạn vòng bảng. Và ngay sau đó là 3 trận thua liên tiếp của G-Line khiến cho những kỳ vọng trước đó chúng ta có lẽ là bị việt vị hết. Còn ngày hôm nay thì có lẽ tôi cũng đang nhìn thấy ở trên tay của Rina có một cái bánh sinh nhật anh Huy ạ. Hôm nay là sinh nhật của Rina. Ừ. Ngày 15 tháng 3 năm 2000. Chúc mừng sinh nhật. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Và xin chúc mừng TDT Rina ngày hôm nay. Và rõ ràng là với chiến tích này, với ngày sinh nhật của anh ta và với việc họ vừa có được chiến thắng trước Sài Gòn với tỷ số là 3-2 vô cùng kịch tính, thì họ rất cần điểm số để như món quà tri ân tới người trên đường giữa kỳ cựu của đội tuyển này vậy. Và có lẽ ngày hôm nay Rina cũng sẽ rất cố gắng để có điểm số giúp cho họ có được một ngày sinh nhật đáng nhớ hơn ở trong ngày hôm nay. Chắc chắn rồi, Rina vẫn là một trụ cột ở trong đội hình của The Daredevil Team ở trong mùa giải này. TDT thì khác với GG Line, phong độ của họ cho đến thời điểm hiện tại có thể nói là tốt hơn khá nhiều so với GG Line. Và đó là lý do mà Pestman cho đến thời điểm lúc này tôi nghĩ rằng vẫn có lý do để mà hài lòng với màn trình diễn của các học trò của mình ở trong mùa giải mùa xuân 2024. Trong khi đó thì với GG Line ngày hôm nay, họ sẽ đưa Bridget đánh chính ở trong trận đấu này. Như vậy là sau sự hiện diện của Kuga trong vòng đấu gần nhất thì bây giờ đây Bridget đã đòi lại vị trí đánh chính của mình ở khu vực đường trên rồi. Vẫn đương nhiên sẽ vẫn là những cái tên quen thuộc ở các khu vực đường khác. Với Gray đi rừng, NTGG đường giữa, cặp đôi ở khu vực đường rồng của đội tuyển G-Line sẽ là Hoàng TD, cùng với đó là anh chàng Tama. Đội hình của bên phía đội tuyển G-Line thì có lẽ là sau trận thi đấu đáng thất vọng trước FPT Flash thì Kuga cũng đã không còn có được vị trí đánh xuất phát nữa, và thay vào đó thì Bridget quay trở lại vị trí đánh chính của mình ngay từ đầu. Còn bên phía đội hình TDT thì không có một sự thay đổi nào cả, vẫn là Nolan ở đường tà thần Seja. Ở vị trí đi rừng vẫn là Judas, đường giữa là Rina, nhân vật chính của ngày hôm nay và là nhân vật vừa mới thổi bánh sinh nhật xong. Kế đến ở vị trí đường rồng là Tờ Nhân, và cuối cùng là Ara, thành viên nhiều kinh nghiệm nhất ở vị trí hỗ trợ. Rõ ràng là với đội hình này thì huấn luyện viên PSman cũng đã có được một thành tích không phải là quá tệ khi họ đang bám đuổi rất sát sao ở vị trí top 4, và họ đang có 3 điểm trong tay. Thắng được thêm một trận nữa họ sẽ có 4 điểm và sẽ tiếp tục củng cố vị trí của mình trong top 4 một cách chặt chẽ hơn so với những ứng cử viên còn lại trước khi giai đoạn lượt đi khép lại. Và mặc dù có thêm cả Aliya nữa, nhưng ở thời điểm hiện tại thì Nolan vẫn là người được lựa chọn đánh chính kể từ đầu mùa đến giờ. Ray đang có những chỉ số tôi nghĩ rằng là cũng không thực sự tốt ở vào thời điểm này, khi mà lượng đam bình quân gây ra của Ray chỉ đứng thứ 5 trong số 8 người chơi đi rừng của đấu trường danh vọng mà thôi, với con số rơi vào 55.110 đam bình quân, con số không ấn tượng cho lắm. Trong khi đó thì cũng chưa có danh hiệu MVP nào dành cho Gray. Mặc dù vậy thì cũng có thể nói là tại meta này thì những người chơi đi rừng hơi khan hiếm MVP. Không phải dễ mà để cho những người chơi đi rừng có MVP được. Tôi nhớ không nhầm là mới đây thì mới chỉ có Quang Hải làm được điều này trong ngày thi đấu hôm qua mà thôi. Còn trong khi đó thì Gray chưa từng làm được điều đó. Tương tự là Judas. Có thể thấy rằng là mặc dù TDT thi đấu tốt hơn rất nhiều so với GG Line trong giai đoạn đã qua của vòng bảng, nhưng Judas thì cũng chung số phận Gray ở trong việc là cả hai đều chưa có một lần nào có được danh hiệu MVP cả. Đó là lỗi của meta thôi. Thậm chí là lượng đam bình quân gây ra thì Judas còn kém hơn so với những gì Gray đã có thể làm được. Nên có thể nói là cách chơi của đội tuyển TDT thì họ không quá phụ thuộc vào Judas. Họ không hẳn là thắng bại tại Judas, mà cách chơi của họ là một cách chơi mà họ có thể chơi được theo nhiều cách khác nhau, không phụ thuộc vào người chơi đi rừng của mình. Oppa, trong quãng thời gian vừa qua thì Oppa tôi nghĩ rằng cũng khá đau đầu với màn trình diễn của đội tuyển GG Line. Có lẽ là GG Line đang không thực sự đáp ứng được những kỳ vọng mà Oppa đã đưa ra khi mà giai đoạn đầu mùa giải này nó bắt đầu diễn ra. Và bây giờ đây có lẽ là chưa muộn để cho đội tuyển GG Line có thể quay trở lại, khi mà chúng ta sẽ chuẩn bị hướng đến cho mình đó là giai đoạn lượt về sau khi mà tuần thi đấu này khép lại. Còn trong khi đó thì với PSman, những gì mà đội tuyển TDT đã làm được là rất tốt. Họ đang có 3 điểm ở trong tay rồi, và nếu như có được chiến thắng ở trong trận đấu này trước đối thủ thì họ sẽ vươn lên vị trí thứ 2 và độc chiếm vị trí đó, chỉ còn kém 1 điểm so với đội tuyển One Star mà thôi. Đó là thành tích rất đáng khả quan dành cho PSman và các học trò của mình. Còn đây là 3 trận đấu gần nhất mà Zilai đã thi đấu. Hiện tại thì họ thua thông. Đầu tiên là trận thua 2-3 trước Heavy, sau đó trận thua 1-3 trước One Star Esports, và gần nhất là trận thua 1-3 trước FPT Flash. Và qua đó thì họ
đang mới chỉ có được một điểm vào lúc này và đang đứng ở nửa dưới của bảng xếp hạng với vị trí thứ 5, và rõ ràng đây không phải là kết quả mà thầy trò huấn luyện viên Oppa muốn ở thời điểm hiện tại. Sau một cú trượt dài đến 3 trận liên tiếp thì họ cần phải tỉnh ra ngay, và đây là trận đấu mà họ cần phải quay trở lại. Còn với bên phía của đội tuyển TDT, như đã nói thì họ đã có một trận thắng đầy cảm xúc trước SKP với tỷ số là 3-2. Họ để thua 0-3 trước FPT Flash và họ thắng 3-1 trước IENG Media. Về phong độ thì có lẽ phải dùng một từ thất thường cho TDT khi mà họ đánh bại một tuyển rất mạnh, nhưng trước đây họ lại để thua một đội tuyển là FPT Flash, một đội tuyển cũng có phong độ khá bất ổn, mặc dù gần đây họ cũng đang có thành tích thi đấu là rất tốt. Dẫu là như vậy nhưng thời điểm này vẫn còn là rất dài để cho huấn luyện viên PSMan có thể cải thiện được phong độ cũng như là chiến thuật cho đội tuyển của mình. Và ngày hôm nay dù gì thì nói, nếu như xét về mặt phong độ trong hai trận đấu gần nhất thì có vẻ như bên phía của TDT Esports đang có phong độ cao hơn, nhưng có vẻ như các khán giả lại không nghĩ như vậy khi mà tỷ lệ dự đoán trên fanpage cao thủ Liên Quân lại đang là 71% dành cho Z-Live và chỉ có 29% khán giả tin tưởng vào chiến thắng đến từ TDT mà thôi. Mặc dù họ vừa mới có được một chiến thắng hết sức cảm xúc trước Samatom tuần trước, nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để người hâm mộ có thể yên tâm. Và một chiến thắng của đội tuyển này có vẻ như hiện tượng Hoàng TD, có lẽ là sự truyền thông bùng nổ của việc Hoàng TD đến với Z-Live đang giúp cho đội tuyển này có được một lượng fan rất lớn, và vì vậy thì cái số lượng người tin tưởng vào chiến thắng của đội tuyển này cũng là rất cao, mặc cho những phong độ có phần hết sức đi xuống trong thời gian gần đây của đội tuyển này. Tôi nghĩ rằng là Z-Live thì vẫn vốn có nhiều fan mà, nên là đội tuyển có cái tên trước cũ là Box Gaming và trước đó nữa là Game TV, nên đây là một thế lực thực sự của Liên Quân Mobile Việt Nam trong thời gian ở quá khứ, nên việc mà họ vẫn có được lượng cổ động viên hùng hậu là điều dễ hiểu thôi. Hoàng TD thì cũng đã đến với Z-Live, nhưng phải nói là trong mùa giải này thì phong độ của cá nhân Hoàng TD cũng chưa thực sự là chính mình như quãng thời gian mà anh ta thi đấu thăng hoa nhất ở trong màu áo của đội tuyển One Star hay trước đây là V-Gaming. Và giờ là lúc mà Hoàng TD sẽ cần phải đúng như slogan của giải đấu chúng ta là phải thức tỉnh thôi, cùng với cả toàn đội ZZLive nữa, các vị trí của họ sẽ đều phải thức tỉnh. Nên nhớ rằng là trong mùa giải gần nhất, chính ZZLive cũng đã là một thế lực thực sự khi mà họ có mặt ở trong top 3 và chỉ thua trước đội tuyển V-Gaming, đội tuyển cũ của Hoàng TD ở trong trận đấu playoff mà thôi. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì tham vọng của họ chưa được chứng tỏ tại mùa giải này. Họ sẽ cần phải làm được điều đó ngay ở vào thời điểm này. Đây là cuộc đấu sức mà Z-Live nghĩ rằng là họ sẽ cần phải đặt mục tiêu chiến thắng. Ván đấu đầu tiên họ có phần sân màu xanh và đã cấm đi quân bài Kane. Còn trong khi đó thì với TDT, lựa chọn cấm của họ rất dễ hiểu, một quân bài Aya. Có lẽ là Rui cũng sẽ được cấm đi đến từ bên phía của TDT. Còn Z-Live thì họ lựa chọn cấm thêm quân bài nữa. Họ sẽ cấm gì? Aoi, Elsu hay thậm chí là Quizic không? Đó là Stuart là lượt cấm đến từ bên phía của đội tuyển Z-Live rồi. Việc cấm đi Stuart hoàn toàn có thể là để tranh chấp lấy quân bài Van Hen ở trong những sự lựa chọn đầu tiên đến từ bên phía của ZZLive, khi mà ở trong giai đoạn đi đường thì không có mấy vị tướng có thể đối đầu lại được Van Hen ở trong khoảng thời điểm đầu. Rui là cấm cuối cùng bên phía của TDT và có thể nhìn thấy vị tướng Van Hen cũng đang nằm trong top 2 vị tướng được lựa chọn nhiều nhất ở trong giải đấu năm nay. Và đúng là như vậy, một khi đã set up vào quân bài Stuart ở bên phía phần sân xanh thì chắc chắn là họ muốn lấy đi Van Hen. Và với những đội tuyển mạnh về khả năng kiểm soát thì Van Hen, Helen chắc chắn là một cặp bài trùng không thể bỏ lỡ ở trong thời điểm hiện tại. Và đây là sự lựa chọn đầu tiên đến từ bên phía của ZZLive, không quá bất ngờ. Và có lẽ TDT cũng đã chuẩn bị những đối sách để đối đầu với cả việc phải đối đầu với Van Hen ở vị trí đường rồng rồi. Còn bên phía của TDT thì đó sẽ Ignis, trước đó đã một vị trí đường giữa dành cho Rina, và kế đến có thể sẽ vị trí đi rừng dành cho Judas, đó là Aoi, rất nhanh. Liệu có lấy Theonas để đối đầu thẳng với Van Hen hay không đây? Còn tôi cũng đang hơi thắc mắc về việc là Z-Live sau khi lấy Van Hen thì họ sẽ chọn Helen theo bài cơ bản trước đây, hay là họ sẽ nhắm đến Timmy như là bài gọi là update trong meta này. Cập nhật một chút cho quý vị khán giả, đó là chúng ta đang đấu giải theo đúng bản live rồi, khi mà đây chính là bản cập nhật mới nhất mà chúng ta cũng đang đi theo đấu hạng hàng ngày phiên bản điều chỉnh ngày 7 tháng 3. Có nghĩa rằng là cũng đã có những sự thay đổi về mặt cân bằng tướng với các vị tướng, đó là Yena, Kindred, Enzo, Erin, dù cả Phoenix nữa. Nhưng từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay tôi chỉ nhìn thấy sự hiện diện quân bài Erin là nhiều, và cả Yena nữa, mà vẫn chưa nhìn thấy Kindred cũng như là Phoenix xuất hiện trong đấu giải của chúng ta. Và Kera và Helen sẽ là hai lựa chọn mà Z-Live họ hướng đến ở vào thời điểm này. Kera dành cho vị trí Gray và một con Helen để có thể đi kèm cùng với Van Hen. Như vậy là không có một con Timmy nào cả trong đội hình của Z-Live trong ván đấu này, mà thay vào đó thì họ sẽ chơi một bài cơ bản hơn và có thể coi là meta cũ hơn một chút khi mà Helen sẽ đi cùng với Van Hen. Còn bên phía TDT thì đó không phải Theonas, mà họ sẽ hướng đến cho mình một chất tướng xạ thủ cũng rất gánh, đặc biệt là gánh trong giai đoạn về sau với Terry. Van Hen, Helen, một sự lựa chọn không quá bất ngờ đến từ bên phía của ZZLive. Và rõ ràng là với những sự lựa chọn như thế này, giai đoạn thứ hai, vị trí đường tà thần xảy ra sẽ bị tranh chấp một cách hết sức gắt gao. Omen được cấm đi từ bên phía của TDT. Yena thì vị tướng này có bị giảm sức mạnh nhưng là không đáng kể, có chăng chỉ là giảm một chút sát thương cộng dồn nội tại 5 lần song luân cùng với sát thương song luân chiêu 1 thôi. Nên là cái việc vị tướng này bị giảm sức mạnh nó gần như không ảnh hưởng quá nhiều tới cái sự hiệu quả của vị tướng này.
chỉ giảm một chút và không đáng kể, 0.1. Nên vì vậy mà vị tướng Yena sẽ vẫn là một trong số những vị tướng đường tà thần xê ra có độ hiệu quả rất cao cả về công và thủ ở trong thời gian sắp tới. Cùng với đó là cả Phoenix có lẽ cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn khi mà vị tướng này đã có thể soi được mark. Nhưng đó là ở khoảng thời điểm về sau, còn ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa thấy vị tướng này xuất hiện ở trong những trận thi đấu kể từ khi mà phiên bản cập nhật mùng 7 tháng 3 xuất hiện vào ngày hôm qua. Lực cấm còn lại bên phía của Zilai hướng tới đó sẽ là Timmy, trong khi đó thì bên phía TDT cấm nốt Discord và có thể Richter, Yena sẽ là hai vị tướng đối đầu với nhau ở trong ván đấu này. Và bên phía TDT lựa chọn một vị tướng toàn diện hơn ở khu vực tuyến trên, đó là vị tướng Richter để có thể đảo đường nhanh hơn và đi hỗ trợ đánh giao tranh ngay ở trong những khoảng thời điểm đầu. Dạ, còn đây tôi thấy rằng Richter đang quay trở lại rất mạnh mẽ tại meta này, khi mà quân bài này đang phải nói là di chuyển rất nhiều và chơi bao sân, tạo ra nhiều sự đột biến nhờ những bộ chiêu thức của mình. 72.7% tỷ lệ thắng không phải là con số đơn giản, và cũng đã được lựa chọn đến 31%, có nghĩa rằng là gần như là ván đấu nào, trận đấu nào cũng nhìn thấy sự hiện diện của quân bài Richter này. Và sẽ có Richter ở trong tay của Nolan ở trong ván đấu này. Còn trong khi đó thì với G-Line, các bạn hãy đưa ra những dự đoán của mình về việc là liệu G-Line sẽ hoàn tất bộ khung đội hình của mình như thế nào. Họ vẫn còn thiếu xạ thủ trong đội hình. Và họ có xạ thủ rồi, họ vẫn còn thiếu người chơi ở khu vực đường giữa, Rat rồi. Và cùng với đó là một lựa chọn đường trên cho từng đấu sĩ đường trên cho Bridget. Và đó là quân bài tủ của anh chàng này, quân bài Q, một quân bài cũng mang đến khả năng khống chế rất mạnh. Như vậy là G-Line có cho mình một line up tướng mà khả năng khống chế là điểm nhấn, khi mà họ sẽ có Q với cú hạo nhiên trưởng, cùng với đó là Rat, bộ chiêu thức của mình. Van Hên cũng có choáng. Đây sẽ là những lựa chọn mang đến khả năng tạo ra tiền đề tốt trong tình huống mà Kera có thể lao vào từ phía sau. Và bây giờ thì TDT sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình. Họ vẫn còn đang giấu một vị trí nữa, như là đó là Terry thì lấy rồi này. Vậy còn Thên, còn chính vị trí của Ara sẽ là lựa chọn ở trong slot của Ara luôn. Và đó sẽ là Thên chăng? Một sự lựa chọn an toàn đến bên phía TDT, một sự lựa chọn có khả năng mở giao tranh, đánh tấn công cũng rất tốt. Và qua đó thì đội hình bên phía TDT chắc chắn rồi, họ muốn đánh sớm, họ muốn đánh ở khoảng thời điểm đầu. Còn ở giai đoạn cuối đã có Terry lo với Richter, với Thane, Ignis và Aoi, những vị tướng cho phép họ đánh công rất khỏe ở trong con rồng đầu tiên. Còn bên phía của Zilai thì khả năng dồn sát đơ mục tiêu và bắt lẻ là điểm mạnh của đội tuyển này, khi mà đi cùng một đường để lấy lợi thế và đè đường. Khi mà họ có Van Hen và Helen, khi mà họ có Rat thì khả năng đè tại một cánh của họ là khá khỏe. Tuy nhiên, ngoại trừ khả năng dồn sát thương mục tiêu ra thì khả năng giao tranh tổng của đội tuyển này cũng sẽ hơi hạn chế, tại vì họ toàn những sát thương theo kiểu dạng là dồn một nhịp duy nhất mà thôi, với Q, với Kira và với Rat. Ngoài ra thì bên phía của Zilai có thêm khả năng hồi phục và được giải đến từ vị trí của Helen. Nhưng nói về mặt trận giao tranh tổng 5 năm thì chắc chắn rằng đội hình bên phía TDT có phần nhỉnh hơn một chút hơn, và có vẻ như họ có một lượng sát thương dồi dào cũng như là khả năng công thủ toàn diện hơn so với đội hình bên phía Zilai sở hữu. Nhìn chung thì bên phía Zilai, nếu như họ làm tốt những pha bắt lẻ đầu trận, những tình huống dồn đam khỏe đầu trận đến từ Rat, hay thậm chí là họ có được lợi thế đi đường lớn với việc đảo đường và lấy trụ liên tục như Van Hen và Helen vẫn hay làm, thì đội hình này có một khả năng đánh kiểm soát rất khỏe. Nhưng ở khoảng thời điểm về sau, TDT cũng sẽ có những lợi thế của riêng họ. Nên vì vậy đây là một đội hình mà tôi cảm nhận được rằng bên phía TDT sẽ có nhiều lợi thế hơn nếu như đánh kể cả trong giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối trận đấu. Cái bắt tay của những người đồng đội cũ Opa cùng với PSman, những người đã có những tháng năm chinh chiến trong áo của đội tuyển Box Gaming trước đây. Opa và PSman, một người đi trợ thủ, một người thì đi đường trên trong quãng thời gian cũng khá dài. Nhưng bây giờ đây thì họ đối đầu với nhau ở trên một cương vị rất khác rồi, đang mỗi người nắm một vai trò cực kỳ quan trọng trong đội hình của một đội tuyển thực sự chinh chiến tại AOG. Thời gian cũng đã trôi qua đi và bây giờ thì có lẽ là tất cả đều khác đi. G-Line đang chuẩn bị hướng đến cho mình cuộc đấu sức với TDT, một G-Line phiên bản mới hoàn toàn, với tất cả những con người đã hoàn toàn mới. Còn trong khi đó thì với TDT ngày hôm nay, họ cũng mang đến những cái tên cả cũ cả mới, có những cựu binh, Ara là một trong số đó, Judas là một trong số đó, nhưng cũng có những con người rất mới mẻ như là Nolan hay là Tờ Nhân. Bây giờ là những tình huống chiếm bụi ở bên phía nửa trái của bản đồ đến từ 4 người của TDT. Có vẻ như là họ muốn hướng đến khu vực hang bùa xanh của Gray thì phải chăng? Đúng là như vậy, họ đang muốn lao vào ngay. Đúng đánh là ở khoảng thời điểm đầu trận thi đấu thì họ rất khỏe trong việc đánh nhau giai đoạn đầu. Và đó là tình huống trừng trị mà suýt nữa thì Judas đã tay trắng sau tình huống xâm lăng vừa qua, chỉ còn lại 80 máu thôi. Nhưng đó là một tình huống chủ động, và với việc có cho mình Aoi, việc có cho mình Victor thì tội gì không tràn qua cướp bùa. Và đúng là ý đồ TDT đã thực hiện được xong. NTG có vẻ đoán biết ở tình huống đó, và anh ta cũng chủ động lách về phía bên bụi phải để dọn lính thay vì di chuyển về phía bên bụi trái và hỗ trợ phòng ngự, thì họ chấp nhận là sẽ mất đi con bùa vừa qua. Còn tuyến dưới thì Hoàng TD với sự hỗ trợ từ vị trí của Helen, anh ta cũng đang khiến cho Tờ Nhân và Ara phải ôm lính ở sau trụ và cũng không thể đứng lên giữa sông để thể farm lính được. Đây là một thế trận có lẽ là dễ hiểu, với việc bạn phải đối đầu với một vị tướng có khả năng đi đường khỏe nhất ở khu vực tuyến rồng, cộng thêm vị tướng hồi phục khỏe nữa, nên việc mà phải ôm đường là điều dễ hiểu đến từ vị trí của Tờ Nhân và Ara.
Thì cú ứng cướp bùa xanh vừa rồi nó cho thấy sức mạnh trong giai đoạn đầu của quân bài Richter là tốt đến như thế nào. Hai cú lướt liên tiếp đến từ Richter của Nolan đã tạo tiền đề quá tốt để cho Judas cướp được thành công con bùa xanh. Bây giờ thì chúng ta đang lợi bùa rồi, còn trong đó với Gray phải di chuyển đến khu vực đường trên Hilton lính cùng với Bridget để qua đó thì mới có thể có được cho mình level 4. Và với một chút những sự thiệt thòi như thế này thì tôi nghĩ rằng Gray sẽ hướng đến là con xe ra đầu và nhường con rồng ánh sáng đầu tiên cho Judas. Có lẽ nhiều khả năng điều đó sẽ xảy ra thôi. Nolan biết rằng đối phương có hai người ở đây và anh ta cũng sẽ có cho mình level 4. Nhưng sau đó thì đương nhiên rồi, cũng không dại gì mà tranh chấp và giao tranh cùng với Gray cũng như là Bridget ở trên khu vực đường trên cả. NTZ vẫn đang rất cẩn thận, dù TDT dành bao nhiêu lần xâm lăng ra khu vực đường giữa để bắt anh ta, nhưng anh ta vẫn có những tình huống đứng và giữ vị trí hết sức ổn. Con rồng thuộc về cho bên phía của TDT, lãi hai con bùa xanh và con rồng đầu tiên, những lợi thế đang là từ từ được chắt chiu từ bên phía của TDT. Một suy tâm luân được bắn ra nhưng nó không mang lại được nhiều ý nghĩa ngoài việc check sai, và bên phía của Zilai cũng đã tìm cách để cân bằng mùa lợi. Ở trong giai đoạn đầu có vẻ như hai đội tuyển đang khởi động một cách tương đối chậm rãi và đây có thể tình huống giao tranh đầu tiên khi mà là 3-2 vào lúc này. 3-2 đẩy rất đẹp từ vị trí của nó là Ara. Hỏa trận đã đến rồi, ma thuật được tạo ra và chính con đầu TH thuộc về cho bên phía của TDT không kịp nhìn thấy ai ở trên bản đồ cả, và cặp đôi của bên phía Zilai nằm xuống ngay lập tức, có thể sẽ kéo theo cả NTZ. Cú ganh này cũng là hơi vô duyên đến từ anh ta. Anh ta bọc đầu bởi vùng dịch quỷ của Nolan, anh ta vẫn về được thành công. Có thể Bridget tới, nhưng Bridget tới để cover cho NTZ về để giảm thiểu thiệt hại khi mà bộ đôi bên phía Zilai nằm lại, và đó một tình huống giao tranh có lời dành cho TDT. Một tình huống chi mồi rất hay của tờ nhân khi mà anh ta là người yếu máu. Đương nhiên rồi, anh ta bắn tay đôi thì tôi nghĩ rằng là thua chắc so với Hoàng TD với con Van Hên kia, nhưng câu trả lời là tờ nhân không phải anh ta bắn tay đôi, anh ta có những sự hỗ trợ rất nhanh đến từ Aram cùng tốc biến đẩy. Chiêu một quá đẹp đẩy trúng hai người bên phía đội tuyển Zilai, đó là Hoàng TD cũng như là Tama. Một Tama chưa có giải chẳng thể làm gì được khác cả. Và thêm cả sự hiện diện rất kịp thời đến từ Rina nữa đã khiến cho cú anh ở khu vực đường dưới là hoàn hảo dành cho đội tuyển TDT rồi. Họ vượt lên với tỷ số là 2-0 và lập tức có một lượng tiền dẫn trước đối thủ rơi vào khoảng 1.500 tiền. Một cú wombo combo rất đẹp đến từ bên phía của TDT. Một hỏa trận, một tốc biến lao vào đẩy đến từ Ara làm choáng được hai người. Và cú làm choáng đó là không hề phung phí một chút nào cả khi mà TDT dồn đam đủ nhanh để giết được cả hai. Qua đó có được một tình huống giao tranh đại thắng tại khu vực tuyến dưới. Một cú wombo đẹp, nó cơ bản nhưng nó đủ hiệu quả. Và nó cũng đã cho thấy rằng cặp đôi bên phía Zilai cũng đã có những sự thiếu cẩn thận khi mà đó một cú đẩy cũng tương đối dễ đoán. Hơi thiếu tập trung. Một cú đẩy mà tôi nghĩ rằng là tuy là nó đẹp mắt nhưng đó là một tình huống cơ bản. Những tuyển thủ chuyên nghiệp không nên mắc những sự thiếu tập trung đến như vậy. Dù sao vẫn phải dành một lời khen cho TDT với cú đẩy đẹp vừa qua. Và đây một tình huống mà Tama đã gặp nguy hiểm, anh ta lưu được về thành công. Những cú đẩy của Ara tiềm ẩn nhiều những nguy hiểm. Và với những vị tướng có khả năng thiếu cơ động như Van Hen và Helen không có giải và không có tốc biến một cái mà ăn một cú đẩy thì đúng là thực sự khó đỡ đến từ vị trí của họ. Nói chung là phải chờ cú giải đến từ Tama thôi, nhưng ở level này thì có lẽ là anh ta chưa lên xong được cho mình cái đồ phụ trợ. Còn trong khi đó thì ở thế trận này đang là hơi khó cho Zilai, bởi lẽ với Van Hen Helen thì tôi nghĩ rằng là họ phải làm tốt hơn thế. Khi mà Van Hen Helen là cặp đôi nổi tiếng là ép trụ mạnh mẽ ngay trước phút thứ 4, nhưng bây giờ đã là phút thứ 4.5 rồi mà những lợi thế lại không hề thuộc về cặp đôi đường dưới của đội tuyển Zilai, mà thay vào đó thì tờ nhân cũng như Ara lại đang có góc để farm khá nhiều. Tờ nhân tôi chắc chắn là cũng không hề thua kém quá nhiều so với những gì mà Van Hen của Hoàng TD đang có thể làm được đâu. Đây là NTZZ mất cho mình cú thoát về chiêu cuối để anh ta có thể chạy được sau pha đu vào của Judas, và anh ta chạy về thành công. Judas quay trở lại với vòng rừng của mình mà thôi. Đang là khoảng hơn phút thứ 4 và TTT đang, tôi nghĩ rằng họ sẽ đẩy nhanh tốc độ trận đấu này lên thêm một chút nữa ở trong giai đoạn tiếp theo. Rõ ràng là đội hình bên phía Zilai đang vận hành không đúng như những gì mà họ muốn ở thời điểm hiện tại, khi mà cặp đôi Van Hen và Helen không có lợi thế đi đường quá lớn, còn các vị trí còn lại thì cũng không thể bị ganh từ bên phía của Zilai. Họ muốn áp lực 3 người lên phía trên vào vị trí của Nolan, mục tiêu là đổi trụ luôn. Đường dưới thì đối phương cũng đổi trụ, họ sẵn sàng để đối phương đổi trụ, nhưng quan trọng là lấy được bao nhiêu trụ sau cái trụ này. Thì có vẻ như là hướng di chuyển của bên phía TDT đang tốt hơn, họ có thể lấy được cái trụ thứ hai của Bridget tại khu vực đường dưới, thậm chí còn muốn lao vào. Bridget đứng dình cái bụi này, anh ta tìm góc để hạo nhiên trưởng. Anh ta muốn đấm vào tờ nhân. Cú hoa nhân trưởng là rất đẹp, đấm đối phương dính tường, anh ta hoàn toàn thì combo được, nhưng tờ nhân tốc biến theo sau. Đó là Bridges tốc biến và cuối cùng một điểm cũng nữa dành cho bên phía của Bridges. Bridges cố gắng thoát khỏi một tình huống lâm xịt đến từ Judas. Anh ta ở lại solo tay đôi với đối phương nhưng không lại, và Judas lấy đi mạng Bridges thành công rồi. Một tình huống không cân đôi được đến từ người chơi đường trên của tuyển Zilai khi mà anh ta nấp bụi thành công, đánh thẳng vào vị trí tờ nhân thì anh ta đã lấy điểm mạo gục của tờ nhân thành công. Nhưng để mà đối đầu với Judas ở thời điểm này có lẽ là hơi quá sức dành cho Bridges, thì Judas đã đè anh ta hai level rồi. Như vậy là về mặt thế trụ mà nói, đôi bên sau tình huống vừa rồi cũng đã cân nhau về mặt lượng trụ mà thôi.
Bên phía GLive thì họ cũng tranh thủ lấy được thành công cho mình thêm con Seja nữa. Và còn trong khi đó thì với TDT, họ ăn con rồng ánh sáng. Tôi nghĩ rằng là mặc dù có những điểm hạ gục nằm xuống khu vực đường dưới, nhưng chủ yếu là thế trận vẫn đang, nó chưa có được một sự đổi khác quá nhiều sau tình huống đổi trụ vừa rồi. Vẫn đang là một lượng tiền nhiều hơn dành cho TDT, nhưng con số nó cũng không được tăng lên một cái giãn cách, với khoảng cách nó là quá đáng sợ cho GLive. Họ vẫn đang còn ở lại với trận đấu này. Chỉ có điều là về mặt chất tướng mà nói thì GLive ở giai đoạn về sau tôi nghĩ rằng là họ cũng không hơn gì nhiều so với bên phía TDT, hay hoặc có thể nói rằng là GLive thậm chí là còn kém hơn một chút so với chất tướng mà TDT đang sở hữu, nên vì vậy mà họ sẽ cần phải tăng tốc tốt hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo, thậm chí là còn phải vượt lên về mặt lượng tiền so với TDT. Nhưng đó là một cú đổi mạng có lẽ là cũng đủ xuất sắc đến từ Bridges để có thể ngăn một tình huống mất trụ hai tại đường dưới. Nhưng đây là một cú đẩy hay từ Ara nữa, tiếp tục là một sự phối hợp đẹp đến từ Rina và Ara. Một cú đẩy đến từ Ara đẩy được NTG về sâu phía bên trụ và cũng hỏa trận để dứt điểm đối phương ngay. Một wombo combo lập lại lần thứ hai trong ván thi đấu này, và khi người chơi đứng giữa bên phía GLive nằm lại thì đối phương bị băng trụ rồi. Cú băng vào từ TNT là quá mạnh mẽ với vùng dịch quỷ được tạo ra tại đây, mất đi cầu băng xương, hai cầu băng xương nhưng có được cái trụ này và không ai bên phía TNT nằm lại cả. Một cú băng trụ quá đẹp mắt từ bên phía của TNT. Băng trụ thực sự là quá hoàn hảo, không một vết xước nào đến từ TNT, rồi họ có cầu băng xương trên người hai thành viên của họ và sau đó thì họ tanh trụ thành công. Mặc dù là có cú hạo nhiên trưởng được tạo ra bởi Bridget nhưng không đủ sức để ngăn cản đà tiến của TDT. Cái trụ một quá quan trọng khu vực đường giữa nó đã dành cho TDT rồi, và thậm chí là họ cũng đã thừa thắng xông lên lấy luôn cái trụ hai đường giữa. Bây giờ là rất nhiều tầm nhìn cho TDT, và vừa rồi là hàng loạt những tình huống xử lý mà có lẽ nó sẽ mang lại thế trận là thơm hơn rất nhiều dành cho TDT ngay trong giai đoạn tiếp theo của trận đấu này. Có lẽ GLive không thể ngờ rằng sát thương XX lại nhiều đến như vậy, chỉ với một cú đẩy thôi NTG bị loại bỏ khỏi giao tranh. Lính ở đường giữa là quá cao, cái nằm lại của NTG là tương đối tai hại. Và bây giờ khi bị khoét lại một đường quá sâu tại khu vực cánh giữa như thế này thì bên phía của GLive sẽ mất đi toàn bộ khả năng kiểm soát tại khu vực hai bên cánh bùa rừng. Như vậy TDT sẽ có thời gian để can thiệp vào và cướp rừng rất mạnh lên vị trí Gray, người vẫn đang chưa thể hiện được quá nhiều từ đầu trận đấu đến giờ. Mới chỉ có 4.800 tiền ở trong tay, cũng vừa mới có thập tự kiếm thôi, cũng chưa thể ra được khỏi rừng. Còn Ara thì hai cú đẩy của anh ta đem về được hai tình huống quan trọng, giúp cho GLive có một lợi thế rất lớn. Và với cú đẩy vừa qua anh ta vừa tạo ra để bắt vào được người chơi đến giữa bên phía đối phương, khoảng cách lợi tiền lên từ 2.000 tiền. Và con rồng này có lẽ cũng sẽ nằm trong tầm kiểm soát của bên phía TDT mà thôi. Mọi thứ diễn ra đang rất từ từ, nhưng chỉ với hai cú đẩy thôi, TDT đẩy nhanh nhịp độ trận đấu lên khá cao. Hai cú đẩy kèm tốc biến của Ara, có cảm giác như Ara cứ hồi tốc biến đây rồi, anh ta lại hồi tốc biến rồi. Là đó lại là sự nguy hiểm dành cho đội hình của GLive. Như vậy là con hào áo Seja nó đã có rồi, nó dành cho bên phía TDT. Họ vẫn đang chiếm lấy những mục tiêu quan trọng khi mà con Seja ở phút thứ 8 bắt đầu cung cấp những lượng Seja tiên phong tiến lên và là cơ sở để cho TDT bắt đầu hướng đến cho mình những thềm trụ siêu cấp của đối thủ. GLive bắt đầu bị đẩy lui về hướng phòng ngự rồi. Một thế trận khó khăn dần dành cho đội tuyển GLive, còn trong khi đó với TDT đã rất thoải mái. Nếu lượng tiền họ đang tiếp tục giãn cách so với đối thủ. Con số lúc này đây rơi vào khoảng hơn 3.000 tiền, nhiều hơn cho TDT rồi. Và tờ nhân trận đấu này anh ta thậm chí là còn farm tốt hơn so với Van Halen. Và khi mà Van Halen không có được thế tấn công, tôi nghĩ rằng là bây giờ GLive đang gặp rất nhiều khó khăn, bởi bộ đôi này phòng ngự cũng không phải là quá hay. Cái NTGG cũng không phải là dạng tướng có thể gây đam theo kiểu là trên diện rộng được, anh ta cũng chỉ gây đam đơn mục tiêu là tốt thôi. Nên vì vậy mà khả năng phòng ngự sẽ là một dấu hỏi lớn dành cho đội tuyển GLive. Rõ ràng với chất tướng mà GLive đang sở hữu mà họ phải đánh trong thế thủ như thế này là hơi bị vỡ giáo án rồi. Đội hình của họ là một đội hình phải áp đặt lối chơi ngay từ đầu chứ không phải bớt đè như thế này. Một cú lao bắn từ Nolan, nhưng Nolan quá trâu với vùng dịch quỷ này. Cú lao ra đến từ hạo nhân trưởng nhưng đối phương đã có giải rồi. NTG đấm không vào đam, bật truy sát ra từ Kira nhưng chưa ra bắt vào ai cả, và một đường sơ cấp quá dễ dàng dành cho TDT. Mọi thứ diễn ra cứ từ từ. Và đường sơ cấp đầu tiên đã thuộc về cho bên phía của TDT rồi, họ còn thể làm được nhiều hơn. Họ còn có thể làm được nhiều hơn như vậy nữa khi mà lượng tiền cách biệt ngày một lớn hơn. Đã là 3.000 tiền cách biệt rồi và mọi thứ đang chưa dừng lại. Có lẽ người đang được kỳ vọng nhất vào lúc này bên phía của GLive đang là Gray. Có lẽ là sát thương chủ lực nhất của họ khi mà Van Halen và Helen không lên tiếng được, và Van Halen và Helen cũng chẳng có thời khi mà từ đầu game họ bị ép rất mạnh và bị nằm lại với một cú đẩy từ Ara. Ở thời điểm hiện tại thì Gray cũng chỉ có 6.300 tiền, mà lượng tiền này cũng chẳng thể ăn thua để bắt được một ai bên phía của đối phương cả, đặc biệt là trong bối cảnh đối phương toàn những vị tướng hồi phục khỏe như là Richter, như là Thane, hay thậm chí là cả Ignis nữa, thì không gian chơi dành cho Kira cũng là rất hạn chế. Và thêm vào đó nữa thì bắt đầu có những món đồ kháng phép được lên bởi các thành viên bên phía TDT. Nolan thậm chí đã có huân chương choi rồi. Còn trong khi đó thì Ara cũng đã có sẵn cho mình một chiếc đai kháng phép. Lượng đam được gây ra bởi một Gray vốn đã bị yếu đam lại càng bị hạn chế đi thêm nữa. Anh ta cũng đang có một lượng kinh tế nó không ổn một chút nào cả so với Judas ở bên kia, thì thực sự là thua kém rất nhiều. Ép giao tranh bên phía của GLive khó đánh, họ có thể đánh tựa trụ ra nhưng đó phải là một tình huống hạng nghiên trưởng rất đẹp, hoặc một tình huống tả xung hữu đột rất đẹp để đấm ngược lại một ai đó bên phía của TDT. Còn họ không có một đội hình đánh giao tranh từ trong trụ ra đủ khỏe để có thể mở combat lại so với cả vùng diệt quỷ của Nolan sẽ ôm được hết toàn bộ đam cả. Nên vì thế thì họ phải chờ đối phương mắc sai lầm hoặc phải là dồn đam rất nhanh để bắt lẻ người.
Nhưng khi mà các thành viên bên phía của TDT đang có lợi thế đẩy đường tốt như thế này, họ đi chung với nhau, thì rõ ràng cơ hội bắt lẻ cũng không phải là quá nhiều dành cho Z-Line. Thậm chí Ara mới là người đang tìm cách bắt lẻ vào NTZ này. Anh ta có một góc đứng bụi và nếu như NTZ nằm lại thì thực sự là quá bất cẩn. Nhưng có lẽ người chơi đường giữa của Z-Line sau sai lầm tại khu vực đứng giữa, anh ta cũng đủ tỉnh táo để biết rằng chỗ nào không có tầm nhìn, để tránh đi vào đó để rồi dính thêm một cú đẩy nữa đến từ Ara. Bài đánh sớm đến từ Z-Line đang hơi khó thực hiện rồi, bây giờ thì cũng không còn sớm sủa gì nữa, đã là khoảng hơn phút thứ 11. Và sẽ là một thế trận mà Z-Line sẽ cần phải chờ đợi sai lầm đến từ bên phía TDT thôi. Còn trong khi đó thì với TDT, đội tuyển này vẫn đang vận hành một cách rất ổn trong trận đấu này. Họ chưa mắc bất kỳ một sai lầm nào là quá trầm trọng cả, ngoại trừ một điểm duy nhất nằm lại ở vị trí của tờ nhân khi mà anh ta bị bắt bởi Bridget trước đó khu vực đường dưới. Nhưng bây giờ đây thì chắc chắn là tờ nhân thậm chí là còn phải cẩn thận hơn nữa, nên rất khó để có thể tìm thấy chủ lực của đội tuyển TDT. Đây là con Seja đang được ăn bởi TDT, có Rina, có tờ nhân. Bên phía Gilai họ biết điều này nhưng việc can thiệp hay không lại là một câu chuyện khác. Ara tốc biến rồi nhưng lần này đẩy hơi tệ đến từ Ara, quay trở lại trả cho mình một cú Excalibur. Vẫn là những bài cấu rỉa của Gilai và nó không ăn thua cho lắm ở trong một tình huống giao tranh cụ thể như vừa rồi. Mặc dù Ara cũng không hẳn là đã có pha xử lý tốt ở trong tình huống vừa rồi, thậm chí là cú đẩy còn trượt, nhưng quan trọng là Z-Line họ cũng không thể làm gì. Một tình huống đẩy để cản đối phương chặn đường về của bên phía TDT cũng như là phần nào đó quấy rối họ con Seja thôi, chứ nó cũng không có nhiều ý nghĩa trong việc mở giao tranh. Có lẽ việc đánh an toàn là những gì mà TDT đang muốn ở thời điểm hiện tại. Và đầu thứ nhất đang diễn ra một cách tương đối êm đềm, song thế trận kiểm soát vẫn là thứ được TDT đặt ra hàng đầu. Họ có một đội hình đánh rất mạnh nhưng họ vẫn đánh một cách vô cùng cẩn thận. Họ muốn giữ lợi thế của mình tốt nhất có thể và không muốn bất cứ một biến số nào xảy ra cả. Gray bắt đầu bật chữ cuối, anh tìm đến vị trí của Ara. Ara đẩy được, đó là Gray. Gray không có đam, lúc này Excalibur tấn công vào vị trí Gray. Gray không có đam nên vì vậy anh ta bắt vào Ara là một điều tương đối tai hại. Và khi anh ta hết chiêu cuối và anh ta không còn tam giác quỷ nữa thì anh ta cũng phải chấp nhận mất đi combo xanh thôi. Nó nằm dưới chân của tờ nhân. Bây giờ lợi thế cứ đến từ từ như thế này. Và hai con Seja, ba con Seja tại tuyến dưới, ba đường không, rõ ràng là hai đường siêu cấp là điều gần như chắc chắn. Còn ba đường siêu cấp nó phụ thuộc rất nhiều vào cú ép này đến từ bên phía của TDT có lẽ họ hướng đến ba đường trang. Đây là tình huống mà Gray quyết định là anh ta sẽ đánh, anh ta tấn công thẳng vào Nolan bật lên cho mình cú chiêu hai. Anh ta out được lượng sát thương được tạo ra bởi đó là Gray rồi tràn vào từ khu vực đường dưới, là những gì mà TDT đang làm. Họ đang tìm góc để lấy cho mình cái trụ này, họ làm được điều đó với con Seja tiến vào khu vực đường giữa. Như vậy là hai đường. Không có một tân lính đẹp ở khu vực đường giữa để cho TDT nghĩ đến việc có được cho mình ngay ba đường trong tình huống ép vừa rồi. Nhưng có lẽ là họ cũng không quá vội vàng, bởi ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng với những chất tướng mà họ đã lựa chọn, họ có cơ sở để chờ đợi và đánh một cách thực sự là cẩn trọng. Quay trở lại với con dòng ánh sáng này, bây giờ Z-Line liệu rằng có ăn được nó hay không đây, khi mà TDT cũng có động thái là họ đang lui về một nhịp nhưng họ đang quay trở ra và ngăn cả đối phương ăn rồng. Ara bắt đầu tiến lên rồi và anh ta tìm một mục tiêu để có thể đẩy nhưng không đẩy vào ai cả, mà ra thử sử dụng cho mình cú Excalibur để ngăn cản đối phương tràn lên. Và con rồng được kéo ra, đang được ăn bởi các thành viên bên phía TDT và họ đã có được nó. Chẳng có con rồng lại quay về rồi, bây giờ ăn được nó đến từ Judas rồi. Không sao cả, vẫn đủ đam để kịp thời xử lý, con rồng hơi mất bình tĩnh thôi. Nhưng mà đã có trừng trị đến từ vị trí của Judas rồi, mọi thứ lại đâu vào đấy hết. Đến từ bên phía của TDT lên thêm một món đồ kháng phép từ vị trí của tờ nhân để đảm bảo rằng anh ta đỡ được qua một pha sốc đam đến từ Kira hoặc là Rat. Anh ta hy sinh hẳn một slot đồ không phải là giáp hộ mệnh để lên huân chương Choi, tôi nghĩ rằng cũng hợp lý ở thời điểm này thôi. Khi mà sức mạnh của bên phía TDT đang ao hết toàn bộ các thành viên bên phía của Z-Line rồi, và để có thể vượt qua được con Thane và con Richter ở thời điểm này bắt vào Terry cũng là một điều hết sức khó khăn với những gì mà Z-Line đang sở hữu vào lúc này. Nên vì vậy thì việc tự tin lên một huân chương Choi là một điều tôi nghĩ rằng là có cơ sở đến từ bên phía của tờ nhân. Món đồ cuối anh ta sẽ chuẩn bị hoàn thiện, đó là diệt thần cung, mà khi đó thì sẽ chẳng ai có thể cản được con Terry trong tay của tờ nhân nữa. Mọi thứ đang diễn ra một cách hết sức mượt mà, TDT như một cỗ máy chưa mắc bất cứ một sai lầm nào cả. Họ đang đánh một cách chặt chẽ và Z-Line vẫn chưa thể tìm thấy một cơ hội nào để phản công. Họ đang chấp nhận mất dần dần từng lợi thế một. Và như đã nói, chất tướng của Z-Line đến cuối trận đấu cũng không phải là một chất tướng khỏe hơn so với cả bên phía của TDT, nếu như không muốn nói rằng là nhỉnh hơn, là bị yếu hơn ở một vài vị trí, đặc biệt là vị trí xạ thủ. Khi mà tờ nhân lúc này đã có diệt thần cung đến nơi và anh ta cũng đã có xạ nhật cung ở trên người của mình nữa. Và khoảng thời điểm hiện tại thì lực bắn của anh ta là rất khỏe, đang là con xe đạo chúa được xuất hiện ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Còn các thành viên phía TDT đã có quyền xếp ở đây sẵn rồi, họ có thể chờ đánh ngay, mượn con xe ta đánh ngay cả đối phương. Và đúng là họ đã làm như vậy rồi, cũng lao vào rất mạnh mẽ, có giải Tama. Tama không thoát khỏi được một tình huống tấn công từ Ara. Anh ta là người đầu tiên nằm lại, tiếp tục băng ra đến từ vị trí của đó là quân bài Terry. NTZ có một cú đấm ngược trở ra là khá đẹp nhưng ta không đủ sức để sốc đá bất cứ ai bên phía của TDT cả. Thật đáng tiếc khi nếu như đó là một cú tạo xung đột đẹp đến từ NTZ và anh ta lấy đi mạng của tờ nhân thôi. Thì đã có một chút hy vọng dành cho bên phía của Z-Line rồi, nhưng họ lại chẳng thể lấy được mạng của ai.
Đáng tiếc là anh ta quá yếu về mặt lượng đam, anh ta có 8.400 tiền ở trong người, thậm chí là chỉ nhỉnh hơn một đôi chút so với lượng tiền của Tama, còn kém hơn những gì mà Ara farm được từ nãy đến giờ, thì thật khó để anh ta có thể sốc được vào tờ nhân. Tất cả những gì tốt nhất mà anh ta có thể làm được trước một tờ nhân, thậm chí đã lên cái hôn chứng choi như thế kia, chỉ là khiến cho đối thủ yếu máu mà thôi. Và tờ nhân lại lui về và anh ta lập tức lại hồi đầy lượng máu của mình với bảng ngọc anh ta mang theo trên người. Còn bây giờ thì sẽ là con Seiza bạo chúa đang được ăn bởi TDT lần này, thì với việc là thiếu đi NTGG cũng như là Tama thì có lẽ là cơ hội để cạnh tranh đối với Gilai ở hang Seiza là không còn nữa. Và có lẽ là khi mất con Seiza bạo chúa này thì tôi chắc chắn 100% sẽ là ba đường là tối thiểu thôi. Quá khó dành cho bên phía của Gilai rồi. Mọi thứ đang ngày một khó hơn trong ván đấu đầu tiên này, khi mà tờ nhân bắn quá khỏe trong giao tranh. Một cú lao vào đến từ vùng diệt quỷ, một cú băng vào đến từ long chảo thôi, và một cú hỏa trận thôi đủ sức để thổi bay Gilai. Chưa cần tới Terry, nó đã đủ sức để thổi bay Gilai rồi. Gilai như đã nói cần một cú dồn đam thật nhanh, nhưng khi mà sát thương các thành viên yếu đến như vậy thì dồn đam mà tờ nhân không chết nổi. NTG mới có cho mình được cái triệu hỗn mang anh ta vừa mới lên xong, và các thành viên bên phía của Gilai lúc này cũng đang còn đến đâu đó 3 cái cầu băng xương, trong đó có 2 cái chưa được sử dụng và 1 cái còn lại là đến từ món đồ của Gray. Đó sẽ là những thứ để giúp họ có thể tái giao tranh, giúp họ có thể câu kéo thêm chiêu cú đối phương và chờ một cơ hội đối phương mắc sai lầm. Nhưng ở thời điểm hiện tại họ phải giải quyết được qua cơn bão Seiza bạo chúa đã. Những con Seiza tiên phong tiến vào lúc này đang là khá khỏe, và cơ hội để cho bên phía của TDT có được 3 lần sức cấp là rất cao, khi một mình Ara đứng lên cao và 5 người bên phía Gilai không dám làm gì anh ta cả. Lính đang tiến đến rất gần rồi, cơ hội để có thể có được 3 đường sơ cấp là quá tất dễ tất quá tất lẽ dĩ ngẫu dành cho bên phía của TDT rồi. Hỏa trận đã bắn ra tại đây, Tama mất đi khá nhiều máu, long chảo băng vào, băng vào đầu tiên đó là vị trí Nolan với vùng diệt quỷ, và họ cứ từ từ cưa cái trụ thôi. 3 đường rồi, quá khó cho Gilai rồi, không thể khác được, chắc chắn phải là 3 đường dành cho TDT trong tình huống mà họ đã có được cho mình con Seiza bạo chúa. Phải nói là trận đấu này thì họ đã vận hành mọi thứ là rất mượt mà, vẫn chưa nhìn thấy cửa nào để Gilai có thể trở lại trong trận đấu này cả. Thực sự là chất tướng họ cũng đang làm khó họ trong giai đoạn sau phút thứ 15 như thế này, thậm chí bây giờ cũng là sau phút thứ 17 rồi, thì TDT bắt đầu đạt ngưỡng sức mạnh. Thực tế là họ đã đạt ngưỡng sức mạnh từ cách đây tôi nghĩ rằng cũng phải vài phút rồi, còn bây giờ thì họ đang vẫn out hoàn toàn về mặt lượng tiền so với đối thủ. Mà tướng của họ sẽ là những con thiên vương trùy khu vực đường giữa Gilai, thì bây giờ có lẽ họ cũng sẽ được tăng thêm lượng tiền khi mà có thiên vương trùy thôi, nhưng với việc là mất 3 đường thì thực sự là áp lực sẽ là vô cùng lớn. Khả năng dọn lính của họ cũng không phải là quá nhanh ở trong một thế trận mà họ chỉ sở hữu những vị tướng dồn đam đơn mục tiêu thế này. Phù chú trường sinh đã được trang bị trên người của Ara, họ chỉ cần lại một pha giao tranh nữa thôi. TDT cần một pha giao tranh hoàn hảo để kết thúc đi trận thi đấu này. Còn có lẽ cơ hội của Gilai là ở con Seiza bạo chúa tiếp theo, nơi mà họ có thể cầu may được một khoảnh khắc nào đó để Gray có thể tiếp cận được con Seiza bạo chúa và giúp họ quay trở lại, ít nhất là giữ cho họ được trận thi đấu này với việc có được con Seiza bạo chúa. Còn nếu như con Seiza tiếp theo họ thua ở tình huống tranh chấp thì có lẽ cơ hội để quay trở lại cho ván thi đấu này đến từ Gilai cũng không còn là quá nhiều. Thế trận đang là rất khó đánh dành bên phía của Gilai. Những chất tướng mà họ sở hữu ở trong ván thi đấu này là những chất tướng sát thủ, và vì vậy ở trong một thế trận giao tranh tổng họ không có nhiều lợi thế hơn so với đối phương. Đánh trong thế bắt lẻ thì khá khỏe, nhưng đánh trong thế giao tranh 5 năm như thế này thì lại không phải là sở trường. Đến từ bên phía Gilai họ cần phải chờ người bắt lẻ và Gray băng kiến ra. Gray bật chưa cuối, nhưng Nolan quá trâu, Ara cũng là quá trâu. Một xuyên tâm luân để bắn ra check sai, và Gilai vất vả, quá vất vả để có thể dọn lính. Đã là tình huống mà phải đầu tư cả chú cuối đến từ Gray để anh ta có thể hỗ trợ đồng đội dọn lính khu vực giữa nhanh hơn. Được cái thì tốc độ về mặt tăng tiến lượng tiền của Gilai cũng sẽ là ổn hơn sau khi mà họ mất đi 3 đường. Thoáng chốc thì bây giờ đây họ cũng chẳng còn kém lượng tiền nó đáng kể so với những gì mà TDT đang có ở thời điểm này nữa. Nên nó đồng nghĩa với việc là nếu như mà Gilai có một tình huống giao tranh thực sự là mãn nhãn thì họ còn cơ hội ở lại với trận đấu này, nhưng điều quan trọng là họ sẽ cần phải làm điều đó. Họ cần phải đánh thẳng vào vị trí tờ nhân được cơ, còn tờ nhân thì đã đóng cho mình huân chương choi, thậm chí là có 4 huân chương choi tất cả trên người các thành viên của TDT rồi. Tôi nghĩ rằng là tờ nhân với lượng tiền này thì anh ta có thể bán cái đôi giày du mục của anh ta đi rồi thay vào cái giáp hồi sinh để cho nó chắc chắn. Tôi nghĩ rằng là anh ta cũng không cần lên luôn, tại vì căn bản lúc này anh ta đang tự tin vào phòng tuyến đầu khỏe quá. Nghĩa là không ai xuyên được qua cái hàng ngũ bao gồm Richter và Thên để tìm thấy anh ta, nên anh ta cũng không cần phải chạy chậm đi làm gì. Thực ra là anh ta lên giáp hộ mệnh ở thời điểm này cũng vẫn được thôi, nhưng mà anh ta có sự tự tin của mình cho nó chắc. Anh ta có sự tự tin của mình, anh ta chỉ cần lên đúng một cái hôn chứng choi và anh ta tự tin rằng mình có thể được xả đam mạnh mẽ ở trong giao tranh. Ở thời điểm hiện tại thì Gilai tôi nghĩ rằng là đánh giao tranh còn khó hơn việc cầu may. Bây giờ cầu may và anh sẽ ra bạn chú còn dễ hơn việc họ mở giao tranh đối phương để bắt người. Thời điểm này bắt người là quá khó, trừ khi tờ nhân phải có một sai lầm chí tử. Còn để mà bắt chết được Ara hay thậm chí là cả Richter trong tay của Nolan khi anh ta đi lẻ cũng là một điều phải nói rằng là rất khó dành cho đội hình bên phía Gilai. Cần một cú cầu may, và cú cầu may đó phải là một tình huống rất bén tay, phải là một tình huống vía tốt đến từ vị trí của Gray trong một ngày may mắn của anh ta nữa. Vì con Kira, một con tướng rất có khả năng tạo ra đến sự bất ngờ trong pha tranh chấp 1-1 tại con Seiza bạo chúa. Và đó sẽ là thứ tôi nghĩ rằng là dễ hơn việc bắt là vị trí của tờ nhân. TDT hiểu điều này, họ phải cố gắng mượn con Seiza. Nếu như đối phương mất bình tĩnh tại con Seiza, họ sẽ giao tranh.
Còn bên phía Zilai họ cần phải giữ lại con Seja này. Trong khi đó thì tên lính đường dưới vừa rồi thì bên phía Zilai cũng đã phải cử Bridget xuống để có thể phòng ngự được. Nhưng về mặt thế lính mà nói, cánh dưới vẫn là một cánh mà họ đang bị đẩy tương đối nguy hiểm. Họ sẽ tiếp tục phải cử người xuống đó mà thôi. Trong khi đó thì khu vực đường trên lại một cánh phần nào có thể coi là khá khả quan dành cho bên phía Zilai khi họ có tên lính ở quá sông. Nhưng có lẽ là TDT họ cũng sẽ sớm để có thể cử người lên để đẩy ít nhất là cân tơ lính đó, rồi qua đó thì có thể hướng đến cho mình là hang Seja. Vẫn đang là một bài đánh cân não đến từ đôi bên, đang chờ đợi thời cơ nào đó. TDT thì đang có được cho mình nhiều ưu thế hơn, nhưng họ cũng không dám liều tại hang Seja Bạo Chúa, bởi lẽ nếu như họ tấn công vào Seja Bạo Chúa thì đó sẽ là cơ hội để cho G-Line họ có được cho mình một tình huống phản công. Và khi mà chưa thể bắt lẻ nào được vào một thành viên nào của đối phương cả, thì bên phía TDT họ vẫn đang chờ đợi. Nhìn Hoàng TD dọn lính, tôi cảm thấy mệt cho anh ta luôn, mệt cho anh ta luôn. Không ai giúp đỡ anh ta cả. Mất đâu đó phải đến 1 phút để dọn tơ lính. Mà trong trường hợp anh ta còn phải có sự bảo kê đến từ cả Tama và Bridget tại hai bên cánh, hai bên bụi thì anh ta mới yên tâm dọn lính được. Nhưng dọn hết tơ này thì tơ sau lại tới. Tơ lính như thế này là quá đẹp để ăn Seja từ bên phía của TDT. Hoặc ít nhất thì họ cũng sẽ mượn đối phương con Seja bạo chúa này rồi đến để mở giao tranh. Một cú xuyên tâm luân ra. Và bây giờ là cú bắt người đến từ đó là TDT mất đi cầu băng sơn trên người của NTG. Quay ngược trở lại, Excalibur đến từ Ara còn đau hơn cả Nam đến từ NTG và Gray cộng lại. Bởi vì Ara có cho mình cái huân chương choi, qua đó thì anh ta Excalibur thì lại là sát thương chuẩn. NTG thì làm gì có nhiều máu lắm, anh ta bị dính một Excalibur mất tận gần nửa cây. Nhưng anh ta có Tama bên cạnh và qua đó thì anh ta cũng có khả năng hồi phục được rồi. Cũng ở lại được ở trong tình huống này, nhìn chung là vẫn đang là một thế trận răng co khu vực hang Seja. Chưa ai làm gì quá là bất ngờ cả. Vừa rồi thì một cái cầu băng xương của NTG cũng đã bị bóc đi mất. Có lẽ đó là cầu anh ta lên ở trên lượng đồ của mình mà thôi. Tiếp tục là một nhịp đu vào của Judas. Có lẽ Judas sẽ cần phải tạo ra một điều nào đó mang tính chất đột biến nhiều hơn, đu vào vị trí của một ai đó như là Bridget rồi NTCG hay Hoàng TD. Nhưng đây là Bridget bị tìm thấy, bởi đó là Nolan rồi. Anh ta quay trở ra trả cho mình một rất tự tin nhiên trưởng trang. Và đây là Nolan. Nolan đang bị đẩy lui trở lại. Bên phía TDT họ vẫn đang chưa thực sự có một tình huống cố gắng để có thể tấn công đội hình đối phương một cách mạnh mẽ hơn. Họ đánh chắc quá, họ đánh chắc quá. Seja đang được ăn từ bên phía của TDT, tốc ăn không phải là quá nhanh. Zilai biết điều này, họ không được để mất đi con Seja bạo chúa này. Những lượng máu của Judas không còn đủ nhiều để có thể ở lại trong giao tranh nữa. Anh ta sẽ về để ram cho mình con bùa. Không, mất anh ta nhường lại bùa cho tờ nhân. Zilai có thế tiến lên. Họ sẵn sàng hy sinh tơ trụ này để ép giao tranh với đối phương. Nhưng liệu rằng đứng trên việc đánh chắc chắn này là có là ổn hay không? Seja được tái khởi động. Đến trên bên phía của TDT. Đứng và trên. Ui, tôi cứ tưởng là con lính nên nó bắn thẳng vào nhà cái gì. Không anh ơi. Nó bắn một hit vào nhà rồi đấy anh Huy ạ. Đấy rồi con Seja. Seja sẽ thuộc về bên phía TNT hay thuộc về bên phía G-Line đây. Gray bắt đầu bật cho mình cú chiêu cuối. Judas hết máu, Judas hết máu. Và như vậy Seja hồi đầy cây máu. Trong đó thì Bridget được cử xuống để đẩy phòng ngự tân lính ở khu vực đường dưới rồi. Vẫn đang làm thế mà TNT họ vẫn chưa giải quyết được thế trận ở trong thời điểm này. Vì Judas hết máu nên họ phải ngừng lại con Seja. Hơi buồn đến từ vị trí Judas lúc khoảng thời điểm mà tôi nhân bắn rát nhất vào khi tích nội tại lên người con Seja bạo chúa, rồi anh ta lại hết máu, lượng máu không còn là quá nhiều nữa, có thể bị cấu máu, bị cấu rỉa máu ở một tình huống nào đó trước khi giao tranh nổ ra. Một cú băng vào đến tam giác quỷ đến từ vị trí của Gray. Nhưng ta tìm ai đây, ở thời điểm hiện tại tìm ai đây? Nolan lao vào một nhịp với một dị quỷ còn mạnh hơn cả hai người kia cộng lại, và cần một tình huống giao tranh đủ hay đến từ bên phía của Zilai để có thể gỡ gạc. TNT đang mất hơi nhiều thời gian ở giai đoạn cuối trận này. Với chất tướng được đánh giá là khỏe hơn, nhưng họ vẫn chưa dám chủ động giao tranh và họ đang bị cuốn vào con Seja bạo chúa khá nhiều. Chỉ là TNT là đội tuyển tôi thấy đang đánh rất là cẩn trọng, đánh thực sự là rất cẩn thận luôn. Họ có, tôi nghĩ rằng là họ có thể mượn con Seja bạo chúa để ép giao tranh đối phương luôn, tại vì hai cú đâm kiếm cộng với một cú phun diệt quỷ đến từ Nolan cũng đã cấu đi được lượng máu rất lớn từ hai thành viên phía Zilai rồi, nhưng họ lại không làm điều đó. Họ đang bị phân tâm bởi việc Judas tái khởi động con Seja bạo chúa rất nhiều lần và bị mất máu rất nhiều khi phải tanh con Seja. Còn phần còn lại ở bên phía TNT thì lại dồn đam không đủ nhanh để có thể xử lý được nhanh con Seja đó. Và bây giờ thì thế trận nó đang là thế 50-50 rồi, khi lính đã có thời gian cho Zilai đẩy và họ đang đứng cao, được đứng cao hơn một chút tại khu vực giữa sông, phải lùi lại khi mà tân lính siêu cấp đang được tràn lên. Thế trận đang diễn ra một cách khá giằng co. 25 phút thi đấu trôi qua rồi. Tôi nghĩ là TDT họ chờ cho tân lính siêu cấp đường giữa này được cường hóa khỏe maximum khi ấy thì họ sẽ chờ phút 30 ấy. Họ chờ phút 30 ấy. Họ đi chắc quá. Mình có thời gian mà mình là tỷ phú thời gian mà cứ chờ thôi, chờ bao giờ chắc chắn thắng thì đánh. Xem ai là kẻ lì lợm hơn. Xem vua lì đòn thôi, bây giờ cứ kệ. Nên Hoàng TDT tôi nghĩ Hoàng TDT ơi, hỏa bạn. Rồi chả là bây giờ tụi lao vào không chờ nữa rồi, tụi lao vào của Nolan rồi, ta bật lên cho mình cú chiêu cuối. Tấn công khép các Hoàng TDT, một người bị hủy diệt đó là Tama, với giờ là thời điểm mà TDT họ đang tràn lên đánh, Gray đang đến nhưng không kịp làm gì cả. Anh ta phải lui. NTG thì mất một nửa cây trên người, có cả thêm những tân thiên vương truy tiến vào nữa, và một cái giáp hộ mệnh bị bóc đi với cú tốc biến hỏa trận đến từ vị trí của Rina. Hoàng TD bị hủy diệt và có lẽ thế là hết rồi cho Zilai. Và Gray cố gắng để có thể đổi lấy cái liềm của Judas. Tớ nhân hạng của Bridget rồi. NTG cố gắng giữ cái giáp hộ mệnh của mình. Gray kìa,
Zudap mất đi cái giáp hộ mệnh trên người, quay ngược trở lại. Gray cũng chỉ cố gắng để tạo ra một điều đấy bất ngờ đấy. Thì Di lao vào với tạ sư đột lấy đi mạng của Zudap thành công rồi, nhưng anh ta cũng chỉ có một mình mà thôi, quét sạch sống lại giáp hộ mệnh, chuyển qua cầu băng xương nhưng không về được nhà nữa, đổi qua cả liềm vẫn không làm được gì cả, tự nhiên vẫn còn ở trên bản đồ. Và 1-0 dành cho bên phía của TDT. Rõ ràng là TDT có thể làm nhanh hơn. Và nhìn vào pha giao tranh cuối của họ đi, họ lao vào một cái hỏa trận thôi cũng đã khiến cho các thành viên bên phía đối phương mất hết máu rồi. Nhưng họ đã làm điều gì ở trong khoảng thời điểm vừa qua? Mất rất nhiều thời gian thì mới có thể hạ gục được Z-Line. Một sự cẩn thận nhưng đó là điều cần thiết. Và dù sao đi chăng nữa họ vẫn có được một điểm. Đúng không? Tuy là sự cẩn thận là cẩn thận hơi quá, nhưng mà họ cũng đã không để cho cơ hội vụt mất. Đúng. Và đó vẫn là một chiến thắng tôi nghĩ rằng là chắc chiu đến từ bên phía của TDT. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là thắng rồi, thắng ván đấu này và vượt lên dẫn trước với tỷ số là 1-0. Còn việc mà họ cẩn thận hay không chúng ta cũng chẳng phán xét gì cả. Cẩn thận là tốt, cẩn thận không thừa, thế là được. Tôi nghĩ rằng là ok khi mà bên phía TDT họ đã có cho mình ván đấu vượt lên trước đối thủ. Một ván đấu mà như những gì mà tôi cùng với Huy cũng đã phân tích rồi, là với thế trận đó, với việc có được 3 đường sớm như vậy thì lẽ ra có lẽ TDT có thể làm được nhanh hơn một chút. Nhưng không sao cả, điều quan trọng là cuối cùng họ vẫn là những người có được thắng lợi. Một tình huống mà bên phía có lẽ là hình như G-Line họ lại không thể nào mà thi gan nổi được với TDT nữa. Và họ là những người khi mà họ nhận ra được là cái trụ một khu vực đường giữa họ cũng có thể lấy được nó, có nghĩa rằng là thế trận thực ra họ cũng không phải là thua sút quá nhiều, thì họ nghĩ đến việc là có thể đánh. Tôi lại nghĩ rằng là khi Z-Line bất ngờ khi mà thấy TDT đánh chắc đến như thế và họ có thời gian để lấy được thêm cái trụ một đường giữa của đối phương nữa đó. Nhưng mà chúng ta lại nhìn thấy rằng là chỉ cần một cú vùng diệt quỷ thôi, một tình huống vùng diệt quỷ, một cái hỏa trận thôi, các thành viên bên phía Z-Line bay màu gần hết, thì họ cũng chưa cần phải giao tranh quá mạnh, họ cũng đã có được chiến thắng rồi. Nhưng TDT đánh một cách khá chắc cú và nó đã giúp cho bên phía Z-Line nuôi thêm một chút hy vọng. Nhưng mà chỉ nuôi hy vọng thôi là không đủ, và vì vậy thì họ vẫn đã phải hứng chịu một trận thua. Ở đây là một trận thi đấu cẩn thận và cần thiết để bên phía TDT họ tạm thời dẫn trước đối phương với tỷ số là 1-0. Và ngay lúc này đây các bạn thân mến, hiện tại thì chúng tôi cũng có một cái chương trình rất là vui. Đó là chúng tôi hiện tại đã chính thức mở bán trang phục của Phoenix Phong Tranh Thám Xuân. Trang phục bậc SS Premium đầu tiên của Phoenix, Phoenix Phong Tranh Thám Xuân với giá là 799 quân huy. Các bạn hãy tham gia ngay sự kiện thử thách Phoenix để không bỏ lỡ thẻ giảm giá trang phục 300 quân huy từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3 nhá. Vào game sở hữu ngay vào lúc này các bạn ơi. Và các bạn đừng quên rằng là Phoenix hiện tại ở trong phiên bản cập nhật mùng 7 tháng 3. Chỉnh sửa. Đấy thì cũng đã được chỉnh sửa vị tướng này, qua đó thì không còn khả năng làm choáng được, một cái là có khả năng gọi là soi map rồi và cảm nhận được tầm nhìn của đối phương, nên vì vậy tôi nghĩ rằng là một chút chỉnh sửa nhẹ từ Phoenix cũng xứng đáng để các bạn bỏ ra gọi là cơ hội bỏ ra số tiền để có thể sở hữu ngay một trang phục cao cấp như SS Premium, đúng không? Và nghe trông là quá đỉnh. Được giảm giá mà 2S giảm giá 300 quân huy ngày 15 tháng 3, tức là ngày hôm nay à? Hôm nay luôn, hôm đến nay sinh nhật của Rina là 15 tháng 3 luôn. Đến ngày 21 tháng 3 tức là nhanh 799 tay lên. Là trừ 300 là còn có 499 quân huy. Cũng quá mềm rồi. Quá mềm. Mua thôi. Quá đẹp. Mua thôi. Ngoài ra chúng tôi cũng đang có Tứ Phương Đại Chiến quay trở lại rồi, khi mà Tứ Phương Đại Chiến của mùa xuân 2024 chính thức khởi tranh. Lúc này đây thì các kiện tướng hãy nhanh tay lập team đăng ký để qua đó tham gia vòng loại toàn quốc tại chính nơi mình đang sinh sống và học tập. Nhất định là các bạn đừng nên bỏ lỡ chiếc mũ vinh quang cùng với những cơ hội để tham gia vòng thăng hạng đấu trường danh vọng mùa đông 2024. Và mọi thông tin chi tiết các bạn hãy xem ở tại trang chủ là liênquân.garena.vn. Các bạn khán giả bảo là không vui, thấy vui mà. Vui quá đi. Quá vui chứ. Thẻ giảm giá quân huy 300 quân huy. Đấy, các bạn chỉ cần sở hữu 499 quân huy là có thể sở hữu được một trang phục 2S Premium rồi. Và quay trở lại với ở trận thi đấu này, một ánh mắt đăm chiêu có vẻ như là sự tự tin cũng đang dần mất đi. Ngay từ khoảng thời điểm đầu khi cấm trọng tôi đã cảm thấy có một cái gì đấy không ổn từ bên phía Z-Line rồi. Nghĩa là trong trường hợp mà họ có thể đánh đè tốt và áp đảo với Van Hen và Helen trong đoạn đi đường thì đội hình này rất khỏe. Nhưng trong trường hợp họ đánh đôi co đối phương hoặc là đánh theo kiểu dạng bị thua thế thì Van Hen và Helen không có phát huy hiệu quả nữa. Chưa kể rằng những vị trí còn lại là những vị trí theo kiểu dạng là sát thủ rất khó để mở giao tranh. Một hình quá nhiều sát thủ với Rat với Quy khiến cho họ giao tranh tổng khó hơn rất nhiều so với cả bên phía đối phương. Có lẽ sai lầm lớn nhất mà họ để mắc phải ở trong ván thi đấu này chính là họ dính phải một cú đẩy từ Ara. Và sau cú đẩy đấy thì Van Hen và Helen không còn được đè đường nữa, dẫn tới việc họ không được đảo đường, không được di chuyển trước đối phương. Nên vì vậy mà Van Hen và Helen tương đối yếu ở trong ván thi đấu này. Và rõ ràng là Ara đã làm tốt, nhưng cũng phải là một lời khiển trách nhẹ cho Z-Line, bởi họ đã mắc những sai lầm rất cơ bản. Họ để Ara đẩy hai cú tốc biến đẩy rất đơn giản. Và Rina thì sốc đam quá khỏe với cô bé Ignis. Một ngày thi đấu và phong độ đến từ Rina ở đường giữa cũng đang là rất ổn định. Và không biết sao anh ta có phải là MVP ván thi đấu này hay không, khi mà Ignis tôi nghĩ rằng thường sẽ gây được khá nhiều đam. Còn Zudat trận này cứ đu ra đu vào. Mùa này thì anh ta cũng chưa có một cái MVP nào. Và nếu như Zudat đánh quyết đoán hơn, tôi nghĩ rằng họ đã thắng cách mạnh mẽ hơn rồi. Nhưng Zudat đánh ăn xin ra bạo chúa thì còn tí máu, rồi cứ đu ra đu vào, nhưng cuối cùng thì họ vẫn có được chiến thắng.
Và 1-0 dành cho TDT trước City Line là kết quả của ván thi đấu đầu tiên này. 1-0 dành cho TDT, có thể thấy rằng là tôi cũng phải gọi là khen tài năng của Batman đi khi mà lắp ghép được những mảnh ghép của TDT với những con người mà chúng ta cũng biết rằng lúc nãy cũng có nhắc đến Thư Phương Đại Chiến thì ở trong đó thì có những thành viên của TDT cũng đã chơi tại giải đấu đấy rồi. PSMan có một khoảng thời điểm khá khó khăn nhưng mà vẫn đã chấp nối được một bộ khung đủ tốt đúng để có thể hiện tại là đủ sức cạnh tranh top 4 ở thời điểm này. Nếu như họ chiến thắng trận đấu này chắc chắn rồi đúng, họ vẫn sẽ duy trì vị trí top 4 và đó là một cái vị trí tôi nghĩ rằng là không thể đẹp hơn để họ có thể ngắm nghía và tiếp cận nhiều hơn cho giai đoạn sau của giải đấu. Ở giai đoạn đầu mùa mà có được từng đấy điểm số đã là một điều quá thành công đến từ thầy trò huấn luyện viên PSMan rồi. Và cũng để xem rằng liệu Ara còn có thể phát huy được hết tiềm năng của mình hay không. Ara thì sau cái đỉnh duy nhất tại AWC 2019 thì anh ta lạc trôi khá lâu. Và đến thời điểm này thì anh ta mới thực sự tìm lại được cái niềm cảm hứng của mình khi ở một vị trí mới, đó vị trí trợ thủ. Thực tế thì bảo vị trí mới hay vị trí trợ thủ không hoàn toàn chính xác, nhưng mà dù sao thì anh ta cũng đã quay lại vị trí xạ thủ một thời gian, rồi sau đó thì anh ta mới đi để trở về ở vị trí trợ thủ. Đấy, chúng ta thấy rằng là về mặt tên tuổi mà nói thì bên phía đội tuyển Zilai sở hữu những tuyển thủ có thể nói là nổi tiếng hơn về mặt tên tuổi đi, cũng không hẳn là nổi tiếng hơn mà họ đã có một quãng thời gian dài thi đấu tại chỗ danh vọng rồi. Và bây giờ thì chúng ta cũng đến với MVP ở trong ván đấu này, đó là Ara. Ara chưa hết thời nhỉ, chắc chưa hơi hết được nhỉ, chưa sẽ có nhiều người là có hơi đâu mà hết. Nhưng mà không, vẫn là Ara, vẫn là Ara, vẫn là Ara với tôi nghĩ rằng là hai cú đẩy rất hay của Ara và đặc biệt là cú đẩy đầu tiên mang lại chiến công đầu TH dành cho đội tuyển TDT. Đó là tình huống mà nhìn lại chúng ta thấy rằng là Tờ Nhân là người đã lừa các thành viên bên phía của GG Line để qua đó Hoàng TD tưởng rằng miếng mồi thơm, cuối cùng thì lại trở thành con mồi khi mà Ara đến cùng với Rina và tạo ra một tình huống combo quá đẹp. Nó đã khiến cho thế trận hoàn toàn thuộc về tay của TDT kể từ thời điểm đó. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại những thông số trong ván đấu vừa rồi trước khi cùng đến ngay với ván đấu thứ hai của trận đấu giữa GG Line và TDT. Xin mời. Và chúng ta cùng nhau quay trở lại với trận thi đấu giữa CG Live và TDT. Hiện tại tỷ số đang là 1-0 dành cho Quỷ Đỏ khi mà họ đã có được một chiến thắng phải nói rằng là nhọc nhằn, nhưng họ lại có được lợi thế ngay từ đầu và hai cú đẩy của Ara đem lại được toàn bộ những lợi thế về mặt kiểm soát, về mặt kinh tế dành cho đội hình bên phía TDT và họ cũng dễ dàng có được một chiến thắng trước một đội hình khá mỏng cơm và chỉ toàn những sát thủ bên phía Zilai. Ở ván đấu thứ hai này, Zilai sẽ làm gì đây? Họ đang nằm trong một chuỗi khủng hoảng không có hồi đáp khi mà họ liên tục thua và đến thời điểm này họ vẫn đang thua. một chuỗi phải nói rằng phong độ khá bết bát đến từ bên phía của Zilai và họ cần phải cứu lại chính mình ngay ở trong ván thi đấu này, bởi nếu như cộng dồn thêm những gì họ phải trải qua trong những trận thi đấu thua trước đó mà còn thua thêm ván thi đấu bản lề này nữa thì họ có thể sẽ dễ suy sụp rất nhanh. Họ đang thực sự là hơi lạc trôi thật khi mà tôi nghĩ rằng là các ban pick của đội tuyển Zilai cũng đang gặp đâu đó là những vấn đề. Họ trong ván đấu vừa rồi tôi không đánh giá quá cao con bài Ras, và cùng với đó thì khi mà cặp đôi Helen có thì lẽ ra họ cần phải gây được áp lực lớn hơn và cần phải lựa chọn một chất tướng có lẽ là mạnh mẽ hơn trong khả năng đi rừng dành cho vị trí của Gray để anh ta có thể tạo ra những tình huống ganh, tạo thêm sức ép, hỗ trợ để cho họ lấy được cái trụ ở khu vực đường rồng sớm nhất và sau đó thì giải phóng cho Van Helen để có thể đi sang những khu vực đường khác và lăn cầu tuyết trận đấu một cách chóng mặt. Nhưng điều đó là điều mà Zilai không làm được với những lựa chọn tướng vừa rồi. Bây giờ thì họ sẽ cần phải có những toan tính khác đi, và đấu này Zilai lại chủ động chọn cho mình phần sân màu đỏ và TDT ở phần sân màu xanh. Họ sẽ cấm trước, chọn trước. Họ cấm gì đây? Kane chăng? Có lẽ lại là Kane thôi, khi mà Kane thường xuyên là vị tướng cấm rất an toàn trong slot 1 ở bên xanh. Và lựa chọn cấm đến từ bên phía TDT đã có rồi. Trong khi đó thì với bên đỏ thì thường vẫn là Aya Rui. Và khi ấy thì ở phần sân màu xanh sẽ có được cho mình một lựa chọn power pick theo ý muốn, với việc là họ sẽ cấm một vị tướng nào đó còn lại ở trong phase đầu tiên trước khi đưa ra lựa chọn của mình. Có thể là vẫn cấm đi Aya thôi. Aya sẽ vẫn là một vị tướng phải cấm ở trong phase thứ nhất. Aya Rui, Van Hen, những vị tướng mà chúng ta hay thấy xuất hiện ở trong thời gian gần đây. TDT cũng đang có quyền để lấy Van Hen ở trong ván thi đấu này, và đúng là cấm đi Van Hen thật. Đúng là cấm đi Van Hen thật ở trong ván đấu này. Vậy thì liệu TDT có cấm đi Rui, bên phía Zilai cấm đi Aya
và Stuart sẽ có dành cho TDT. Như vậy TDT sẽ có Iggy lấy làm first pick, sẽ có Stuart lấy làm first pick, sẽ có Yasu lấy làm first pick. Ừ. Vì họ đang set up để cho họ có thể có được ít nhất là một con bài khỏe ở vị trí đường rồng hoặc một vị tướng khỏe ở vị trí đường giữa. Lực cấm tiếp theo họ hướng tới đó sẽ là Aoi. À, bây giờ thì sẽ có một trong hai vị tướng được thả ra, một là Rui, hai là Aya. Không, thả đấy, cả hai luôn. Trận đấu này cả hai bên quyết tâm khô máu và vì vậy thì Rui và Aya xuất hiện ở trong ván thi đấu này. Còn phải chờ xem liệu rằng có xuất hiện hay không. Tôi nghĩ rằng tối thiểu là một trong hai vị tướng xuất hiện đi. Còn có thể là xem mỗi bên có một con, hoặc mỗi bên có một con, hoặc là một bên có cả hai con, một bên thì không có con nào. Vẫn có một trường hợp là một bên có cả hai con nhưng vẫn thua. Đó là FPT Flash. Đây là trường hợp rất hy hữu của đấu trường Danh Vọng khi mà được lấy hai vị tướng khỏe trong cùng một đội hình mà vẫn thua. Ừ, hay thế là tham quá, đôi khi là cũng dở đấy chứ. Rui và Kane cũng khỏe, đánh đến gần 35 phút, 36 phút với cả SP nhưng vẫn thua. Vẫn thua. Nên là chưa chắc có được quá nhiều tướng mạnh đã là hay đâu. Tôi nghĩ rằng là cũng phải nên kết hợp để làm thế nào đấy phối hợp với nhau thực sự là hợp lý và hài hòa mới là điều tốt hơn. Như vậy là TDT sẽ đánh một cái bài mà tôi nghĩ rằng là ít tự ưu ái hơn so với bài Rui, nhưng mà nó dễ đánh hơn. Dễ đánh bài hơn. Aya kết hợp được dễ hơn. Ừ, kết hợp dễ hơn. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng là sẽ hướng đến cho mình thêm một chất tướng chống chịu nữa. Tara đi. Tôi nghĩ rằng Tara cho Judas sẽ là một lựa chọn không tồi, hoặc là Tara cho chính Ara, bởi vì là tôi nhớ không nhầm là TDT cũng đánh như thế rồi, họ cũng cho Ara đánh con Tara và để cho Rina đánh cho mình con Aya. Nó rất là khó đọc dành cho chúng ta. Z-Line thì bây giờ đưa ra hai lựa chọn của mình rồi. Đây là những gì mà họ đang hướng đến khi mà đối thủ có Aya trong đội hình với quân bài mang tính chất là đốt sát thương theo thời gian. Đó là Morgana và cùng với đó là quân bài chém sát thương chuẩn rất đau. Đấy con bài Malok. Với TDT thì sao đây? Sẽ là Murat. Murat ở trong ván đấu này và cùng với đó là Tara rồi, chắc chắn là con Tara rồi. Họ lấy hai cặp đôi này chắc chắn họ lấy cặp đôi này để khắc chế vào Aya. Khi Manga vẫn luôn luôn được coi là một sự lựa chọn để đối đầu với cả Aya trong giai đoạn đầu trận đấu. Nên vì vậy đây là một sự lựa chọn không quá bất ngờ đến từ bên phía của Z-Line. Tiếp tục một vị tướng châu khả năng gây sức chuẩn nữa từ bên phía Z-Line được lấy, đó là Omen. Những vị tướng châu lực và có khả năng tạo ra sát thương chuẩn, vị tướng chống khả năng hồi phục đến từ Aya đang được Z-Line lấy hết. Và họ lấy một lượng tướng có một sức chống chịu rất lớn ở khoảng thời điểm đầu trận và thậm chí có thể tràn qua cấp rừng được luôn. Với đội hình 3 người như thế này. Còn bên phía của TDT, Tara và Aya không phải là những sự lựa chọn quá bất ngờ, nhưng Tara này ở vị trí hỗ trợ hay ở vị trí đi rừng đây. Còn Murat sẽ ở đường tà thần Caesar. Có lẽ Murat sẽ ở vị trí đường tà thần Caesar ở trong ván thi đấu này, hoặc cũng có thể nó trong tay của Judas nữa. Lực cấm thứ ba ở TDT hướng tới đang là Yad, cấm thẳng vào vị tướng đi rừng của bên phía đối phương. Còn bên phía của Z-Line thì sao đây? Bên phía của Z-Line, họ cấm đi rừng, họ cấm đi Elandor, một vị tướng cũng có thể kết hợp được với Aya. Cấm thêm Florentino trước đó khi mà Florentino là vị tướng gây được nhiều khó khăn dành cho Omen trong tình huống solo tay đôi. TDT bây giờ cấm thêm một vị tướng nữa. Và liệu rằng là họ có nhắm một cách triệt để vào khu vực đường rừng của Gray hay không đây? Cấm thêm con Nagroth chăng? Hoặc là họ sẽ hướng đến điều gì? Cấm một xạ thủ chăng? TDT thì họ chưa có xạ thủ. À đúng rồi, như vậy là họ sẽ cấm đi cho mình Wonder Woman, một vị tướng đi rừng cũng lết, cũng có sát thương chuẩn, cũng khá giống với con bài Yan ở trong khía cạnh này. Như vậy là G-Line sẽ là đội tuyển có cho mình lượt lựa chọn trước trong phase lựa chọn thứ hai. Cả hai đều chưa chọn xạ thủ. Bây lại sát thương chuẩn, G-Line sẽ tiếp tục có sát thương chuẩn. Như vậy là một bài full sát thương chuẩn đến với G-Line rồi, khi mà họ sẽ có IAT, một vị tướng có lẽ là nổi danh với sát thương chuẩn. Chấp niệm Tara và Aya đến từ G-Line, chấp niệm rất lớn, thậm chí là phải lấy đến 3/5 vị trí bao gồm sát thương chuẩn, nhưng tỷ lệ thắng của IAT 0% chỉ là 0% thôi, được pick cũng chỉ 4% và cũng chẳng ai muốn ban luôn. Đến từ vị tướng IAT, có khi IAT được ban là chỉ khi mà các vị tướng xạ thủ bắt đầu bị ít đi, và thường là bị ban ở phase thứ hai. Lúc đó phải đến ván 4, ván 5 may ra mới đến lượt IAT bị cấm đi, nên vì vậy mà tỷ lệ cấm vị tướng này mới thấp đến như vậy. Và một collection toàn những vị tướng có khả năng gây được sát thương chuẩn ở trong ván đấu này, họ chắc chắn là muốn dồn đam đủ nhanh để hạ gục Tara và Aya. Họ muốn làm phế đi Tara và Aya. Và một cách gián tiếp nào đó thì với việc lựa chọn một đội hình toàn những sát thương chuẩn như thế này thì họ thậm chí còn khá khỏe trong khoảng thời điểm đầu khi vào xâm lăng rừng nữa. Khả năng miễn thương đến từ quân bài Omen ở khoảng thời điểm cuối trận đấu cũng là rất mạnh mẽ, cộng thêm với cả sát thương chuẩn đến từ Malok. Đội hình này là một đội hình khá dồi dào ở khoảng thời điểm về sau, nhưng khoảng thời điểm đầu họ không hề yếu đi một chút nào cả. Quick knock rồi. Bên phía TDT có những vị tướng đầy sát thương ở giai đoạn sau, ở trong phase thứ hai họ lựa chọn những vị tướng giàu sát thương hơn để đối đầu gặp bên phía đối phương, và Tara và Aya sẽ là những vị trí đường tà thần. Tara đường tà thần chăng? Hay không, Tara trợ thủ. Tara trợ thủ. Aya. Aya đánh đường. Aya. Ủa. Ờ thế không có xạ thủ à? Đó, Aya đường rồng. Aya đường rồng với cả Tara ở trong ván thi đấu này. Ở đường giữa là Iggy, ở vị trí đi rừng đó sẽ là vị trí của Judas, và cuối cùng ở khu vực đường tà thần Caesar đó sẽ là con bài Murat trong tay của Nolan. Có lẽ là như vậy. Như vậy là một bài đánh không có xạ thủ lấy trụ hơi khó dành cho TDT. Cùng chờ xem là họ đánh như thế này thì
họ sẽ xử lý như thế nào. Còn trong khi đó với G-Line họ hoàn tất đội hình của mình với vị tướng đi rừng rồi. Oh, sát chuẩn tiếp à? Lại là Triệu Vân thêm sát chuẩn rồi. Đấy. Lại sát chuẩn nữa không? Như vậy là không phải là Triệu Vân mà đó là Zuka. Nhiều chuẩn quá. Ừ, bớt bớt đi một tí. Nhiều đạm quá, good. Bớt đi một chút được cân đối. Yeah. Có vitamin, phải có các cái chất khác nữa. Nhưng mà mình sát chuẩn trông cục quá. Nhưng nói chung là G-Line nhìn còn hài hòa hơn TDT. Tôi thấy là đội hình mà không có xạ thủ thì có lẽ là họ có những toàn tính của riêng mình đấy. Họ có lẽ là muốn đánh giao tranh tổng thật nhiều và sau đó thì lấy cái ưu thế đó, sau khi mọi giao tranh tổng có được ưu thế trước đối phương thì họ sẽ lấy được trụ của đối phương chăng. Còn ở trong một đội hình không có xạ thủ, nói gì thì nói vẫn khá khó chơi, khá khó vận hành. Đây sẽ là một bộ cặp đường rồng mang tên là Aya cùng với Tara luôn. Như vậy là Tờ Nhân sẽ đi cùng Ara và đây là hai vị tướng có lẽ cũng sẽ theo kèm nhau trong suốt trận đấu này. Còn trong khi đó khu vực đường giữa là Rina với Iki, cánh trên là Quicknack, cùng với đó sẽ là Nolan với con bài Murat ở trong ván đấu này. Như vậy là bên kia chiến tuyến thì cũng không có một sự bất ngờ nào trong việc lựa chọn tướng cả. Sau những lựa chọn cuối cùng của họ với con Zuka dành cho Gray thì đội hình của G-Line cũng đã hoàn tất rồi. Họ sẽ có một đội hình cũng có thể coi là cũng khá mạnh ở đây. Khi mà với Hayate thì cũng là một sự khắc chế lớn vào cặp đôi Aya cũng như là Tara ở trong đội hình của TDT. Một đội hình có được cái sự cục đến từ bên phía của G-Line. Thiền rất nhiều về sát thương chuẩn, họ muốn đảm bảo rằng mình sẽ dồn chết ngay Tara và Aya để không cho vị tướng này cơ hội được phép cò quay trong giao tranh, cũng như không cho một cơ hội nào để Tara sống đủ lâu giúp cho Aya có thể liên tục được búp giáp cũng như là xả sát thương ở trên đầu của vị tướng này. Về ý đồ thì G-Line có ý đồ khá tốt, và để xem rằng ở trong ván thi đấu này với việc sở hữu cặp đôi Malok Omen cũng như là Mganga ở giai đoạn đường giữa thì họ có muốn tràn qua để cướp rừng vào bên phía TNT hay không. Đây tôi nghĩ rằng đội hình này cướp rừng là ổn, họ có thể tràn qua để lấy ngay các mùa xanh đầu tiên của đối phương cũng được luôn, như cái cách mà họ đã bị đối phương áp lực ở trong ván đấu đầu tiên khi mà bị Judas tràn qua cướp con bùa xanh ngay ở trong những phút đầu tiên. Ở ván thi đấu này thì đối phương chỉ chơi Quicknack, một vị tướng cũng không có nhiều tiếng nói ở trong cấp độ 1, và họ hoàn toàn thể tràn qua khu vực bùa xanh và gây áp lực thẳng vào khu vực bùa của Quicknack luôn, có thể lấy được cả mạng Quicknack luôn. Và để xem rằng lối đánh của G-Line ở trong ván thi đấu này họ sẽ theo phong cách gì đây. Bùa đỏ ạ, cũng tràn qua bùa nhưng có vẻ họ muốn tràn bùa đỏ. TDT xếp ở đây sẵn rồi, họ chia người ra và ở khu tuyến dưới này thì có đông người hơn để bảo vệ phần bùa đỏ dành cho Judas. Nào, nào, va rồi. Có lẽ sẽ có tình huống va nhau ngay ở vào thời điểm này. Rồi 4 người bên phía G-Line bắt đầu tiến vào hàng bùa đỏ của đối thủ. Và đây con bùa nó được kéo ra, nhưng kéo ra ở vị trí này thì nó cũng hơi nhạy cảm một chút. Judas đang cố gắng ở lại đây, anh ta trừng trị thành công với con bùa rồi, có bùa dưới chân. Nhưng sau đó Judas còn được về hay không thì có lẽ Judas cũng tính cả rồi, bởi vì anh ta sẽ quay trở ra với cái chuyển sinh của mình. Chiến thuật TS nó đã có dành cho bên phía G-Line, họ lấy được thêm một điểm bạc gục nữa. Rina có lẽ cũng sẽ phải nằm lại ở trong tình huống này. Như vậy là đến 3 điểm bạc gục dành cho G-Line trong chỉ một turn cướp rừng. Quá khỏe trong tình huống vừa qua. Một chiến công đầu TH thêm 2 điểm hạ gục nữa và một con bùa đỏ đối phương, trong đó thì người chưa đi rừng là người phải nằm lại. Quá khỏe, gần như không thể chống đỡ đến bên phía của TDT. Ban đầu thì bên phía G-Line họ định tràn qua khu vực bùa đỏ, nhưng sau đó thì họ di từ bùa xanh xuống bùa đỏ, đánh thẳng mặt tại bùa đỏ luôn. Chỗ nào đông người họ đánh luôn, và đúng là quyết định của họ là đúng đắn khi mà đội hình của họ có quá nhiều vị tướng khỏe, nên vì vậy thì chẳng cần gì phải quan tâm đến những thành viên bên phía đối phương có ai trong rừng. Rina có xuống để có thể cầu đam, đối phương không thể đủ sức để dồn đam và anh ta cũng đã phải nằm lại. Qua đó thì ba mạng quá hời dành cho G-Line trong pha cướp rừng vừa qua. Một đội hình có Mganga, có Malok nên đi chung với nhau ngày một khỏe trong những cấp độ sớm. Họ đã phát huy điều đó ở trong giai đoạn đầu tiên và họ đã có được những lợi thế rất lớn. Như vậy là ván đấu trước thì TTT đi cướp, còn ván đấu này G-Line đòi lại điều đó khi mà họ mới là những người đã đi lấy đi cái bùa của Judas ngay trong giai đoạn đầu của ván đấu. Judas ở trong tình huống đó thì anh ta cũng có chuyển sinh để quay trở ra, nhưng lại là một tình huống phối hợp không thực sự tốt giữa những người đồng đội của Judas khi mà có hai người nữa phải nằm lại, để khiến cho lúc này đây thì tỷ số về điểm hạ gục đang là 3-0 cho G-Line. Họ đang bắt đầu vượt lên chút về mặt lượng tiền rồi, họ cũng đang tiếp cận với khu vực hang rồng ánh sáng sớm hơn so với đối thủ với 4 người ở đây. Nhưng trong khi đó thì cũng đã có tình huống vỗ cánh đến, anh ta sẽ vào trong tình huống Judas này, và đó là con rồng ánh sáng nó dành Judas rồi. Judas sẽ bay màu khi mà Gray nhảy qua bên kia hang rồng, anh ta lấy đi cái điểm hạ gục của Judas. Như vậy là vừa rồi Judas không bấm chuyển sinh, mà bây giờ thì anh ta mới bấm chuyển sinh, anh ta sẽ quay trở lại. Nhưng dù sao thì anh ta cũng giữ lại được con rồng ánh sáng dành cho đội tuyển TDT. Và TDT cũng kịp thời kéo bùa ra cho đến khi Judas quay trở lại, và đó là lý do vì sao anh ta bấm chuyển sinh. Một tình huống lava là cần thiết trong bối cảnh mà họ đã bị thua đến 1000 tiền. Ở khoảng thời điểm đó cần một tình huống giữ lại cơ hội, giữ lại mục tiêu lớn, và họ đã có một tình huống xử lý tôi nghĩ rằng là đủ tốt để giúp họ cầm cự lại được thế kiểm soát đang có phần thua rất nặng với đối phương trong khoảng thời điểm đầu. Nhưng chừng đó những lợi thế là không đủ thì đối phương cũng đã nhanh chóng di lên tuyến trên để có được con Caesar, và qua đó thì hai đội tuyển cân bùa, giữ được bùa đỏ thì bị tràn qua bùa xanh. Và ván thi đấu này chắc chắn rồi, G-Line sẽ đánh cướp bùa từ đầu đến cuối game. Ở thời điểm này Mga rất khỏe và cũng chẳng ai làm gì được nó cả, nên vì thế thì họ cứ tràn qua thôi, họ cứ tràn qua thôi, giữ được bùa đỏ mất bùa xanh. Nên vì vậy thì Judas cũng chẳng lãi được bao nhiêu cả, buộc phải tràn qua tìm bùa xanh của đối phương với sự hỗ trợ của Rina. Nhưng Tama cũng đã có mặt tại đây rồi, một tình huống 2-2. Hoàng TD cũng đã có mặt, họ kéo con bùa xanh này ra đợi cho đồng đội quay trở về.
Và có lẽ rằng Ara sẽ khó để nhảy vào một cầu may. Họ chấp nhận để lỗ bùa cho Judas và Judas không thể nào mà lấy được bùa xanh của đối phương rồi. Giai đoạn đầu khá đang báo động dành cho đội tuyển TNT khi mà G-Line đang kiểm soát mọi thứ rất ổn, đặc biệt với NTGG liên tục có bùa xanh dưới chân như thế này thì khả năng càn quét, khả năng di chuyển bao map đến từ quân bài Anga trong tay NTGG sẽ là cực kỳ đáng sợ. Còn trong khi đó thì vẫn còn cần chờ thêm thời gian nữa thì cặp đôi Tara và Aya mới có được tiếng nói trong tình huống câu kéo và thậm chí là có được thêm lượng sát thương đến từ quân bài Tara, nhưng ở vào thời điểm này thì có lẽ sát thương Tara cũng chỉ là muỗi đốt inox thôi. Liên tục là những tình huống tràn thẳng vào hang bùa xanh, nấp luôn này, Judas, thậm chí là nấp đứng luôn ở cái vị trí này của Judas, sát bực và thế là rồi. Quá ngang nhiên của Judas, một cú luyện gục nữa cho cẩn thận, một bảo đảm rằng đối phương chết ngay. Và ngay lập tức thì con bọ bên phía của TNT đã phải nằm lại rồi, một cú vả đốp vào mặt của Judas và Judas nằm lại thêm một lần nữa, ba lần rồi đấy, ba lần rồi, quá khủng khiếp. Một cái nằm lại phải nói rằng là khá bất cẩn đến từ vị trí của Judas khi toàn bộ phần rừng đã bị đối phương kiểm soát hết rồi. Lại mất tiêm này. Nhưng Zilan quá cao tay, họ chưa cần chờ bùa xanh hồi, họ đã tràn qua, họ đứng nấp sẵn. Có lẽ Judas nghĩ rằng là bùa xanh chưa hồi nên vì vậy mà các thành viên phía của Zilan chắc chưa qua nấp để bắt anh ta đâu. Và Zilan đứng trước một nhịp, đứng trước khi có bùa xanh hồi và họ bắt luôn Judas. Thời điểm này họ có được cả mạng Judas và thậm chí có được cả bùa xanh ở trong turn này. Một cú bắt quá cao tay và một tình huống cũng thiếu cẩn thận đến từ Judas nữa. Trong khi đó Judas sau khi mà anh ta nằm lại thì anh ta quyết định là bỏ luôn khu vực mảng phía trái của bản đồ và anh ta ăn mảng phía phải. Bây giờ thì anh ta mới quay sang, đương nhiên bùa xanh đã được giải quyết xong rất nhanh với thành viên bên phía đội tuyển G-Line rồi. Đứng dưới này thì sao đây? Ara đang đứng tương đối cao ở đây. Anh ta có những tình huống câu kéo gây ra những sự khó khăn dành cho cặp đôi của G-Line, nhưng có lẽ là G-Line cũng không ngại trong việc chờ đợi thêm thời gian. Bởi lẽ Hayate cũng là một chất tướng mà trong giai đoạn mà anh ta đạt ngưỡng sức mạnh thì khả năng công phá đến từ cú bão phi tiêu Hayate sẽ là cực kỳ đáng sợ. NTG bắt đầu có mặt đường dưới rồi và tạo ra cú gank, anh ta cứ thế đi bộ xuống dưới để có thể tìm kiếm cách tẩm độc vào vị trí của Ara. Ara chưa bắt chiêu cuối ở vào thời điểm này, như vậy là NTG cũng quyết định là lùi lại khi mà đối phương cũng đã tiết kiệm chiêu cuối. Judas đang đứng chờ ở cái bụi quen thuộc này, liệu rằng anh ta có một lần nữa nhảy vào cái con rồng này hay không đây? Chắc là có, với cá tính của Judas tôi nghĩ rằng là anh ta cũng không ngại thử vận may đâu. Quả bão được ném xuống. Tờ nhân là người có được cho mình con rồng này chứ không phải là Judas, nhưng dù sao nó vẫn thuộc về cho TNT. Liên tục bất rồng, Ara đang băng lên cùng với cả Aya nữa, nhưng họ không dám băng vào quá sâu. Judas có đã hồi vỗ hay chưa đây? Mất đi luyện ngục để bỏ chạy, nhưng Judas có cho mình nhiều không trung. Tama còn tốc biến bão phi tiêu băng vào khiến cho Judas mất đi chuỗi cầu băng xương. Cầu băng xương quay ngược trở lại thì bị dính quỷ kiếm, dính chuỗi phi tiêu và Judas nằm lại rồi. Bốn mạng chưa? Bốn mạng rồi. Bốn mạng bấm luôn hai chuyển sinh rồi. Và bây giờ đường dưới này thì mặc dù vậy nhá, Judas tình huống đó thì anh ta đã câu kéo thời gian và anh ta khép góc rất tốt để cho Ara tiền. Để cho Ara với tờ nhân lấy được trụ một khu vực đường dưới, và như vậy là trụ một đường dưới lại thành ra là thuộc về bên phía TNT chứ không phải là thuộc về Hoàng TNT. Năm mạng chưa? Đây rồi. Quật Judas là gì? Bridget đang làm, Judas cố gắng đây, có thể ở lại trong thứ danh. Anh ta đang cố gắng lấy đi điểm hạ gục của Bridget. Lướt qua bên kia bờ tường thành công với bộ hook. Bridget bị một cú hỏa bão ném vào, nhưng tốc biến nhạy cảm đến từ Bridget khiến cho anh ta có thể thoát được thân thành công. Nolan cũng đang ở lại đây, nhưng anh ta đã nằm lại khi anh ta dính độc đến từ vị trí của NTGG rồi. Và sự hiện diện đến từ tờ nhân cũng như là Ara đã khiến cho tình huống giao tranh nó đảo chiều. Và Gray phải nằm lại, và như vậy là 1-1 trong tình huống vừa rồi. 1-1 nhưng là một tình huống thoát tim. Đó là một tình huống mà đồng đội chết thay Judas. Judas bị dính sát vực từ Bridget lần thứ hai, đi và ngang qua khu vực bùa. Rõ ràng là lại là một tình huống nữa mà Judas nghĩ một cách tương đối đơn giản. Anh ta đã từng bị bắt ở khoảng thời điểm mà con bùa chưa hồi rồi, và anh ta lại bị Bridget tìm ở khoảng thời điểm mà con bùa chuẩn bị một vài giây nữa nó sẽ hồi. Nghĩa là họ sẽ đứng trước thời điểm mà con bùa xanh ra để bắt Judas. Và anh ta bị mồi đến hai lần, đường dưới kìa, đường dưới. Đường dưới thì Hoàng Tây Đê cũng không ngại Tara và Aya cho lắm. Ở ván thi đấu này Tara Aya cũng chưa đất chơi khi mà các cánh còn lại đang thua hơi nặng. Ít nhất thì họ vẫn có một đội hình phòng ngự đủ khỏe, họ có ảnh chạp, họ có hỏa bạo để đép lính. Nên vì thế thì mọi thứ chưa phải là quá tệ, kể cả khi mà lính có lên cao hay được quyền để dắt đến từ bên phía của G-Line thì họ vẫn có một đội hình phòng ngự đủ khỏe. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì toàn bộ tầm nhìn giữa sông cũng như là khả năng kiểm soát tại những con bùa đều đã thuộc về cho G-Line rồi. G-Line đã có được cho mình thêm một con Caesar ở trong tình huống vừa rồi nữa. Còn trong khi đó thì ở đây Ara bắt đầu được di chuyển nhiều hơn. Có đứng tiếp ở cái bụi bùa xanh đến từ bên phía của Bridget hay không đây? Vòng vào đấy thì lại ác quá nhỉ? Họ đã nấp rồi. Gray với cả Bridget đứng nấp ở tuyến trên. Tôi nghĩ rằng họ có thể sẽ lách vào một lần nữa để bắt người. Nếu không phải là Murat thì sẽ bắt vào vị trí của Kriknak. Và Omen của Bridget sẽ có quyền làm điều đó. Đây, đây, đây. Biết rồi nhá. Rina đã biết, Rina đã báo được tin. Judas lần này đã không mắc sai lầm như ở hai lần trước đó nữa rồi. Và trong khi đó thì đường dưới này có Tama cũng như là Hoàng TD đang có mặt. Và bộ đội này đang cố gắng lấy cái trụ 2 ở khu vực đường dưới. Bật lên cho mình khúc nhạc rừng sâu đến từ tờ nhân và đép lính thành công ở khu vực đường dưới rồi. Còn trong khi đó thì NTGG cũng đang dẫn con Caesar tiến vào khu vực đường giữa này. Nhưng vẫn có 3-4 thành viên của đội tuyển TNT hiện diện đây để cố gắng phòng ngự. Họ vẫn đang có thể phòng ngự được.
Nó lời check sai. Về tiền mà nói thì Zilai đang làm tốt hơn so với bên phía TDT tương đối nhiều, khoảng gần 3.000 tiền nhiều hơn. Widget sát vực vào vị trí của Nolan mà anh ta cố gắng thoát đi thì anh ta chạy được thành công rồi, và đường dưới là khoảng trống để Hoàng TD tận dụng trụ 2 đã dành cho đội tuyển Zilai. Ở đường dưới thì Hoàng TD đang rất khó để thu Ara vào lúc này. Hoàng TD đang có không gian được đẩy cánh tại một đường, anh ta chỉ phải gặp một Tara và Aya với sải tay của mình, với những chuỗi phi tiêu thì không quá khó để Hoàng TD thể đẩy được một lượng lính cao, thậm chí là khoét được rất sâu vào khu vực cánh dưới đối phương. Chỉ còn lại đúng một cái trụ thôi. TDT đang phải ăn rồng. Đây có thể sẽ là con rồng thứ ba của họ, và con rồng này không phải là con rồng theo kiểu dạng ăn cướp nữa không. Lại bị cướp rồi. Nhưng đối phương là cướp chứ không phải là Judas đi cướp. Hà Hảo sẽ ra thuộc về cho Zilai tuyến trên, nhưng có vẻ như Zilai muốn có một turn 2 mùa. Họ đang giữ máu con rồng này. Không, họ bỏ con rồng sau khi có được con sẽ ra tuyến trên. Ô, con rồng. Con rồng vẫn đang được giữ máu bởi Gray. Nó vẫn còn 16.000 máu, nhưng có vẻ như các thành viên phía TDT không muốn tranh chấp nữa. Khu vực đường giữa thì áp lực là rất lớn, nhưng với một hỏa bạo thì bên phía TDT vẫn đép được. Còn ở tuyến dưới thì Judas tầm này có đẩy lính thôi, đứng mà nấp chứ cũng không thể làm được gì với một con Kricknack 04 và thua đến 1.000 tiền so với cả vị trí của Zuka. Thì nếu như solo 1-1 thì có lẽ cũng không phải đối thủ đến từ vị trí của Gray. Và như vậy là đại lộ Seja đã được thả ở cánh trên của đội tuyển G-Line rồi. Còn trong khi đó thì Gray đang hiện diện ở khu vực đường dưới này, anh ta sẽ phụ trách việc đẩy đường dưới. Đường giữa là nơi có đông các thành viên bên phía G-Line nhất khi họ đang bố trí 4 người ở vị trí này. Nhưng Hoàng TD thì đang hướng lên cho mình con bùa xanh trước. Trong khi đó thì các thành viên còn lại đang có mặt ở khu vực đứng giữa thôi. Đang góc nấp đến từ Bridget khi mà anh ta đang đứng ở một nơi mà đang chờ một tướng đi lạc đến từ Rina. Nhưng Rina ngày hôm nay rất cẩn trọng, anh ta vừa có thêm một tướng hỏa vũ cho Hoàng TD. Bị chém với Nolan rồi. Và Tama nhảy đến với cú luyện ngục của mình. Ara đang cố gắng khép các Hoàng TD. Tama bị với theo bởi Nolan, bị chém bởi Nolan, quay trở lại trả một luyện ngục. Nhưng đó là lượng sức thương đủ tốt của Nolan để lấy đi để bảo ngục của Malok. Nhưng ở đường dưới này thì sao đây? Hóa ra là câu kéo để lấy đường siêu cấp đầu tiên cho GG lại. Và câu kéo để tiếp tục có thêm một đường nữa ở khu vực tuyến trên. Chính xác một cái trụ thứ hai đây tuyến trên. Cái nằm lại của Tama nó là đủ để cho bộ đôi bên phía G-Line có được cái đường siêu cấp đầu tiên tại tuyến dưới. Và họ cũng đang ép rất mạnh. Họ đang ép đối phương một khoảng cách lượng tiền lên tới 4.000 tiền vào lúc này. Một lượng tiền có lẽ là khó để có thể san lấp được trong một sớm một chiều, và là khoảng cách khá đáng kể khi mà trận đấu mới chỉ bắt đầu sang giai đoạn giữa trận mà thôi. Một thế trận đang là cực khó chịu từ bên phía của G-Line. Nhưng trận từ bên phía của TDT cần thời gian. Những Murat, những XG, họ có hỏa bạo, họ có hảo hay chảm, họ có thể đép được. Nhưng ở khoảng thời điểm hiện tại thì họ lại đang quá yếu. Những Tara, Aya và Kricknack thì lại đang không thể giữ được thời gian cho Murat và XG. Họ đã mất đi một đường siêu cấp và có thể sẽ là nặng hơn khi mà tôi lính đường trên cũng đang là rất cao. Một cú xích đến từ vị trí Bridget và Rina hoàn toàn có thể sẽ phải nằm lại. Bridget đứng canh chờ một người nào đó đi lạc. Còn ở phần còn lại thì bên phía Zilai không mắc sai lầm ở con rồng này nữa. Ara bị tìm thấy là sắp được rồi. Nhốt được cả hai, lượng ngục băng vào. Ara đang bật thử thép lên, anh ta đang hồi được khá nhiều máu. Anh ta vẫn đang hồi được máu. NTG đang bị dính ảo hay chảm đến từ vị trí của Nolan. Anh ta không mất đi quá nhiều máu. Các thành viên bên phía của TDT bảo vệ được cho Ara khi anh ta kích hoạt kịp thân thể thép và không mất đi bất cứ một ai cả. Có lẽ là lúc này đây thì Ara cũng như là tờ nhân đã đạt ngưỡng sức mạnh của cặp đôi Aya và Tara rồi. Họ đang cho thấy khả năng chống chịu rất khỏe. Vừa rồi tình huống mà Bridget đã sát vực thẳng vào Ara, nhưng Ara cho thấy rằng anh ta không hề hấn gì cả. Bây giờ đây thì Bridget có lẽ cũng hơi ngại trong tình huống mà anh ta phải đương đầu với cặp đôi đến từ bên phía đội tuyển TDT. Nhưng Tama thì có lẽ không quá ngán ngại chăng. Nolan lao đến, sau đó là một hỏa bạo ném ra, mất đi lượng máu tương đối nhiều đến từ Tama, nhưng anh ta vẫn có thể chạy về được thành công. Gray đang cố gắng đến từ bên cánh không thành công, không thể có được cho mình tình huống tạt cánh đánh đầu đến từ Gray ở trong pha vừa rồi. Tama biến về có được hay không đây? Hình như anh ta bị ngắt về một nhịp bởi đó là Ara rồi. Đường dưới đang là một tên lính cao dành cho Gray. Gray vẫn đang tiếp tục đẩy mà không có ai về phòng thủ cả. Trong khi đó TDT đang hướng đến cho mình là con Seja này. Gray vẫn đang lưỡng lự ở đường dưới. Nếu như đẩy nãy giờ thì cũng đi đánh được vào nhà chính của đối phương thì cũng nên đấy chứ. Anh ta đứng dình một ai đó, nhưng anh ta để đối phương ăn con Seja xong thì anh ta mới bắt đầu đẩy lính vào. Và có lẽ anh ta cũng không tự tin là việc mình có thể end the game ngay. Đối phương ăn con Seja xong đối phương cũng sẽ biến về sớm thôi. Nolan cũng đã kịp thời ra rồi. Anh ta trước đấy đã phải nằm lại trong một tình huống anh ta ảo ảnh chảm băng lên và giật bóng trở về thì bị dình ở bắt bóng bởi Gray, anh ta nằm lại. Và lúc này thì Nolan cũng phải có thương khung để còn trụ được qua một cú bắt đến từ bên phía của Gray với Zuka. Nhưng ở thời điểm hiện tại với cái thương khung cùng với hai món trang bị chấn phái đến từ vị trí Murat như thế này, với thương long và giày thuật sĩ này có lẽ là cũng chưa đủ sát thương đến từ ảo ảnh chảm của Nolan. Ảo ảnh chảm này sẽ không quá nhiều sát thương, nhưng được một cái là anh ta có một chút khả năng hồi chiêu để có thể liên tục ra vào với cả ảo ảnh chảm, cộng thêm thì anh ta có thể chống chịu được lâu hơn trong giao tranh thôi. Còn ở thời điểm hiện tại với những món đồ như thế này thì có vẻ như sát thương vẫn là thứ mà chúng ta phải chờ. Đang bắt đầu có những món đồ xuyên giáp để anh ta có thể đục tanh tốt hơn. Với kiếm Muramasa được lên từ vị trí của Nolan rồi. Các vị trí còn lại bên phía của
TDT cũng đang rất cố gắng farm tiền để gỡ gạc. Ở trong một khoảng thời điểm ngắn thôi, chúng ta đã thấy Judas farm tiền bằng với cả vị trí Gray rồi. Sau một thời gian feed đến 4 mạng thì chúng ta cũng biết cách để làm sao đấy rút ngắn khoảng cách về cái kinh tế của mình để giúp cho anh ta không bị thua tiền quá nhiều. Nhưng đây là một tình huống solo tại tuyến trên và có vẻ Judas lại thua rồi. Một cô của anh ta không đủ sức để bắt vào Hoàng TD, và cuối cùng thì Hoàng TD mới là người thắng solo với 2AT và cái kết là 5 mạng rồi. 5 mạng rồi, 2AT còn có túc biến trên người. Và đấu này thì 2AT của Hoàng TD không cầm thanh tẩy mà thay vào đó thì anh ta cầm túc biến để thăng thêm phần biến ảo hoặc là thoát đi trong những tình huống sinh tử. Và vừa rồi là một tình huống như vậy khi anh ta đã thành công trong việc hạ gục được mạng của Judas. Bây giờ thì không còn chuyển sinh nào nữa dành cho Judas, và bây giờ là thế đẩy cho GG Live một đội hình mà bây giờ đây họ đang là những người có được cho mình đường siêu cấp đầu tiên và cái trụ một khu vực đứng giữa xong quãng thời gian rất dài hơn 13 phút thi đấu thì bây giờ nó cũng đã nằm lại dưới sức công phá của GG Live. 0-5 đến thời điểm này nên Judas rồi, tôi nghĩ rằng trận đấu mới có 14 phút và có thể mạng sẽ còn nhiều hơn. Anh ta nằm xuống sẽ còn nhiều hơn tại vì anh ta chưa sát thủ. Và khả năng anh ta chết sẽ cao hơn rất nhiều so với những vị trí còn lại, khi mà sát thủ thường là bị tướng sẽ phải lao vào đuổi mạng Regis xích Ara để cản đối phương đến con rồng này. Ara trùng một cười ấy. Không cần xích thì đối phương không dám đến ăn con rồng này. Ở thời điểm hiện tại thì TDT đang rất yếu và họ cũng không dám song phẳng đối đầu với cả con rồng. Ít nhất thì TDT trụ được đến phút tiêu thứ 15. Biết đâu đến một cú vồ của Judas, một cú cầu may của anh ta sẽ đem lại được một điều gì đó khác biệt cho bên phía của TDT thì sao? Chất tướng bên phía TDT không phải một chất tướng yếu như là Zilai ở trong màn thi đấu trước. Nên vì vậy một cú bứt mặt xảy ra với một pha lao vào cướp xe ra bạo chúa hoàn toàn thể giúp cho TDT quay ngược trở lại. Họ còn Murat, họ còn Iggy, những vị tướng cho phép họ phòng ngự rất mạnh. Và cặp đôi Tara Aya đến cuối game không phải là quá yếu, chỉ có điều rằng họ đẩy trụ hơi kém một chút mà thôi. Và Nolan vừa rồi giữ lại được con bồ xanh rất may mắn dành cho người chơi đường trên của đội tuyển TDT. Tôi nghĩ rằng là ở thời điểm này thì cũng hơi khó dành cho Judas, khi mà bên phía Zilai thì với những chất tướng kém cơ động như kiểu là Morgana thì anh ta lại lên đồ gần như là full thủ. Anh ta có rất nhiều đồ thủ ở trên người, qua đó khả năng anh ta nằm lại là khó. Đây là Tama tấn công vào Ara. Ara phải bật thân thể thép rồi. Tama có một quỷ kiếm hình như là nó không chính xác thì phải. Tama mới là người mất máu nhiều hơn. Anh ta gọi thêm Bridget ra đây, có cả Hoàng TD nữa. Và Gray cũng đang đến. Bên phía Zilai họ đang muốn đánh chàng, câu trả lời là họ chưa đánh vội. Họ đang có tên lính cao ở khu vực cánh dưới và nó khiến cho Judas sẽ phải về phòng ngự ở vào thời điểm này. Và liệu rằng đây là thời cơ để hướng đến cho mình con xe ra bạo chuống ngay dành cho đội tuyển Zilai hay chưa? Có lẽ là chưa đâu. Khi Mara vẫn đang đứng ở đây và anh ta biết được ngay là đối phương có hướng đến cho mình là con xe ra hay không đây. Liên tục tích nội tại để có thể lao ra ảo ảnh tràng. Tôi nghĩ rằng ảo ảnh tràng này đẹp lính đến từ Nolan thôi. Thời điểm này thì cooldown đến từ Nolan đã là full rồi. Anh ta đã có full hồi chiều rồi, anh ta chỉ cần gọi là lướt hai lần thật nhanh, giật bóng trở về. Anh ta tiếp tục hai vạch và sau đó anh ta chờ hồi 4 giây, anh ta quay lại lướt thêm hai vạch nữa sẽ có 4 vạch và anh ta không cần phải chém vào người để có thể tích ảo ảnh tràng. Đó là cách mà anh Tùng đã dạy tôi. Anh bảo anh cũng biết, trời ơi, tôi cũng đánh con Murat mà tôi còn biết. Tôi biết, nhưng mà tôi mới biết cách đây nửa năm trước thôi. Trước đây tôi vẫn dùng cách thủ công, những nghệ. Nhưng tôi làm một chém quái với anh Tùng chửi. Ôi ơi. Dù sao chăng nữa thì ít nhất thì họ vẫn có một cái đội hình theo kiểu dạ là sát thương lan để họ có thể đép lính. Thỉnh thoảng cứ mưa dầm thấm lâu thì lính cũng sẽ bị cấu máu. Và qua đó thì họ vẫn có thể khiến cho lượng lính vào không đều từ các cánh đường để giúp họ có thể đép được lính. Nên vì thế mà TDT vẫn có thể phòng ngự được rất tốt ở thời điểm này. Vẫn đang phòng ngự được dành cho TDT. Thật bất ngờ khi mà với đội hình không có xạ thủ trong tay thì bây giờ họ vẫn chưa thua trước đối thủ. Bây giờ là trận đấu kéo dài hơn phút 15 rồi. Nó cũng đang bắt đầu đến giai đoạn lết. Hai đội này đấu với nhau thực sự là trận nào cũng có lẽ là cũng quá phút thứ 15. Ít nhất là xe bạo chúa phải có một lần xuất hiện. Bây giờ thì nó đã xuất hiện rồi. Và liệu rằng là trong ván đấu này thế răng dai, thế răng co ở thời điểm phút thứ 15 trở đi nó có kéo dài hay không đây? Với một đội tuyển đánh rất chắc chắn như là TDT, còn với G-Line thì sao? Họ sẽ chơi theo kiểu như thế nào? Liệu rằng có pressing một cách thực sự mạnh mẽ để sớm ăn được con xe ra bạo chúa ở thời điểm này hay không đây? Dù sao thì họ vẫn có 2AT trong đội hình. Họ vẫn có một chất tướng mà hoàn toàn không ngại những vị tướng có khả năng hồi phục, rồi có khả năng tạo giáp mạnh như là Tara hay là cả Aya của tờ nhân nữa. Bây giờ đây thì vẫn là vị trí của Ara là người đang ở gần nhất với hang Seja. Còn trong khi đó với G-Line đang bố trí người ở khu vực đường trên cũng như đường giữa, đang có những thành viên nấp ở cái bụi ở phía trước cái trụ 2 này. Nhưng tôi nghĩ rằng nấp ở đây thì nó cũng hơi khó để tạo ra được đột biến nào cả. Nhưng nếu như đó là một cú tốc biến sát vực đến từ Bridges, hoặc là một tình huống Nolan băng lên để ảo ảnh chạm nhưng mà anh ta lại bị xích bởi sát vực mà không có cái vô ảnh vực, thì đó là một tình huống mà hoàn toàn có lời. Họ có thể sẽ tìm một khoảnh khắc sai lầm đến từ con bọ của Judas hoặc là Murat, bởi Murat đã bị xích sát vực trong một cú băng lên để cố gắng ảo ảnh chạm dọn lính, thì hoàn toàn có thể là một tình huống rất có lời, thậm chí là kết thúc ván thi đấu này luôn. Đã có anh Fenrir đến từ vị trí Nolan rồi, lúc này là lúc mà Murat có lẽ có thể tự tin chơi game hơn so với cả khoảng thời điểm trước đó rồi. Xe ra bạo chúa cũng đang chưa được khởi động, ảo ảnh chạm băng vào chưa trúng bất cứ một ai cả. Tara và Aya vẫn là những người đứng cao nhất để có thể lấy sai
giúp cho các thành viên bên phía của TDT có thể câu kéo được thêm một chút thời gian đẩy lính tại những đường còn lại khi mà lính ở khu vực đứng trên đang là cao trước đó. Và Judas cũng đã có thời gian để đẩy lính rồi, một thế trận giằng co lại được thiết lập ở phút thi đấu thứ 18 này, khi mà con sư tử bạo chúa lúc này đang là một cơ hội được chia đều cho cả hai đội tuyển. Chỉ có điều rằng ở thời điểm hiện tại thì lính đang được đẩy cao hơn đến từ bên phía của Zilai mà thôi. Nhưng với việc có Tara và Aya thì các thầy bên phía của Zilai cũng không dám tự tin ăn con sư tử bạo chúa này ngay. Và lượng tiền của Zilai cũng là tốt hơn so với TDT, họ đang hơn đối phương khoảng 3k vàng ở vào thời điểm này. Một con số nó không phải là quá lớn nữa ở phút thứ 18, nhưng dù sao thì đó vẫn là một cơ sở nào đó để cho Zilai nghĩ đến việc nếu như có giao tranh thì họ cũng không quá ngại đối phương. Zulat lao vào vị trí của đó là Malok trong tay Tamatama, phải tốc biến bỏ chạy trong tình huống này. Ara đang đến đây, cần rất nhiều người ở đây. Ta bật lên cho mình cú chiêu cuối, kẹt lại, đó là NTGG rồi. Và có lẽ NTGG không về nổi nữa, mà bảo ném ra. NTGG mất đi cho mình giáp hồi sinh, ta vẫn quay trở lại và đang cố gắng chạy bộ về thành công. Gray cũng đang đến, Nolan tấn công Gray. Nolan lấy đi giáp hồi mệnh của Gray thành công. Gray bây giờ phải bỏ chạy đi rồi, và như vậy là một tình huống giao tranh nổ ra mà không ai nằm lại cả. Một tình huống phòng ngự rất tốt từ bên phía của TDT. Cú lao ra vồ kịp lúc từ Judas, và sau đó là một cú lao ra để càn đến Tara và Aya nữa. Qua đó thì bên phía của Zilai chưa thể có được sự cấp ở đối phương tại tuyến trên. Cú đánh này sẽ giúp cho bên phía của TDT quay trở lại khi mà họ đã khiến cho đối phương phải về nhà hồi máu hết, và cũng khiến cho đối phương không thể tiếp tục đẩy lính cao được nữa. Seta bạo chúa đang dần dần trở về tay của TDT, và họ mới là đội tuyển đang được đứng cao giữa sông vào lúc này. Ao ảnh chạm tới Nolan để cấu máu hay chăng đây? Cú lao vào để khiến cho Hoàng TDT mất đi một lượng máu lớn, và không biết ra là cú ảo hình chạm vừa qua có trúng lên người của Hoàng TD hay không. Ở đường trên thì Bridget đang là người được thay thế cho vị trí của Zuka đẩy lính ở tuyến trên. Các thầy bên phía TDT đang phải liều tốc độ ăn không phải là quá nhanh, họ không có xạ thủ nên vì vậy họ hoàn toàn có thể bị ép đánh khi mà Tama đang có trong đó là luyện ngục. Một tình huống giao tranh nguy hiểm đã diễn ra, luyện ngục băng thẳng vào cho ra bạo chúa này, và đó là một siêu việt đến từ vị trí NTG lấy đi mạng của Nolan rồi. Và phi tiêu là quá đẹp từ Hoàng TD. Xê ra bạo chúa có vẻ như thuộc về cho bên phía của Zilai rồi, bá đạo cho Hoàng TD, 4 mạng rồi. Rina nằm lại, còn lại Tara và Aya mà thôi. Hết chưa? Hết. Có lẽ là hết rồi. Hết rồi, lại là hết rồi. Một tình huống mà lại là con xe bạo chúa và lại là Judas ăn xe ra bạo chúa trong trạng thái anh ta còn một ít máu ở trên người. Và ngay khi cú nhảy luyện ngục của Tama nó hướng vào thì lập tức bay màu đến từ Judas mất luôn cho mình giáp hồi sinh, tỉnh lại cũng chẳng thể làm được gì hơn nữa cả. Và tại sao lại đặt mình vào tình thế khó khăn như thế, thì nó rất khác với bộ mặt của chính TDT trong ván trước. Ván trước họ đánh cẩn thận đến như thế nào thì ván này họ lại hơi liều quá, nhìn chung là không hợp lý cho lắm. Lúc cần cẩn thận thì lại liều, lúc đấy không liều tôi nghĩ rằng không được, buộc phải có một cú lao ra ăn xê ra, nhưng mà khoảng thời điểm nó không hợp lý thôi. Ý tưởng ăn xê ra bạo chúa là đúng, nhưng mà khoảng thời điểm thì không hợp lý một chút nào cả. Một cú luyện ngục đến từ Tama thôi, một cái bão phi tiêu đến Hoàng TD thôi, mọi thứ sẽ khép lại. Nhưng có vẻ TDT mất bình tĩnh, họ muốn một là liều, hai là mất xảy ra bạo chúa, họ sẽ mất tất cả. Đằng nào cũng thua thì thôi gì, họ sẽ cố gắng để giành lấy con xảy ra bạo chúa cuối cùng. Nhưng tốc độ ăn của họ không phải là quá nhanh, mà nếu như ăn thì họ cần phải chọn một khoảng thời điểm hợp lý hơn để ăn. Một khoảng thời điểm mà đối phương bất cẩn hoặc là bị sao nhãng, hoặc ít nhất phải là một cú hỏa bạo ảo ảnh chảm khiến cho Hoàng TD mất nhiều máu chẳng hạn. Sau đó thì bên phía của Zilai về hồi máu thì TDT tranh thủ ra ăn. Còn ở khoảng thời điểm trên thì các thành viên bên phía của TDT còn nguyên máu. Ảo ảnh chạm tới Nolan cũng chẳng thể cấu được nhiều máu của Hoàng TD. Còn Tama còn nguyên của luyện ngục trên người, họ vẫn ăn xê ra bạo chúa. Và đó là một quyết định khá sai lầm từ bên phía của TDT. Và đã phải trả giá bằng ván thua vừa rồi. TDT chững lại trong tiến trình tìm đến ván thắng thứ hai của mình. Còn trong cái đó với Zilai, họ quay trở lại trước TDT và san bằng tỷ số là 1-1. Một ván thắng quá quan trọng dành cho Zilai khi ở ván đấu vừa rồi. Nói gì thì nói, họ cũng đã đưa ra một đối sách tuyệt vời. Mặc dù là về ở giai đoạn đầu cấm chọn họ đã thả một con bài rất mạnh dành cho đội tuyển TDT là Aya, nhưng việc có Aya Tara cũng không thể khiến cho TDT có được cho mình chiến thắng trong ván đấu vừa rồi. Một cặp đôi mà cũng đã đạt được đến ngưỡng sức mạnh của mình đến từ vị trí của Ara và cả Rina nữa, nhưng với Hayate, với cả Malok, những vị tướng mang sát thương chuẩn trên người, thì đó là những gì mà Zilai họ đã muốn mang đến trong ván đấu vừa rồi. Một lựa chọn man pick rất hợp lý để qua đó có thể có được ưu thế trong giai đoạn về sau của ván đấu. 1-1 dành cho Zilai, và họ trở lại trong trận đấu này. Judas có một trận đấu phải nằm lại 5 lần. 6 không? 6 à? Không biết có đến 6 không? Tại vì trước đây nằm 5 lần mà anh ta còn nằm lại Hansen Tạp Bảo Chúa nữa. Ừ. Tại vì đó là một cú quét 3 người, chỉ còn lại Mutala và Aya thôi. Có lẽ 6 lần. 6 lần. Không 6 đến từ vị trí của Judas ở trong ván thi đấu, mà không biết rằng quyết định cuối cùng ăn xê ra bạo chú lúc đó ai là người đưa ra quyết định nữa. Khi mà Judas là người chạy ra ăn đầu tiên thì có thể anh ta là người gọi mọi người ra ăn xê ra bạo chú, nhưng tốc độ ăn không phải là quá nhanh. Trong một trận đấu cần sự lì lợm, đội hình bên phía TDT hoàn toàn thể đánh được đường trường, họ thể đánh dài được, họ có Murat, họ có Iggy, họ có thể đánh dài được, nhưng họ lại lựa chọn một khoảng thời điểm tôi nghĩ rằng là không hợp lý lắm để có thể ăn vụng con xê ra bạo chúa. Thứ nhất, Malok đang ở khu vực giữa sông. Thứ hai, Malok vẫn còn luyện ngục trên người. Và thứ ba là chẳng có một ai bên phía TDT, bên phía Zilai bị cấu máu để phải về nhà hồi máu để họ có cơ hội ăn xê ra bạo chúa tốt hơn cả.
nếu như ăn được xe bạo chúa thì họ có thể cũng sẽ vẫn thua giao tranh. Khi đó là một tình huống băng vào, như các bạn đã nhìn thấy, đó là một cú bão phi tiêu rất đẹp từ Hoàng TD để có thể quét đi ba thành viên bên phía TDT. Thì kể cả khi có ăn được đi chăng nữa thì quân số có lẽ cũng sẽ không đỡ đổi từ bên phía của TDT. Và dù sao đi chăng nữa thì đó cũng là một trận thắng, một trận thắng đã giúp cho Zilai quay trở lại. Trận đấu đã quay trở lại độ nóng của nó khi mà Zilai cân bằng tỷ số là 1-1 thành công. Và qua đó thì bản lề sẽ đến ở ván đấu sau. Tôi nghĩ rằng đây là một kết quả hợp lý trong một đấy. Trận thi đấu mà Zilai cũng rất cần điểm số. Còn TDT thì cũng đang cần thể hiện cái phong độ của mình. Hai đội tuyển này đều có phong độ khá thất thường. Có trận thắng đội rất mạnh, nhưng có những trận thua những đội đánh giá thấp hơn mình hoặc là yếu hơn mình. Còn MVP và thi đấu này thuộc về cho NTGG. Về sau anh ta lên một mớ Anga theo kiểu dạng là thủ khá nhiều, và một con mớ Anga khá khỏe. Trận thi đấu này anh ta cũng phong tỏa được Tara và Aya trong khoảng thời điểm đầu, và anh ta cũng không phải nằm số một mạng nào cả. Cái đây là 305, 93.000 stun gây ra và chống chịu lên tới con số 158.000 sát thương với mớ Anga. Mớ Anga với giáp gai A, rồi hình như tôi nhớ không nhầm là có cả giáp thống khổ. Nhìn chung là rất nhiều những trang bị thủ được lên bởi Mganga, qua đó thì khả năng sống sót của Mganga trong giao tranh là rất đáng nể. Đây chúng ta cùng nhìn lại món đồ mà anh ta đã lên, có giáp thống khổ luôn, có mặt nạ Berit, có huân chương Choi, như vậy là full kháng phép đến từ con Mganga này. Thực sự là một con Mganga đánh theo kiểu là giơ mặt lên và cứ thế là tích độc vào người của đối phương. Một Mganga như một pháo đài bay rất vững vàng với KDA là 305. Còn trong khi đó thì có một người có KDA có lẽ thậm chí còn đẹp hơn, đó là 2AT của Hoàng TD, nhưng lại không có khả năng chống chịu tốt như là Mganga. Nên vì vậy mà anh ta không có danh hiệu MVP. Còn bây giờ chúng ta sẽ trải qua quãng nghỉ ngắn 5 phút trước khi cùng đến với game đấu thứ 3 của trận đấu này. Xin mời. Lô, gì? Tối nay á? Cũng được. Mà ông la bài đến đâu rồi mà nói tôi chơi game? Gì? Đang tìm tài liệu giám khảo á? Ông có biết theo plan là đến bây giờ ông phải viết xong chương 1 rồi không? Thôi á, tôi không nói nhiều đâu, tôi vào lớp ai. Yeah, đây là fight bro. Ra phòng thi trông như người Tây, đây là fight bro. Lên thuyết trình bên nguyên cả cây, đây là sạch bro. Vừa vào trường mà các em thấy, thế là mách cô trách tôi quá đẹp trai ở đây. Chạy đất lại đi homie, ông lại đang sủi à homie. Ông lại để tôi gánh à homie, cây tài liệu đê. Ông có muốn lấy con A không homie, thế thì nghe lời tôi đi ok. Thằng chặn anh em karaoke, dẫn chơi phải thế. Nên là không phải không phải căng, ông phải coi đây như trò chơi. 365 một năm, tôi là tôi không cần nghỉ ngơi. Yeah, lên trường lấy nhiệm vụ, ăn con bùa xong mở skill mới. Cầm học bổng, đeo con grill, hẹn các em đi chơi xả hơi. Yeah, yeah, nên là chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi hết à. Chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi hết à. Không chơi, chơi không, chơi đi, chơi hết à. Challenge accepted, chơi luôn đến Tết à. Nếu chuyện văn đã bỏ đi thì không đi, toàn làm thơ để ngồi gáy. Suốt ngày lúc là sau, đến lúc anh em cùng xông lên lại mở chát khịa ngay à. Anh em IT được cái phàm kỹ này không chuyển phát nào như máy. Nhưng mà không theo phân tích của ông ấy, ông ấy dỗi bỏ đi một phát thì anh em lại thêm người ta tìm ngay. Mấy ông ngoại ngữ suốt ngày bổ trợ tiếng Anh, kêu anh em cứu mà cả team không ai hiểu. Còn ông kinh tế đồ game không giáo giao tranh, kêu đang giai đoạn khởi nghiệp nên là lực còn hơi yếu. Tinh thần của ông thì công nhận ông không thiếu, tôi thích nói ít, ông thích làm nhiều. Quan trọng anh em mình đã chơi là chơi tới, không cần nói điều, không phải không phải căng. Ông phải coi đây như trò chơi, 365 ngày trong một năm, tôi là tôi không cần nghỉ ngơi. Lên trường lấy nhiệm vụ, ăn con bùa xong mở skill mới, cầm học bổng xong đeo con grill, hẹn các em đi chơi xả hơi. Nên là chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi hết à. Chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi hết à. Không chơi, chơi không, chơi đi, chơi hết à. Challenge accepted, chơi luôn đến Tết à. Ok, nghe tôi nhá, ngồi chơi xong thì nhớ giãn lưng và bảo vệ môi trường đi, đừng phá rừng. Không lấy đâu ra bùa. Hôm trước mấy anh em toàn nhảy vào rừng đói đi ganh, xong lên game cứ giao tranh là toàn tránh, mà càng đánh lại càng thua, thua tết tôi không kể hết. Sống chết thì lại trách tôi. Học cũng nhờ tôi, chơi game nhờ tôi. Thôi, rút kinh nghiệm, anh em chơi đi. Chan khuấy ly tâm tư với đầy đào hoa rơi khắp sân nhưng không còn
sao đêm có phải mưa thôi, vì khi chẳng có em không đâu là nhà. Từng lời ca phút lê ly biệt như mới hôm qua ấy, phủ đầy xóa nhòa đi xiết bao hy vọng. Nụ cười em khẽ buông như nắng mai trốn thiên đường, hẹn nhau khi tuyết tan sẽ được gặp lại. Dù có đau đớn dù chia xa, nhưng màu hoa chẳng đổi thay. Dù có cười nói có đùa vui, nhưng lại đắm trong men sầu. Mùa đông rơi đi và xuân sang, hoa đào rơi mãi khắp sân. Đừng quên nhau sẽ đến ngày tương khắp sân nhưng không còn em. Màn sương buông ánh sao đêm có phải. Chơi game cùng bản thân cần năng lượng. Với nguồn suối tươi sạch từ trang trại TH cùng trái cây tự nhiên. Nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk cung cấp nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên. Dù thỏa sức đam mê với skateboard, party với nhóm bạn, vẫn luôn tràn đầy năng lượng, chạy hết mình với mọi cuộc vui. Metro Juice Milk, năng lượng tự nhiên, diễn kèm tuyệt chất. Hope you ready, into the jungle. Và chúng ta cũng quay trở lại với trận đấu giữa Gilead và TDT khi mà tỷ số đang là 1-1 sau hai ván đấu đầu tiên. Ván đấu đầu tiên thì đội tuyển đã vươn lên dẫn trước, đó là TDT khi mà họ là những người đã có phần ban pick hợp lý. Còn trong khi đó thì với Gilead, ván đấu đầu tiên họ lựa chọn một lineup đội hình không thực sự là mang lại sự hài hòa, khi mà với cặp đôi đẩy trụ nhanh Van Helen lại không có được những chất tướng mang tính chất là gây áp lực sớm trong giai đoạn đầu để bổ trợ nhiều như là Rush hay là cả Kera nữa. Còn trong khi đó thì ở bên kia chiến tuyến, lựa chọn của đội tuyển TDT là hợp lý hơn với con Terry. Còn trong khi đó vào đấu thứ hai thì mọi thứ lại diễn ra ngược lại, khi mà bên phía TDT họ lại không có được một xạ thủ nào trong đội hình cả. Với Ayatara thì họ đã ở trong thế đánh hơi khổ trong ván đấu thứ hai, và cuối cùng thì họ không vượt khổ được một ván đấu mà Judas với con bài Quick Knack đã thực sự là phải nằm lại quá nhiều lần. Và ở trong ván thi đấu thứ ba này, cả hai đội tuyển sẽ bước vào một tâm thế có lẽ là cố gắng lấy bản lề. Bên phía TDT sau trận thua vừa qua thì vẫn có những nụ cười rất tươi từ vị trí của Ara. Còn các thành viên bên phía của Zilai vẫn là một vẻ mặt nghiêm nghị thôi. Họ mới trải qua một trận đấu vất vả nhưng họ vẫn có được chiến thắng. Và vì vậy thì một ván thắng vẫn chưa thể nói được điều gì cả. Họ cần phải quay trở lại ngay khi mà họ đang là đội tuyển nằm ở top dưới của bảng xếp hạng, khi mới chỉ có một điểm trong tay mà thôi. Và bây giờ hãy cùng nhau đến với ván đấu thứ ba giữa TDT và Zilai. Một trận thi đấu mà cả hai bên đều có một cái phong cách khá là deja vu. Ván 1 thì một đội tuyển có lợi thế từ đầu đến cuối. Ván 2 thì cũng là một đội tuyển từ đầu đến cuối. Và đội tuyển có lợi thế từ đầu đến cuối là đội tuyển sẽ có được chiến thắng chung cuộc. Chúng ta cũng chưa thấy được quá nhiều những trận thi đấu lật qua lật lại đúng không? Lật qua lật lại hay những trận thi đấu mà mọi thứ nó cần mà kiểm soát. Nghĩa là một khi đã vỡ là vỡ từ đầu luôn. Là bị tràn qua cướp rừng luôn. Và lực cấm đầu tiên bên phía của TDT hướng tới đó sẽ là Aya. Còn Zilai thì họ có một lực cấm vào vị tướng Van Hen rất nhanh. Họ khóa vào Van Hen ngay. Van Hen dù sao chăng nữa thì Zilai tuy sử dụng nó không được tốt ở trong ván đấu đầu tiên, nhưng nó vẫn là một vị tướng rất mạnh, một vị tướng rất nguy hiểm và không thể bị thả ra cho đối thủ lựa chọn được. Và TDT cấm thêm gì đây khi mà họ đã cấm Aya rồi? Bây giờ thì mọi thứ nó lại được đổi lại một chút, khi mà mặc dù phần sân màu xanh thì Aya vẫn được cấm với TDT, bởi đơn giản là họ đã đánh nó ở trong ván đấu trước đó rồi.
Còn trong khi đó với G-Line thì họ chơi Van Hên rồi, mặc dù là phần sân màu đỏ nhưng vẫn phải cấm Van Hên. Chỉ có lựa chọn cấm Kane là không thay đổi thôi, vẫn thuộc về đội tuyển nằm ở phần sân màu xanh trong ván đấu này, đó là TDT. Như vậy là Kane tiếp tục đã được cấm đi rồi. Còn với G-Line thì họ cấm Rui. Như vậy là liệu rằng là tờ nhân có bắn El Su ở trong slot lựa chọn này không? Tôi nghĩ rằng là bây giờ mà không bắn thì bỏ phí, nên lấy El Su là một quyết định mà nó cũng là hợp lý. Khi mà đôi bên đang có tỷ số hòa 1-1 như thế này thì tâm lý không đè nặng lắm dành cho tờ nhân, và qua đó thì El Su có thể là một lựa chọn tốt dành cho người chơi xạ thủ của họ chăng? Tốt những vị tướng được lượng cấm nhiều nhất ở trong giải đấu hiện tại, các bạn thể nhìn thấy đó, Rui, Van Hen và Iggy ở trong ván thi đấu này thì hoàn toàn bên phía TDT sẽ không thể sử dụng được Iggy nữa, bởi Vina đã sử dụng nó trong ván thi đấu trước và không có được thành công ở trong tốt chọn thi đấu này. Đây là những vị tướng được chọn nhiều nhất, chọn nhiều nhất ở trong thời điểm vừa qua. Và sự lựa chọn đầu tiên bên phía mà TDT hướng tới đó sẽ là El Su, không còn Iggy nữa nhưng vẫn còn El Su. Nhưng sẽ không có combo Iggy và El Su dành cho bên phía của TDT nữa. Tỷ lệ thắng của vị tướng này chỉ là 32% thôi, dù vẫn là được coi là vị tướng tier 1. Vậy G-Line chắc chắn rồi, họ sẽ có Iggy ở trong sự lựa chọn đầu tiên mà thôi. Và họ lấy gì đây? Như vậy là Violet sẽ là lựa chọn để cho con TDT đối đầu với El Su chứ không phải là Slim. Slim thì có lẽ sẽ dành cho những tuyển thủ chơi xạ thủ theo kiểu dạng như là chiết, có khả năng gánh đam và có thể sống sót qua giai đoạn đầu cơ cực. Còn trong khi đó với Violet nó lại là câu chuyện khác ngược hẳn, thì Violet sẽ là vị tướng đánh theo kiểu là tấn công, sẽ không phải chờ đợi điều chi cả, bởi Violet rất nhiều khả năng cũng sẽ cầm thêm cho mình lượng kim nữa và sau đó thì cố gắng lộn bắn tránh những cú đánh chinh kích đến từ El Su thôi. Càng gây đam vào tướng hoặc bắn lên trụ thì Violet càng khỏe. Và lựa chọn còn lại G-Line sẽ là dành cho NTGG khi mà quân bài Iggy cũng đã có rồi. Còn với TDT thì họ có Yan ở ván đấu này dành cho Judas. Judas chắc phải tự gọi là tìm kiếm cái cảm hứng chơi game ở trong ván này thôi, khi mà ván đấu trước thì anh ta hơi tù trong tình huống xử lý con Seiza bạo chúa. Thực sự là tôi và Huy đều thấy là cũng khá khó hiểu, đến từ fan Seiza còn chút máu đến từ Judas, và như kiểu là anh ta biết trước số phận mình sẽ là như nào rồi, anh ta vẫn nấn ná Seiza, thà rằng là bỏ đi rồi là làm lại từ đầu, thì anh ta lại không bỏ đi, cứ ở đó và ăn ngay cái luyện ngục vào đầu. Cuối cùng thì anh ta phải làm lại lần thứ 6. Còn đây sẽ là con bài Yan, con bài có thể coi là tủ của Judas, con bài có thể mang lại khả năng để cho Judas lấy lại sự tự tin của mình. Và có lẽ đó cũng là lý do để anh ta pick luôn con Yan ở đúng slot lựa chọn của anh ta luôn. Và lựa chọn còn lại cho bên phía G-Line để khép lại face lựa chọn đầu tiên của họ sẽ là Timmy, để có thể mang đến khả năng búp vàng là còn mạnh mẽ hơn nữa dành cho một Violet luyện kịp. Có vẻ như bên phía của cả hai đội tuyển đều đã tất tay cho ván thi đấu thứ 3 này. Họ đều đang lựa chọn những sự lựa chọn tốt nhất ở trong phase thứ nhất. Bên phía G-Line thì đó là Liliana và Iggy. Còn bên phía của TDT thì đó là El Su, Yan cũng như Liliana. Những sự lựa chọn được coi là rất khỏe mà sát thương. Bên phía của TDT thì còn thiếu đi vị trí hỗ trợ, và có lẽ họ sẽ hướng tới một vị trí hỗ trợ có khả năng đi ram nhiều hơn để hỗ trợ tấn công cũng như là ram rừng cho vị trí của Yan. Khi mà El Su là vị tướng khả năng thủ khá dẻo khu vực đường rộng, lực cấm tiếp theo mà họ hướng tới, mà TDT hướng tới đó sẽ là Elandor. Còn trong khi đó bên phía của G-Line, những vị tướng hỗ trợ có khả năng đi mở giao tranh, có khả năng đi hỗ trợ cho người đi rừng thì là Senia, như là Ivanet đã bị cấm đi. Vẫn còn Toro, vẫn còn đó là cả vị trí của Badum. Rồi thậm chí là nếu như cục hơn thì để xem nào, hiện tại thì vẫn còn một vài những vị tướng hỗ trợ khác như Lumbua chẳng hạn, cũng là một lựa chọn không tồi để mở giao tranh và để có thể tấn công trực diện dành cho bên phía của TDT. Nhưng trước tiên thì đó là Gray với quân bài Nakut đã. Một vị tướng có tỷ lệ thắng không quá tốt ở trong thời gian gần đây. Chỉ là 35,7% thôi, mặc dù đây là vị tướng mà khả năng cơ động của nó khiến cho vị tướng này gần như là không bao giờ bị out meta cả. Luôn luôn chúng ta đã chứng kiến Nakut trong nhiều ván đấu, trận đấu quan trọng. Và mới đây chúng ta cũng thấy rằng là Bung cũng sử dụng con Nakut trong một ván đấu quan trọng, nhưng cuối cùng thì đó lại là ván đấu thua của đội tuyển Sài Gòn Phantom trước đối thủ. Nhìn chung thì Nakut đánh ở trong mùa này tôi thấy trận đấu nào cũng đều vất vả hết. Ở vị trí đi rừng thì gần như là không thể cự được với Kira của bên phía đối phương hay là Aoi bên phía đối phương. Nhưng ở ván thi đấu này với Yan tôi nghĩ rằng câu chuyện sẽ khác. Ít nhất là trong giai đoạn đầu trận đấu thì Yan cũng không phải là một vị tướng cần thật sự bảo vệ, có một cái khả năng lao vào sốc đam hay đánh chủ động như là Kira hay Aoi. Thì ít nhất ở trong giai đoạn đầu kiểm soát thì Nakut vẫn có thể cự được. Ở bên phía của TDT có Toro. Những vị tướng chống chịu tại khu vực đứng dưới thì không phải là quá nhiều. Và Toro là một sự lựa chọn khá hiệu quả nếu đánh theo kiểu dạng là thuần chống chịu. Vị tướng này có khả năng mở giao tranh cũng ở mức trung bình thôi, cũng là vị tướng không khả năng giữ chân quá tốt, nhưng được một cái là khả năng chống chịu rất tốt đến từ vị tướng này. Và trong bối cảnh các thành viên bên phía của G-Line cũng đã tiêu tốn đi một lực lượng lớn những vị tướng có khả năng xả ra sát thương chuẩn ở trong ván thi đấu trước. Đến tận 3 vị tướng khả năng gây sát thương chuẩn đã bị lựa chọn, thì vì thế Toro cũng sẽ dễ chơi hơn ở trong ván thi đấu này.
tha hồ mà tung hoành ngang dọc khi mà đối phương cũng không có cơ hội để đục qua lớp giáp của Toro một cách quá nhiều với những lựa chọn như thế này. Nếu cục thì vẫn còn Airy ở đường tạt phần xe ra. Tôi nghĩ là không. Thực ra là ngày hôm qua thì Airy cũng đã có một lần xuất hiện trong tay Burst LB đấy anh Huy ạ. Nhưng mà đấy là... thì lúc nào cũng thích đánh Airy hết. Kể cả khi mà Almeta rồi vẫn đánh Airy bình thường và cũng có chiến thắng rất dễ dàng cho OneStar trong ngày hôm qua, nhưng để mà nói ở trong ván đấu này mà mang Airy vào thì nó cũng hơi mạo hiểm quá cho vị trí của Bridget, và thay vào đó thì anh ta sẽ có Skirt, một con bài đánh theo kiểu là sẽ không sợ lắm với Elsu mỗi lần mà Skirt của Bridget đảo đường. Và còn trong khi đó thì những lựa chọn còn lại đến từ bên phía của đội tuyển TNT cũng đã được khép lại với Toro và cả Ryoma đứng trên dành cho Nolan nữa. Như vậy là sẽ có một cặp đứng trên giữa Ryoma đối đầu với Skirt, một cặp mà tôi nghĩ rằng là để mà bảo là ai nhỉnh hơn thì cũng khó nói, sẽ làm cặp đi đường thôi, còn có lẽ là không đánh nhau, bởi vì là để hạ gục giết chết một con Skirt không phải là chuyện dễ một chút nào cả, khi mà bạn là một Ryoma đánh theo kiểu là cũng chỉ có một lượng đam mà không phải là quá khủng khiếp, quá bùng nổ. Lựa chọn của G-Line của khu đường rừng và đấu này là Narcos rồi. Như vậy là họ sẽ có một chân tướng mà giai đoạn đầu nếu như Gray có thể có được phong độ thi đấu thực sự là tốt thì anh ta thậm chí là có thể nghĩ đến việc là ghé tăm phần rừng của Yan, bởi Yan giai đoạn đầu khá yếu. Nên vì vậy mà với Narcos thì khả năng cơ động sẽ là điểm nhấn đến từ Gray. Anh ta sẽ hoàn toàn có thể với sải chân dài của mình hướng đến những mục tiêu và kiểm soát được tốt trong giai đoạn đầu để giúp cho thế trận của G-Line nó là ổn. Tôi nghĩ rằng ván đấu này thì bên phía G-Line họ ban pick khá tốt, đang có một line up không sợ so với những gì mà TDT đang có. TDT thì có Elsu, nhưng G-Line thì có Violet, nên tôi nghĩ rằng là với Elsu đối đầu Violet thì Violet cũng không ngán Elsu đâu. Nên vì vậy đây là một cơ hội cho đội tuyển G-Line họ có thể quay trở lại một lần nữa và vượt lên lần đầu tiên trước đội tuyển TDT. Bên phía của cả hai đội tuyển trong ván thi đấu này đều có những vị tướng rất mạnh, không còn là một sự thọt về một line up tướng như ở trong những ván thi đấu trước nữa, khi mà cả hai bên đều tất tay cho trận thi đấu quan trọng, ván thi đấu quyết định cho đội tuyển nào sẽ có được bản lề. Nhìn chung thì đội hình của hai đội tuyển đánh bên giai đoạn cuối cũng rất ổn, giai đoạn đầu trận đấu thì cũng có nhiều những lợi thế riêng. Bên phía của G-Line thì có cho mình một lượng sát thương đủ lớn đến từ vị trí của Vio và Timmy, có lẽ sẽ là cặp đôi chính ở trong lối chơi của bên phía G-Line ở trong ván đấu này, khi mà Violet sẽ là sát thương chính đến từ vị trí của Hoàng TD với sự hỗ trợ thêm đến từ Timmy. Dicky cũng là một vị tướng thuận tay đến từ NTG nữa, đã từng giúp cho anh chàng này có được nhiều MVP nhất tại mùa giải trước. Đến đâu đó 21 cái MVP đến từ vị trí của NTGG. Và một trong số những vị tướng anh ta dùng nhiều nhất cũng là vị tướng Iki. Vị Iki cũng vẫn là một vị tướng khỏe ở trong meta, vị tướng ở tier đầu, và là một vị tướng mà không thể bỏ lỡ ở trong ván thi đấu mà phải dồn tướng tất tay như thế này, khi mà đối phương đã sử dụng nó một cách không thành công ở trong ván thi đấu trước. Còn bây giờ cùng nhau đến ngay ván đấu thứ 3 giữa TDT và G-Line. Những tình huống lao lên đầy tự tin đến từ bên phía của G-Line, thậm chí là không chỉ có cặp đôi Timmy và Iki, còn có cả vị trí của Hoàng TD nữa. Anh ta cũng ra khu vực đứng giữa để cầu máu đối phương luôn, nhưng không phải là quá tối ưu đến từ vị trí của Hoàng. Thực ra là anh ta muốn tích thêm lượng vàng đó. Và vừa rồi thì với tình huống có cả NTGG có mặt ở khu vực đường dưới này thì tự nhiên mất đi cho mình cũng tốc biến rồi. Nhưng mà tốc biến thì anh ta vẫn sẽ ở lại trụ đường được mà không phải đi về. Nhưng nói gì thì nói, vừa rồi vẫn là rất nhiều tình huống xử lý tốt mà có thể mang đến lượng vàng, mỗi lần là 16 vàng sau mỗi lần đoán trúng tướng địch hoặc là bắn vào trụ địch. Đây là tình huống mà NTGG bị cấu đi một lượng máu rất lớn, mất tốc biến rồi. Như vậy là NTGG có pha di chuyển cũng sơ sẩy ở khu vực đường giữa, và qua đó thì anh ta đã phải mất đi cho mình cái tốc biến và sau đó quay trở lại để ăn cục máu sau trụ ngay. Thế trận chậm mà chắc đến từ đôi bên. Vừa qua có vẻ như những cú đánh đến từ tờ nhân là liên tục chính xác, khi mà cameraman quay đến lúc nào thì tờ nhân lại vuốt được lúc đó chính xác, và Hoàng thì cũng mất rất nhiều máu rồi. Phải về đấy. Ara định băng trụ nhưng Ara không còn sai nữa rồi. Ara vẫn đang đi tìm Hoàng, nhưng không có cách nào để cho Toro có thể quấy phá pha biến về đến từ vị trí của Ara nữa, nên quyết định của Ara là thôi. Nên vì vậy mà Ara ra khu vực đứng giữa hỗ trợ cùng với cả Rina. Giai đoạn đầu là một giai đoạn mà Judas sẽ cần rất nhiều thời gian, anh ta chơi Yan và anh ta cũng sẽ cần có một vòng rừng khá trọn vẹn. Cả hai bên đều không có những tình huống xâm lăng rừng. Narcos của Gray cũng chọn một hướng đi an toàn khi anh ta cũng hoàn thành được phần rừng nhanh hơn và di chuyển tại tuyến trên. Điểm cắt của hai người đi rừng là như nhau, và không biết rằng liệu cả hai bên sẽ ưu tiên con rồng hay xe ra, hay mỗi bên sẽ chia một con bùa đây. Nhưng có vẻ đây là một tình huống muốn bắt từ bên phía của G-Line tại khu tuyến trên thì phải. Gray đứng ở bụi chữ L, nhưng ta sau đó TDT đi vào bụi chữ L thì anh ta lại ra khỏi bụi, và qua đó thì không có tình huống tấn công nào cả. Hóa ra bên phía G-Line lựa chọn con rồng là tình huống muốn kiểm soát đầu tiên ở trong ván thi đấu này. Họ không muốn tranh con xe ra với đối phương. Đúng tiêu thôi, còn bây giờ sẽ là cuộc viễn trình kích cầu may đến từ tờ nhân nhưng không ăn thua. Và như vậy là đổi mục tiêu. Như vậy là cả ba ván đấu chúng ta thấy rằng là cả đôi bên giai đoạn đầu đánh khá khiêm nhường. Họ nếu như đối phương có mục tiêu kia rồi thì họ sẽ lấy mục tiêu còn lại mà thôi.
Trong khi đó thì đây là con chim trinh thám đã được last hit thành công bởi Hoàng TD hoặc là Tama. Tự nhiên vẫn đang ở thế đánh khá chắc chiu. Tôi thấy rằng tự nhiên đánh con Elsu này rất năn nót và anh ta có những cú bắn trông rất tin tay. Trong khi là bên kia chiến tuyến thì Hoàng TD ván đấu này cũng đang đánh theo kiểu tấn công rất nhiều. Tự nhiên thì với những lần bắn trúng đối phương thì anh ta cũng có một lượng tiền đủ tốt. Nhưng đây là những nhịp cuối đầu tiên đến từ Judas rồi anh ta bật lên cho mình cú chiêu cuối. Hoàng TD trả ra một pháo đại và Judas mất nửa cây. Anh ta lui về phần rừng của mình thôi. Bên đường trên, Bridges và NTG đối đầu với cả Nolan. Nhưng Nolan thì vẫn đẹp tốt thôi. NTG cũng rất hăng hái di chuyển, hỗ trợ các đường với XG. Một vị tướng khả năng dọn lính rất nhanh và lượng đam đầu trận đấu cũng là khá khỏe. Thì việc anh ta đi gánh là điều dễ hiểu chung thôi. Không? Không được. Chưa, hiện tại vẫn đang là phút thứ 3 mà thôi. Nên rất khó để cho tờ nhân có thể lấy được cái trụ này với Elsu. Với Van Hen thì câu chuyện sẽ khác. Nhưng với Elsu thì có lẽ là hơi khó. Nhưng mục tiêu cầu máu có lẽ mục tiêu hàng đầu. Đến từ vị trí của TDT tại khu vực đường dưới. Cú lao vào đến từ Gray, tìm thấy Rina. Nhưng Rina khá cơ động. Vẫn là một thế trận đánh kiểm soát khi mà lượng tiền chơi lại không phải là quá nhiều. Nhỉnh hơn một chút dành cho Zilai, nhưng không đáng kể. Và khu vực tuyến dưới này thì với áp lực đến từ phía chiến kích, tờ nhân vẫn đang khiến cho bộ đôi Timmy và Vio phải ôm trụ. Còn tuyến trên thì một mình Nolan vẫn đang thủ tốt. Tiếp tục là một viễn chinh kích chính xác nữa vào Hoàng TD. Và cứ chẳng chóng thì trời như thế này, có lẽ là cái trụ khu vực đường dưới sẽ được lấy bởi các thành viên bên phía đội tuyển TDT chăng. Rina bị tìm thấy bởi cú giáo móc Timmy vừa rồi của Tama. Nhưng Judas đã có mặt khu vực đường giữa này hỗ trợ cho Rina để có thể giải tỏa tân lính được càng nhanh càng tốt. Vẫn đang là nỗ lực phòng ngự của G-Line. Họ phải cử thêm cái NTGG xuống khu vực đường dưới này để khiến cho thế đánh đến từ tờ nhân nó bị ảnh hưởng. Cú bắn tốt nữa của tờ nhân. Tờ nhân đang có tỷ lệ bắn trúng viễn chinh kích khá ấn tượng từ đấy đến giờ. Tôi nghĩ rằng là anh ta chỉ trượt một vài những pha viễn chinh kích mà thôi. Còn Ara đang được lấy sai rất tự tin ở phía cao này. Rõ ràng là đấy là nhiệm vụ của Ara rồi. Anh ta sẽ cần phải đi lấy sai thật cao và anh ta hút sát thương thôi. Nếu mà đối phương nhìn thấy anh ta ngứa mắt mà đam vào anh ta thì đó là thiệt rồi. Nên anh ta cứ thoải mái đứng cao. Anh ta cũng sẽ cản nhìn biến về đến từ Hoàng TD nữa. Hỏa bạo ném xuống là khá đầu. Đang là băng vào đến từ Judas. Bật chưa cuối ra nhưng không dám quật vào trụ đối phương. Còn đường dưới thì sao đây? Ara sau khi đứng cao, anh ta gặp nguy hiểm. Giáo móc TV băng vào với giáp thân lực nữa nhưng sát thương là chưa đủ để tìm thấy được Ara. Đây chỉ là một người chơi hỗ trợ thôi. Rina đã tới nhưng có vẻ như cú chuyển về dạng người của anh ta bị kẹt. Ui, trượt. Nên vì thế mà anh ta cũng cầu không trúng rồi. Và tờ nhân thì cũng đã trượt viễn chinh kích trong tình huống vừa rồi. Trong một đôi lần trên thì phải có quả băng xương đến từ Nolan. Anh ta lao lên sử dụng cho mình cú loạn chạm chọc vào NTGG nhưng có thêm vẫn cả sự diện của Gray nữa. Nolan vẫn đảo qua đảo lại một nhịp được thêm và anh ta vẫn đã giải quyết được xong những con lính đẩy vào trụ một khu vực đường trên rồi. NTGG mất máu tương đối nhiều ở đây và có lẽ sẽ không còn cơ hội để có thể tạo thêm sức ép nữa. Trong khi đó thì Gray chém cho mình một cú cơ mình quyết nhưng anh ta mất máu nhiều hơn ở trong tình huống này. Với Ara lao vào nhưng Gray có thể thoát được đi. Dù sao thì cái trụ không có chân nhưng Gray và trụ một khu vực đường giữa nó đã có dành cho TDT. Và con rồng này có lẽ cũng sẽ nằm dưới tay của TDT mà thôi. Một vài nhịp lướt qua cơ bản, một vài những tình huống cầu máu đến từ Liana và Elsu là đủ. Và một cú linh cầu để khiến cho Gray không ra băng lên. Gray còn ít máu và cũng không thể tham gia phòng ngự được. Một trụ rất đơn giản cho TDT. Và thế trận di chuyển đã bắt đầu có những sự quay ngược trở lại về phía của TDT. Cánh dưới không thua, cánh trên thủ tốt. Mặc dù trong thế phải 3-1, sau đó là 2-1. Nhưng Nolan vẫn đang phòng ngự rất tốt. Và vì thế thì cánh trên thủ tốt, cánh dưới thắng đường. Còn cánh giữa thì lại có được sự hỗ trợ từ người đi rừng. Thì không khó để TDT có thể có được cái trụ đầu tiên. Một cái trận đánh kiểm soát. Nhưng ở trong đó chúng ta vẫn nhìn thấy được một cái sự dẻo đến bên phía TDT. Họ có rất nhiều những vị tướng có khả năng cơ động và giúp họ thể phòng ngự trụ đủ tốt. Một tình huống muốn bắt người tại khu vực đường giữa. Nhưng Ara khá trâu, có thể lướt qua bên kia bờ đá được. Và cũng chẳng ai làm gì được anh ta ở thời điểm hiện tại cả. Còn tuyến trên thì Nolan vẫn đang vô cùng chắc chắn. Anh ta vẫn chưa để mình mất đi cái trụ. Dẫu cho Gray có lên đó ganh bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cái trụ một khu vực giữa có thể sẽ mở ra một thế trận nó dễ dàng hơn dành cho đội tuyển TDT. Khi mà đối phía G-Line họ cũng đã hơi chủ quan trong việc để cho đối phương lấy được trụ một hơi dễ dàng quá. Trong khi đó thì hai đường cánh bên phía G-Line vẫn đang bám đường khá tốt. Lúc này đây thì về mặt lượng tiền mà nói G-Line đang có được một chút thôi. Nhìn hơn so với TDT có lẽ đó là sự hiện diện của nội tại của vàng con bài TV thôi. Còn lại thì nó không nhiều hơn nhiều lắm với khả năng kiểm soát. Nhưng đây là tình huống mà tập biến lên và đó là bay màu đến từ tờ nhân rồi. Quá tốt, chiến đấu TH đã có dành đội tuyển G-Line rồi. Họ tiếp tục kéo thêm NTGG xuống khu vực cánh dưới này và Judas phải bỏ chạy. Thêm cả Ara bỏ chạy nữa và như vậy là có một người phải nằm lại trong tình huống rồi. Đó chính là tờ nhân không kịp bấm tốc biến luôn. Còn đường trên thì hai tình huống ganh đến từ bên phía của bộ đôi Liliana và Ryoma không đủ sức để khiến cho con Skirt trong tay Bridget nằm xuống. Có lẽ đó một tình huống dồn đam quá nhanh. Một pha giáo móc Timmy đến từ vị trí của Tama và sau đó hàng loạt các thành viên từ bên phía G-Line tràn vào từ trong bụi ra. Nó khiến cho TDT không kịp trở tay và họ đã để mất đi chiến công đầu TH. Ở đường trên thì TDT muốn làm những nỗ lực ngược lại nhưng họ không thể bắt được vào vị trí của Skirt. Họ không đủ đam để bắt một con Skirt rất chắc chắn ở khu vực tuyến trên này. Vậy là một thế trận đứng rình dợn dập để bắt lẻ lẫn nhau mà thôi. Và tình huống hạng cục vừa qua đến từ G-Line cũng giúp cho họ nhỉnh hơn một chút về mặt lượng tiền. Nó là một khoảng cách
cũng chỉ là đâu đó khoảng độ hơn 1.000 tiền thôi, nhưng nó cũng đã cho thấy được đội tuyển đang chủ động hơn ở trong vài thi đấu này. Vẫn đang là Zilai nhờ việc có nội tại và vừa việc họ cũng đã có cho mình điểm chiến cơ đầu TH ban nãy. Thế trận vẫn đang là hết sức kèn cựa nhau. Rina và Ara xuống để hỗ trợ khi Nolan đã đảo đường xuống dưới và phải gặp một sải tay dài, đó là Hoàng TD còn ở tuyến trên. Thì Judas mới là người để phòng ngự, còn Bridget rằng rất khỏe của bài skirt này, anh ta không hề sợ Ya một chút nào cả. Thế trận vẫn đang là giằng co, Thiên khá nhiều kiểm soát, hai bên đánh vô cùng chắc chắn. Và sau 8 phút thi đấu mới chỉ có một mạ gục mà thôi, giám Optimi không tới được, đó là Ara. Nhưng pháo đại là quá đau, cộng thêm với cả giám thân lực nữa, Ara phải lui về, lượng máu không còn là quá nhiều nữa và họ tràn qua có cơ hội tại con bùa đỏ của đối phương. Tự nhiên có lẽ là bỏ cái trụ một khu vực dưới thôi, bởi lẽ nếu như cố chấp ở lại thì chúng ta sẽ không thể giữ được nó, không cầu may được đâu. Cú bắn mà vẫn còn 60 máu, suýt may đi chứ đúng không Huy? Suýt thôi. Nhưng mà một khi đã suýt thì không may nữa anh Sơn ạ. Nghe nó cứ không may nào, bây giờ thà là đừng suýt. Đấy rồi, Nolan đang bị tấn công, anh ta phải tốc biến bỏ chạy đi trong tình huống này. Bridget gọi thêm Tama cũng như NTGG đang đến, nhưng bây giờ Judas quay trở lại với những nhịp bút của mình là khá là léo và khiến cho đối phương phải bỏ con xe ra này rồi, và như vậy là Zilai cũng chưa thể nào mà ăn được con xe ra này. Họ tiếp tục quay trở lại thêm một lần nữa để hướng đến con hảo xe ra, và với sự hiện diện của thêm Gray nữa thì bây giờ việc Judas chỉ còn khoảng nửa máu trên người thì sẽ có con xe ra này dành cho bên phía của đội tuyển Zilai, và hảo xe ra đã có rồi. Những cú cầu máu vẫn là chính xác đến tờ nhân, nhưng không có ai bồi đam vào để có thể tối ưu hóa được lợi thế đó. Chỉ một vài tiếng cầu máu như vậy, đối phương lại hồi máu, dường như chẳng có bất cứ một điều gì xảy ra cả. Những cú cầu máu của tờ nhân phải kèm theo cả những áp lực đến từ Rina, những áp lực từ Nolan hay thậm chí một cú dồn đam đủ nhanh để bắt người. Chứ nếu như cầu máu đơn lẻ như thế này thì dù có trúng nhiều đi chăng nữa thì bên phía TDT cũng chẳng thể làm được gì các thành viên bên phía của Zilai cả. Thế đẩy và thế ép vẫn thuộc về cho họ, và đánh trong thế công như thế này Hoàng TD rất có lợi. Một tình huống mà có vẻ như Hoàng TD muốn tràn qua lấy bùa, nhưng tờ nhân đã giữ được con bùa xanh này, và qua đó thì TDT bảo toàn được tài nguyên rừng của mình. Tuy nó không nằm trong tay của Yan, trong tay của Judas, thì ít nhất thì họ cũng đã khiến cho xạ thủ của đối phương không thể có được con bùa năng lượng này, khi mà Violet rất cần bùa năng lượng. Một tình huống nguy hiểm khi mà tờ nhân cầu máu trượt, hỏa bạo không chính xác lên người tờ nhân. Tama băng vào với giám Optimi và giám thần lực. Có bọc độc căng ngang hay không đây? Có vẻ là muốn đến bên phía của Zilai. Những cú đang là rất đau từ Rina, đang cố gắng tích nội tại để lao vào cào. Hoàng TD chỉ còn lại nửa máu mà thôi, và họ chuyển hướng lên tuyến trên, nơi mà có con xe ra để lấy cái trụ thứ hai này cũng không được nốt. Chưa được, TDT vẫn đang phòng ngự rất dẻo. TDT vẫn đang căng mình chống chịu đợt sóng tạo ra bởi Zilai. Zilai vừa mới thả xe ra khu vực đường trên, nhưng con xe ra vẫn chưa thể giúp cho họ lấy được cái trụ hai. Trong đó thì đường giữa họ bắt đầu kéo người ra rồi, Judas cũng đang hiện diện ở đây hỗ trợ cho đồng đội để có thể phòng ngự được thành công. Gray đang đến từ bên cánh chém một chém, sau đó lại quay trở lại với khu vực cánh dưới. Có lẽ đó mới là nơi mà Gray nhắm đến, chăng cái trụ hai khu vực đường dưới sẽ có. Lúc này đây thì khả năng cơ động đến từ con bài Narcos sẽ cần phải được phát huy thôi. Anh ta đã lấy thành công được trụ hai khu vực đường dưới rồi, và có lẽ là với từ vị trí Gray rất nhiều đam nên Rina bị hủy diệt mất rồi, và Nolan cũng thế, Nolan không chạy nổi nữa, và rất nhiều đam, quá nhiều đam đến từ con Narcos của Gray trong tình huống vừa rồi. Gần hai từ vị trí của Gray, đam là quá nhiều, một gầy và một cơ mình quyết lấy đi mạng của Lina, xong nó quay ngược trở lại lấy tiếp đi mạng của Ryoma bên phía đối phương. Nó một mình Gray giải quyết cái trụ tuyến dưới, giải quyết đi một thế bế tắc diễn ra trong suốt giai đoạn đầu trận đấu. Thậm chí là toàn bộ những dàn trụ ngoài này sẽ thuộc về cho bên phía của Zilai, với chỉ một pha tỏa sáng từ Gray sẽ có được sự cấp từ bên phía của Zilai. Trong đây đại điện chấn băng ra từ vị trí của Ara, không giữ chân được ai cả, đối phương lao vào là quá khỏe. Ara là người mất tốc biến, Hoàng TD tạm thời hết năng lượng rồi, nhưng có được sự cấp dành cho bên phía của Zilai. Đường dưới thì Gray cũng suýt nữa có thêm một đường sự cấp nữa dành cho bên phía của Zilai, nhưng từng này lợi thế là quá đủ, và đó mà tình huống tỏa sáng phải rất lâu rồi chúng ta mới nhìn thấy một Gray tạo ra một sự khác biệt như vậy sau những chuỗi trượt dài và những trận thi đấu mất hút. Thì đến ván thi đấu này mới nhìn thấy một Gray xử lý hay đến như vậy với con bài Nakrut. Có lẽ là TDT cũng đã quá chủ quan khi họ không biết rằng Gray đã ẩn mình đi farm từ nãy đến giờ. Lượng farm bây giờ của anh ta đã là 9.400 tiền rồi, rất giàu so với những gì mà bên kia chiến tuyến Judas đang có thể làm được. Tình huống đó thì tờ nhân là người đã phải nằm lại, cùng với đó cả Ryoma trong tay Nolan nữa, đều là những người có lẽ đã hơi chủ quan quá khi không lường được ngưỡng sức mạnh mà Gray đã có thể đạt được với những món đồ mà anh ta đang có ở trên người. Và đó là một tình huống mang đến một bước ngoặt cho trận đấu này, chắc chắn là như vậy rồi. Và trong cái đó cơ hội vẫn đang còn dành cho Judas, anh ta đang lao đến, anh ta cố gắng khép góc vào vị trí Hoàng TD, cố gắng đu vào TD thêm một nhịp nữa. Hoàng TD quay trở ra, bắn gục Judas thành công. Judas vào nhưng bạn của anh ta không vào trong tình huống vừa rồi, và một nhịp phối hợp nó hơi là không tốt đến bên phía TDT, và họ mất đi người chơi đi rừng của mình rồi. Tiếp tục là một tổn thất lớn nữa, và với việc Judas không còn trên bản đồ nữa, con xe ra này quá dễ dàng dành cho Zilai. Mọi thứ đã được đẩy lại một nhịp độ cao rất nhiều sau tình huống tỏa sáng của Gray. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, toàn bộ những dàn trụ ngoài, một đường siêu cấp tuyến trên, và suýt nữa thì có thêm một đường siêu cấp tại tuyến dưới. Một con xe ra nữa dành cho bên phía của Zilai.
và một thế trận nơi lính được để cao. Mọi thứ đang là rất suôn sẻ và hoàn toàn có cơ hội cho G-Line để có thể vượt lên dẫn trước ở trong ván đấu này, dẫu trận đấu vẫn còn là khá sớm. Nhưng hiện tại thì họ đang chưa mắc bất cứ một sai lầm nào cả, và đến cuối game thì chất tướng bên phía G-Line cũng có nhiều đôi phần nhỉnh hơn một chút ở một vài vị trí, đặc biệt là với con Violet trong tay của Hoàng TD, một vị tướng có một sải tay rất ảo với đã xuyên thấu. Phút thi đấu thứ 13 của ván thi đấu này, Gray có thể tràn qua lấy đi con mùa xanh tiếp theo của Judas. Judas trận đấu này vẫn đang mất hút. Tờ Nhân vừa mất tốc biến khi pháo đại đối phương là quá đau. Pritchett đang ở bên hồng, không có Judas tại đó thì có lẽ Tờ Nhân nằm lại rồi. Hỏa bạo được ném xuống và lính vẫn đang còn để cho Zilai có thể ép chay đến cái đường sơ cấp tiếp theo. Zilai có lấy được cho mình ba đường hay không đây? Gray bắt đầu lao vào, ta chém một trụ sơ cấp cục đường giữa này rất dễ dàng để có được nó. Đường dưới cũng có ba đường ra, và như vậy là ba đường, một tuần ép quá hoàn hảo dành cho đội tuyển Zilai. Họ đang ở gần hơn với chiến thắng trước đối thủ TDT rồi. Đây có thể là một tuần mà Zilai tiếp tục sẽ tấn công vào trong, và TDT dính cho mình cú viễn chinh kích. Anh ta lùi lại, anh ta cố gắng thoát ra khỏi khả năng truy đuổi từ Judas. Judas lại vào, Judas lại bị hủy diệt mất rồi. Trong khi đó Gray vẫn đang, anh ta là vương làm tướng khu vực đường dưới này, không mất đi cho mình bất kỳ điều gì cả. Nhưng Judas vừa rồi nằm lại thì ta vẫn đã có thể giải quyết xong được thành công tên lính khu vực đường giữa, và qua đó thì Seja vẫn đang được bắn bởi Tờ Nhân, vẫn đang phòng ngự được đến từ bên phía TDT. Nhưng có lẽ là họ đang gặp quá nhiều khó khăn ở trong trận đấu này rồi. Rina chuyển qua dạng cáo ném hỏa bạo rất dẻo, nhưng lính đang tràn vào, Trùy Thiên Vương đang tiến vào nữa, mất đi rất nhiều máu trên người của đó là Arara nằm lại rồi. Pháp Trần Kỳ sống ngược trở ra, Tama vẫn còn trên bản đồ. Gray bắt vào, Tờ Nhân lên bảng đếm số, đối phương quét sạch các thành viên bên phía của TDT trong một thoáng chớp mắt thôi. Triple kill cho Hoàng TD, và đó sẽ là 2-1. Cú lượng ngược dòng đã được tạo ra ở trong ngày hôm nay, và Zilai vừa lên dẫn trước tỷ số là 2-1 trước TDT. Chắc chắn là không thể gạch tên Zilai ở trong cuộc đua đến với top đầu được, khi mà màn trình diễn của họ vẫn đang cho thấy rất nhiều sự khởi sắc trong ngày hôm nay trước một đối thủ mạnh, một đối thủ đang nằm trong top 4 như TDT. Nhưng thực sự ngày hôm nay ở trong ván đấu thứ 3 vừa rồi thì Zilai cho thấy rằng họ có thể đánh tốt đến như thế nào. Và tỷ số đã là 2-1 rồi, một màn trình diễn mà chúng ta có lẽ vẫn phải nhắc lại pha xử lý của đường dưới đến từ con bài Nakrod của Gray. Nó mang lại sự đột biến quá lớn và nó khiến cho hai người bên phía TDT nằm lại. Và cú nằm lại đó đã là quá nặng nề dành cho TDT để họ có thể trở lại ở trong trận đấu này. Thêm một lần nữa họ không thể quay trở lại được nữa. Và rất đơn giản, chỉ với một con Seja thôi, Zilai đã có được cho mình 3 đường và sau đó là toàn vẹn cả trận thắng này. Nhà chính đã phát nổ trước sức công phá đến từ bên phía của Zilai và tỷ số đã là 2-1 rồi. Hai tình huống quan trọng ở trong ván thi đấu này đều bắt nguồn tại khu vực đường dưới. Đầu tiên là tình huống mất đi chính cầu đầu TH của bên phía TDT trong một pha mà giám đốc Timmy của Tama làm quá tốt, và họ dồn đam giết chết được đối phương, sau đó lấy được cả trụ tuyến dưới luôn. Tình huống thứ hai là tình huống mà Gray cũng ở đường dưới cân được hai, lấy đi được dàn trụ ngoài của đối phương. Rõ ràng là chỉ với hai tình huống giao tranh thôi, Zilai quay ngược trở lại và họ cũng đang cho thấy được rằng họ cũng đang dần tìm lại được phong độ của mình sau những chuỗi trượt dài vừa qua. Còn với TDT, tôi đã không hiểu được điều gì đang xảy ra với họ ở trong những ván thi đấu thứ hai và thứ ba nữa, sau ván đấu đầu tiên khá khởi sắc và với một sự nhỉnh hơn mặt cấm chọn sang đến ván đấu thứ hai và thứ ba, các thành viên bên phía của TDT khá mất bình tĩnh, và đặc biệt là Zibat trong ngày hôm nay đang có phong độ không quá cao. Người đi rừng của bên phía TDT đang lúc người ta cần anh ta tỏa sáng thì Zibat vẫn chưa thể đáp lại được sự tỏa sáng đó, sự kỳ vọng đó. Và đây là một trận thi đấu mà một lần nữa người đi rừng của bên phía TDT không được tỏa sáng quá nhiều với quân bài Ya. Thực ra TDT vẫn còn Kai'Sa trong đội hình của mình, và tôi thấy cũng nhiều khán giả gọi tên Kai'Sa lắm rồi đấy. Có lẽ nếu như mà Judas thi đấu mà không thực sự là phải trở lại sớm ở ngay trong ván đấu tiếp theo thì có thể là PSN cũng nghĩ được đến chuyện tạo ra một sự thay đổi người nào đó. Vấn đề là hôm nay Kai'Sa có ở chỗ thi đấu không? Nếu như Kai'Sa không ở chỗ thi đấu thì có muốn gọi anh ta cũng không được. Trừ khi phải gọi một chuyến xe ôm lên đủ nhanh. Nhưng vấn đề là Kai'Sa đang ở đâu? Wei Kai'Sa, Wei Aliyah là những gì mà chúng ta đang Aliyah nói với nhau rất đấy. Nhiều. Aliyah vẫn ở đấy. Tôi nhìn thấy. Thì bây giờ chỉ có sự thay đổi đường trên thôi. Nhưng mà Nolan hiện tại ngày hôm nay thì cũng đánh không vấn đề gì. Chưa đến mức quá tệ. Và MVP và thi đấu này thuộc về cho Gray. Cơ đây là 404, 92, 9.2 điểm MVP point và 46.000 sát thương được gây ra. Một trận đấu lâu lắm rồi mới thấy Gray tỏa sáng mạnh như thế, và đó là một tình huống xử lý hay trong bối cảnh anh ta được ẩn người đi farm, ẩn mình đi farm tại tuyến dưới, và đối phương không lường được rằng anh ta lại có sát thương lớn đến như vậy. Tôi nhớ rằng đó là một tình huống anh ta cân Liliana và Ryoma thì phải. Nên nhớ rằng đó là hai vị tướng rất cơ động và có khả năng có quay tốt. Nhưng Gray lao ra một nhịp nhử sau khi thấy rằng sát thương anh ta là quá lớn, anh ta băng vào với người quyết để dứt điểm Liliana trước đó. Sau đó là tìm thấy cả Ryoma bên phía đối phương nữa, một pha xử lý highlight của Gray và là tình huống có lẽ đáng chú ý nhất ở trong ván thi đấu vừa qua. Một pha cân đôi, và cân đôi không hề điều đến từ Gray. Và quá xứng đáng với danh hiệu MVP ở trong bàn đấu vừa rồi. Như vậy là MVP đầu tiên mà Gray có được tại vòng bảng đấu trường danh vọng năm nay. Chúng ta hãy cùng nhìn lại một chút nữa về lượng đồ đã lên rồi các thông số ở trong ván đấu vừa rồi. Một ván đấu mà hình như là perfect game nhỉ? Gần như perfect game.
gần như perfect game thôi bởi vì TDT nhưng họ cũng có được một trụ, đúng là cái trụ giữa, và như vậy perfect game thì cũng còn xa anh ạ, tại vì còn có hai con rồng, hai con Seiza nữa mà. Nhưng đấy, có cả cái trụ nữa nhỉ. Đấy, và chúng ta hãy cùng đến ngay với ván đấu thứ tư của đội sức giữa TDT và G-Line ngay sau đây, xin mời. Và chúng ta cùng nhau quay trở lại với trận thi đấu đầu tiên, ván thi đấu thứ tư giữa GZLive và TDT. Hiện tại thì bản lề đã thuộc về cho GZLive sau khi bị dẫn trước 1-0. Họ đã quay ngược trở lại trong hai ván thi đấu liên tiếp và họ đang là đội tuyển gần hơn với việc có được thêm một điểm nữa ở trong ngày hôm nay. Còn với TDT, họ đang chỉ có 3 điểm, họ đang có 3 điểm, họ vẫn đang ở vị trí top 4. Nhưng đây sẽ là một cơ hội để họ có thể tiếp tục giãn cách khoảng cách của mình với những đội tuyển tại top dưới và giúp họ có thể duy trì vị thế tại top 4. Nhưng họ đang có nguy cơ không thể làm điều đó trong ngày hôm nay, trong ngày sinh nhật của Rina. Họ đang đứng trước một bờ vực có thể sẽ phải nhận một trận thua trước GZLive. Đội tuyển đã có phong độ thi đấu khá bết bát sau 3 vòng thi đấu, nhưng họ đang quay trở lại ở ngay trong trận đấu này. 3 vòng thi đấu toàn thua GZLive, nhưng họ lại thức tỉnh nhắm đúng cái hôm mà Rina sinh nhật cách đây 24 năm cũng thức tỉnh khỏi bụng mẹ. Cay. Nếu mà ngày hôm nay Rina thua thì đúng là chọn đúng thời điểm quá. Đến từ bên phía GZLive, phong độ lúc nào không phong độ, phong độ đúng hôm đối phương đang sinh nhật. Và lại đó sẽ là một sinh nhật khá buồn, nhưng dù sao thì thấy PSMA lại sấy rồi. Có thể nói rằng là kể cả trong những trận đấu mà Rina có những cú đúp MVP hay là triple MVP thì người bị sấy luôn luôn là cái băng ghế của Rina. Thì tại vì là PSMA chọn chỗ đứng ở trung tâm, cũng đúng, mà đứng giữa thì đúng chỗ người chơi đứng giữa, nhưng cảm giác là có vẻ là bị sấy. Có vẻ bị sấy. Nói chung là ở vị trí đấy volume hơi to kiểu thế, chắc Rina thi thoảng phải nhắc là anh ơi, nói nhỏ tí là có thể là cũng bỏ qua thôi, mình gọi là tai nghe tai không rồi mắt nhắm mắt mở. Nói chung là phận là học trò thì thôi, thì đôi khi cũng phải nể thầy thôi. Thấy rằng là thầy PSMan sau mỗi một trận thắng hay thua thầy đều sấy rất dữ dội các học trò của mình, và ngày hôm nay thì có lẽ là cũng nên sấy đấy, nên sấy ở ván đấu thứ tư này. Còn đây là huấn luyện viên Oppa, trái ngược lại với những lời nói hay là những quyển sổ ghi chép hay những lời động viên, những lời căn dặn của PSMan thì Oppa lại rất thản nhiên, từ tốn nhỉ, rất từ tốn, vẫn rất từ từ bình tĩnh và điềm đạm. Cả hai chiến thuật gia này cũng khá thân thiết với nhau ở ngoài đời. Khá thân thiết nhau ở ngoài đời, đồng đội cũ mà. PSMan thì cũng hay gọi là nói chuyện với cả các thành viên phía GZLive. Tôi nghĩ rằng là họ cũng hiểu nhau đủ lâu trong một cuộc đối đầu lớn như thế này. Và hãy cùng nhau đến với cả trận thi đấu thứ tư giữa GZLive và TDT. GZLive đang có cơ hội để có thể có được thêm một điểm nữa trước TDT, và để xem họ có thể làm được điều đó hay không, hay chúng ta sẽ có một ván đấu thứ năm ở trong trận đấu ngày đầu tiên ngày hôm nay. Và lực cấm đầu tiên sẽ là đội tuyển GZLive. Họ sẽ cấm đi Van Hen, Kane có lẽ sẽ vẫn là một lực cấm quen thuộc đến từ các đội tuyển ở trong trận thi đấu này thôi. Còn trong khi đó với TDT thì có lẽ là họ cấm Aya, một lực cấm mà tôi nghĩ rằng là họ sẽ cấm khi mà họ đang ở bên phần sân màu đỏ như này. Thậm chí là họ còn đánh Aya rồi nữa, nên kể cả khi mà họ ở bên phần sân màu xanh thì họ cũng cấm Aya mà thôi. Lựa chọn cấm còn lại của TDT thì là gì? Liệu rằng là họ có muốn thả con bài Rui dành cho GZLive ở thời điểm này không? Tôi nghĩ rằng là hơi mạo hiểm quá. Và có nghĩa rằng là tôi đoán nhiều khả năng TDT sẽ cấm nốt Rui. Như vậy là GZLive sẽ lấy cho mình vị tướng nào trong slot lựa chọn đầu tiên của mình đây? Họ chưa đánh Elsu, chưa đánh Aoi dành cho Gray. Đó có thể là hai ưu tiên mà đội tuyển GZLive nghĩ đến. Họ đánh Iggy nhỉ? Hình như là cũng chưa đánh thì phải. TDT đánh Iggy rồi. GZLive cũng đánh Iggy rồi. Thế là hết con Iggy rồi đó. Iggy sẽ không được sử dụng nữa. Có chăng ở ván thi đấu này thì Hoàng TD có thể lấy Elsu. Đấy, Elsu ấy. Hoàng TD có thể lấy Elsu khi mà Elsu là một sự lựa chọn. Stuart cũng là một vị tướng mà Hoàng TD có thể lấy ở trong ván thi đấu này. Stuart, Slim, Elsu, những vị tướng có thể lấy làm first pick. Tôi nghĩ rằng ở trong ván đấu thứ tư này thì những vị tướng trên có thể làm first pick được rồi. Ván thi đấu này thì Van Hen thì Hoàng TD đã chơi rồi. Iggy họ cũng đã chơi rồi. Stuart không? Thì bị cấm. Stuart cũng là một sự lựa chọn không tồi. Tại vì nếu lấy Elsu bên TDT lấy Stuart cho tờ nhân thì thành ra cũng lại thành bị khắc chế phần nào đi. Nhưng mà lấy Stuart ngay cho first pick à? Để xem bên phía GZLive hơi mạo hiểm đúng không? Hay bây giờ lấy một con khác hoàn toàn đi. Lấy một con khác thì tự nhiên lại lấy Stuart nhỉ? Quan trọng là ở thời điểm hiện tại phong độ của Hoàng TD là như thế nào, và thầy Oppa có muốn để cho Hoàng TD chơi Elsu không? Tôi nghĩ rằng Elsu trận này lấy được. Lấy Elsu chạy lấy được. Lấy Elsu luôn rồi. Elsu. Stuart lấy làm first pick thì hơi quá. Hơi quá, mặc dù là vị tướng này ở thời điểm hiện tại khu tuyến dưới là đủ sức, tại vì TDT không còn Elsu nữa và TDT chỉ còn lại Slim.
Nên vì vậy mà Stuart cũng sẽ có nhiều đất diễn hơn. Đúng. Tại khu vực tuyến dưới. Violet này. Bên phía của Zilai thì lại muốn sự lựa chọn an toàn hơn. Và họ cũng muốn gọi là biến mình từ phần sân xanh sang phần sân đỏ. Khi mà họ lựa chọn con bài Elsu vào để nhìn xem đối phương chọn gì trước, sau họ quay lại cấm chọn sau. Và họ sẽ nắm bắt được đối phương khi đối phương có cho mình Vio cũng như là Kira. Đây là lúc để Zilai tìm cách khắc chế lại bộ đôi trên. Và họ sẽ hướng đến điều gì để có thể đối đầu với Kira trong khu vực đường rừng đây? Rõ ràng là một Aoi dành cho Gray có thể là một lựa chọn mà Zilai nghĩ đến ở vào thời điểm này. Có lẽ là không nhất thiết là phải đối đầu trực diện với Kira, mà thay vào đó thì Aoi sẽ tấn công thẳng vào chủ lực của đối phương, tấn công vào Violet, tấn công vào Rina. Aoi có lẽ là vị tướng rừng tốt nhất để đối đầu với Kira rồi, vị tướng đủ mạnh nhất để có thể ép được Kira trong giai đoạn đầu rồi. Hai vị tướng này đều có một điểm chung là đánh rất khỏe giai đoạn đầu trận đấu. Và vì vậy thì họ đều đã tung ra những vị tướng tốt nhất rồi. Yue cũng là một sự lựa chọn không tồi đến từ NTGG. Một điểm yếu duy nhất của vị tướng này đó là khả năng thiếu cơ động mà thôi. Còn lại thì vị tướng này xả đam rất khó chịu. Còn bên phía của TDT họ lựa chọn Skirt, một sự lựa chọn an toàn cho Nolan thôi. Ở tuyến trên một sự lựa chọn an toàn. Zilai vẫn còn Richter chơi rồi thì phải. À Richter chưa chơi, Nolan mới chơi Richter ở bán đầu thứ nhất. Bên phía của Zilai vẫn còn Richter, vẫn còn Yena cho Bridges. Hai vị tướng có thể lấy ở trong bán thi đấu này. Hai bàn thi đấu trước thì Bridges chơi Omen, chơi Quy và Ryoma. Đúng rồi, vị tướng Ryoma, có phải Ryoma không nhỉ? Ryoma như là vị tướng mà Nolan chơi mà. Skirt, đúng không? Chính Skirt. Vì vậy mà ở thời điểm hiện tại thì đúng là vẫn còn Richter và Yena dành cho vị trí của Bridges nữa. Tôi nghĩ rằng hai vị tướng này là đủ tốt, đủ vốn để anh ta thể chơi ở trong giai đoạn chỉ còn lại một ván thi đấu nữa, hay thậm chí là chơi đường dài ván 5 thì vẫn còn tướng để chơi đến bên phía của Bridget tuyến trên. Những vị tướng được coi là cấm một, bị cấm con Richter rồi. Thế là dí cho Bridget đánh Yena. Yena. Florentino cũng bị cấm nốt rồi. Một mặt trận hết sức khó khăn ở khu tuyến trên đây. Mina có lẽ cũng là một sự chọn thứ yếu thôi. Thôi. Lorion dành cho Rina. Mina đối đầu với Omen thì tôi thấy còn make sense, chứ còn bảo Mina đánh nhau với Skirt thì hơi khó nhỉ. Rossi đi. Không, tôi nghĩ Max. Không, Ryoma thôi. Được, Ryoma được. Nếu mà là không muốn chọn Yena. Ừ. Nếu mà không muốn chọn Yena thì vẫn còn đó. Ryoma. Có lẽ Ryoma và Yena. Hai vị tướng có lẽ là đủ vốn dành cho Bridget, nhưng mà nếu như nói về phong cách thi đấu của Bridget, tôi nghĩ rằng anh ta sẽ tự tin chơi con bài Ryoma hơn. Dù sao đây cũng là vị tướng anh ta chơi nhiều hơn, và kể cả trong những trận đấu playoff quan trọng, ngay ở trong playoff sân khấu gần nhất thì anh ta cũng chơi Ryoma và Scott là những vị tướng anh ta chơi nhiều nhất. Nên nếu mà phải đặt lên bàn cân giữa hai vị tướng này, tôi nghĩ rằng Bridget thích chọn con Ryoma hơn. Quay trở lại với những sự lựa chọn bên phía của Zilai, họ cấm nốt đi con Rat của mình, và bây giờ thì đó sẽ là Ryoma rất nhanh. Tại vì nếu các bạn để ý kỹ thì Bridget họ là một người chơi không thường xuyên có bài Yena này cho lắm. Nên vì vậy thì đặt lên hai vị tướng này lên bàn cân, chắc chắn Bridget chọn con Ryoma rồi. Cùng với đó là cả Omega dành cho đó là Tama nữa. Omega dành cho Tama, và một nụ cười nở ra trên môi của Hoàng TD, người sẽ đi cùng với con Omega đó ở khu vực cánh rồng. Với Elsu, Omega vẫn có khả năng choáng trụ, và đây là một con bài cũng mang đến khả năng công trụ rất khó chịu. Ngày hôm qua thì One Star Han cũng đã sử dụng Omega, có lẽ Han cũng là người dùng Omega nhiều nhất. Triệu Vân á? Triệu Vân cho TDT á? Không, đã có Skirt rồi. Tôi đùa thôi. Không. Triệu Vân đi rừng à? Triệu Vân đi rừng hơi quá. Minh cũng là một sự lựa chọn ổn đấy. Minh cho Ara khá khó chơi và cũng dễ bị áp sát. Ở bán thi đấu này thì Minh sẽ cần phải để ý rất nhiều tới con Aoi trong tay của Gray. Vị tướng có khả năng dồn đam rất nhanh, bắt người rất nhanh. Minh ngoại trừ điểm yếu là dễ áp sát ra thì vị tướng này khá trâu. Nếu như đi được cùng với cả vị trí của Lorion lẫn cả Skirt thì khả năng búp giáp và khả năng hồi phục đến từ vị tướng này cho hai vị tướng trên là rất khỏe. Dù sao trong đó thì Minh là vị tướng không dễ chơi. Và để xem rằng Ara sẽ chơi vị tướng này như thế nào, một vị tướng đậm tính chiến thuật. Vị tướng khá kén người chơi. Thậm chí cả những giải đấu lớn như Thái Lan hay GCS thì vị tướng này cũng không phải là một ưu tiên hàng đầu. Dù đã xuất hiện trong một thời gian dài rồi, thậm chí là cũng đã từng xuất hiện trước cả giải đấu AOG của chúng ta. Nhưng vị tướng này chưa bao giờ lên bể tier 1 cả. Chỉ là mức xuất hiện ở ván 4, 5, 6 trong một trận đấu bo 7 mà thôi. Nên vì thế đây là khoảng thời điểm có lẽ đủ thích hợp để cho Ara sử dụng con bài Minh này rồi. Khi mà trong đội hình bên phía TDT đang có nhiều những vị tướng hồi phục như Lorion, như Skirt, thì đây có lẽ là một cặp bài trùng để DJ cùng với hai vị tướng trên. Nhưng mà hơi nhiều sát thương phép trong đội hình của TDT với cả Kera rồi Lorion, thậm chí Skirt cũng là sát thương phép, và Minh nếu như có sát thương thì đó cũng là sát thương phép. Nên có lẽ là với việc đội tuyển Zilai họ đối đầu với một lineup nhiều sát thương phép đến vậy thì họ đơn giản thôi, chỉ việc hướng đến cho mình những trang bị kháng phép. Thì qua đó thì họ có thể nghĩ đến việc có lợi trong những tình huống giao tranh với đối thủ. Nhưng Zilai sẽ hơi khó khăn trong việc nếu như
họ dồn đam mà không quyết tâm thì họ sẽ khó mà có thể dồn đơn mục tiêu chết ngay được một người bên phía của TDT. Nhìn chung thì khả năng hồi phục và khả năng chống trị là điều mà TDT có, và họ thể cò quay rất lâu trong giao tranh. Zilai sẽ phải có được cho mình những pha xử lý điều hướng thật tốt, đặc biệt là với cặp đôi cấu rỉa từ xa với lượng đam ảo đến từ Hoàng TD với con Elsu và NTGG với con bài Yue. Nếu như chỉ cần một nhịp chúng viễn trình kích và cú cắt nội tại đến từ NTGG thôi thì có thể khiến cho vị tướng với lượng máu mỏng như là Tờ Nhân với con bài Violet gặp nhiều khó khăn, thậm chí là cả mình nữa. Đây là ván đấu thứ tư rồi, một cú viễn trình kích đầu tiên đến từ Hoàng TD nó trúng vào Ara. Một cú bắn thứ hai nó trúng lên người Ara tiếp. Ừ. Và có thể thấy rằng áp lực được tạo ra từ Zilai là rất lớn. Hoàng TD cũng đã để lại được nhiều những dấu ấn khó phai và cũng là những nụ cười dở khóc dở cười với con bài Elsu rồi. Nhưng sau cùng đây là một vị tướng không thể không lấy. Nếu như không lấy vị tướng này ở khoảng thời điểm ván thi đấu này đã là ván thứ tư, ván thi đấu bước ngoặt của Zilai mà không lấy thì rõ ràng là họ bị lộ ra là họ đánh con Elsu này không tốt, và vì vậy thì họ cần phải lấy ngay một vị tướng khỏe, cũng không có thời gian nào để mà giấu nữa rồi. Và hiện tại thì Hoàng TD cũng đang có những cú bắn rất chuẩn lên người của Tờ Nhân, khiến cho Tờ Nhân phải ôm trụ. Hoàng TD, tôi thấy trang phục này đánh rank hiện tại đang rất hot. Trang phục của Vọng Nguyệt Long Cơ á Huy? Trang phục của Violet này. Vọng Nguyệt Long Cơ, tôi không nhớ tên. Vọng Nguyệt Long Cơ à? Tôi thấy anh Tuấn Bèo cũng dùng Vọng Nguyệt Long Cơ. Bắn suốt. Con này đẹp, đẹp. Có con rồng đi theo. Con rồng vuốt vuốt bay bay. Mỗi lần dùng đợt Tết này là tôi đẹp. Thấy còn hot hơn cả mấy bộ trang phục Tết. Chắc là hot nhất. Bởi Violet nói gì nói vẫn là vị nhiều tướng fan. Nhiều fan, nhiều trang phục. Vị tướng kiểu cũng cổ điển, kinh điển. Kinh điển. Tôi cũng bán Violet nhiều nhất. Tôi cũng thế. Dễ chơi. Dễ lên. Đấy, bây giờ đấu giải cũng Violet mà. Đấu giải cũng Violet mà, toàn trận quan trọng đấy chứ. Trận này cũng là một trận rất quan trọng. Violet của Tờ Nhân trận này cũng chắc chắn là một vị trí cần phải được chăm sóc một cái cẩn thận, bởi đó là Ara rồi. Anh ta vừa rồi thì có mặt khu vực đường dưới. Lượng tiền đôi bên cân nhau thôi. Khi mà những cú bắn vĩnh trình kích là tốt thì Ara cũng có được cho mình những tình huống hỗ trợ cho Tờ Nhân, để cho Tờ Nhân có thể tích lũy được thêm lượng vàng với luyện kim anh ta cầm theo. Đôi bên đều có luyện kim ở trong ván đấu này. Như vậy là Elsu của Hoàng TD không cầm thần quang, mà thay vào đó thì anh ta cầm cho mình luyện kim. Còn NTGG mới là người cầm thần quang. Một tình huống gặp nhau ở khu vực gần hang rồng ánh sáng, Ray bị tìm thấy, một viễn trình kích trúng Judas. Con rồng được kéo ra ở một vị trí nó khá nhạy cảm, nó cũng lựa chọn đi về hướng bên trái, nó rẽ gần vào hướng của Ray hơn. Và các thành viên bên phía TDT bị đuổi về khi mà những cú cắt đến từ NTGG có được chất lượng nhất định của nó. Có lẽ đây sẽ là tình huống tranh chấp một dòng ánh sáng này chăng? Judas bật chữ cuối rồi, Judas bật chữ cuối rồi, có vẻ là muốn lao vào để smite rồng, nhưng Zilai đang kéo rồng ra rất khéo. Rồng mất kiên nhẫn, rồng mất kiên nhẫn và nó thua về cho Gray rồi. Kịp thời Du Long trả để thoát thân, bật ra thế độ hủy diệt từ Tama, nhưng đang băng vào tốc biến căng cuồng bạo tấn công người Bridget không có đam. Cú cắt đấy từ vị trí NTGG là đau hơn. Và Gray cùng với cả Zilai đã rất khéo trong con rồng vừa qua, tuy nó có hơi mất kiên nhẫn một chút nhưng khả năng dồn đam và chứng trị là đủ chính xác. Cú băng vào từ Long chảo chữ S rất đẹp từ Gray, nhưng cú Long diệt lại không chính xác vào Rina rồi. Rina có chiêu 2 để có thể thoát về được thành công ở trong tình huống vừa rồi. Anh ta đủ bình tĩnh để chưa cần phải sử dụng cho mình cú tốc biến. Trước đó là tình huống xử lý một con rồng nó cũng hơi là khó chịu một tí. Nó cứ rẽ trái rẽ phải linh tinh và nó khiến cho khả năng kiểm soát đến từ Judas gặp nhiều khó khăn quá. Judas bật truy sát đứng chờ sẵn ở đó, nhưng con rồng nó lại rẽ hơi vướng bên trái một tí. Anh ta lại hơi cân nhắc một chút. Và cuối cùng thì Ray là người đã quyết đoán hơn ở trong tình huống đó. Và thêm vào đó là những cú cắt đến từ NGG, nó mang lại khả năng gây sức ép lớn vào đội hình của TDT, khiến cho TDT không dám áp sát quá sâu vào con rồng. Bây giờ thì nhiệm vụ của họ sẽ cần phải là lên mảng trên của bảng đồ để có thể hướng đến cho mình là con Caesar. Nhưng từ nãy đến giờ Judas vẫn chưa hướng lên vị trí đó. Bây giờ thì anh ta đang ăn cho mình con bùa đỏ rồi. Và sau đó thì sẽ là con Caesar thôi. NTG một cú cắt lên người Tờ Nhân. Cắt nội tại luôn này. Và có cả Tama ở phía sau nữa. Tama bật chiếc đầu hủy diệt ra hất tung được hai người. Và chiếc đầu TH thuộc về cho bên phía Zilai. Ray là người có được chiếc đầu TH rồi. Trong khi đó thì bộ ba còn lại của bên phía TDT thì tranh thủ thời cơ đối phương ganh ở đường dưới. Họ đã có được con Caesar tại tuyến trên. Nolan lao vào tìm The Bridges. Những cú cắt từ NTG là rất đau. Và vừa qua cú bọc đầu đến từ Tama cũng đúng thời điểm để họ có thể tận dụng được lợi thế cấu máu đau, giúp cho họ có được những điểm hạ gục đầu tiên. Một tình huống ganh rất vừa vặn đến từ Zilai. Có cả sự hiện diện của Gray để chắc chắn rằng lượng đam anh ta là đủ nữa. Nhưng đây là Judas bổ tác quỷ là tốt vào Gray rồi. Nhưng Gray cũng dùng Long Diệt để có thể thoát đi, mỗi bên mất đi một nửa cây máu. Đường dưới đang là thế tấn công dành cho Zilai. Nhưng TDT bắt đầu gọi người xuống đây. Rina lao đến với chiêu hài mình tấn công vào Tama, bị cắt khá đau. Hoàng TD đó là một cú nối dây chiêu cuối đến từ mình và nó rất đau. Suýt chút nữa thôi, suýt chút nữa thôi thì Hoàng TD đã phải nằm lại rồi. Pha nối dây vừa qua là cực đau từ con mình. Nhưng rất đáng tiếc đó là anh ta thiếu đi một chút may mắn để hạ gục đi, để hạ gục đi người chơi xạ thủ bên phía Zilai. Nhưng có lẽ chừng này lượng máu là đủ để TDT có thể có được cái trụ tuyến dưới rồi. Được họ không? Kịp không? Không có con Caesar này đây nữa.
Có chưa. Vẻ như họ không có sai, họ sợ rằng bị một tình huống đẩy lùi từ Omega bị úp nên vì vậy họ không quyết định tiến cao nữa. Chứ còn ở thời điểm mà họ có ba người như vậy, tôi nghĩ rằng họ đủ khả năng để lấy cái trụ đó. Nhưng sự cẩn trọng là điều chúng ta vẫn nhìn thấy ở TDT. Họ rất cẩn thận khi mà Omega của Tama vẫn còn tốc biến trên người và chỉ cần một cú tốc biến vào đẩy có thể khiến cho đội hình của TDT gặp nhiều khó khăn. Họ quyết định lùi về, còn trong khi đó thì Hoàng TD trước đó tình huống thiếu chút nữa anh ta chết sốc. Tama, Tama là một mình cân ba ở đây, anh ta khá gấu ở đây chờ sự hiện diện đến từ đó là Gray. Gray lao vào rồi nhưng nhịp đù Gray nó không thực sự quá đẹp cho lắm. Bây giờ thì NTG mới đến, một tình huống kết hợp nó hơi rời rạc của đội tuyển G-Line. Nên vì vậy mà Tama mất đi lượng máu, nó hơi vô ích một chút, anh ta sẽ phải lui về. Trong khi đó thì Gray đang tranh thủ thời cơ ăn cho mình con bùa đỏ này. Sau đó thì anh ta có lên gai ở khu vực cánh trên hay không đây, tấn công thẳng vào Nolan Chang. Anh ta đu một nhịp không thực sự quá hợp lý và Nolan quay trở lại ăn cục máu trong trụ. Anh ta vẫn đang còn ở lại trụ đường và thêm sự hiện diện của cả Judas nữa thì đường trên này có lẽ nó sẽ được bảo vệ với các thành viên của đội tuyển TDT. Còn đường dưới thì Zilai lại muốn tập trung một tình huống ép nữa vào thẳng tuyến dưới, nhưng Tờ Nhân và Ava đã thi đấu cách rất cẩn trọng. À, bắt Judas. Bắt Judas. Rớt lại bị bắt rồi. Judas. Đu lông chảo nhưng anh ta còn tam giác quỷ lần này. Anh ta không phải là Kricknack. Anh ta vẫn còn tam giác quỷ. Còn không đường giữa thì Rina bị kẹt lại. Rina phải điều cầu lui về. Cú cắt là khá đầu. Một cú cắt nữa. Rina hồi máu. Đến từ vị trí của Ara thì phải. Và sau đó thì anh ta đã kịp thời có thể lui được về. Ara nối dây rất nhanh và hồi cho Rina một lượng máu và bản thân Rina thì cũng có khả năng hồi phục nhờ cú chiêu 2. Nhưng đây là tình huống mà các thành viên bên phía G-Line họ đang chỉ là ke góc để cho Hoàng TD lấy cái trụ này càng nhanh càng tốt và anh ta làm kịp điều này. Con xe sẽ giải quyết xong trụ 1 khu vực đường dưới và như vậy là trụ đã... Ôi ơi! Ôi! Một cú cắt quá giàu dinh dưỡng, giàu chất đạm đến từ NTGG. Một cú cắt khiến cho Rina bay màu thừa đạm luôn. Một tích tắc thôi, anh ta không kịp bấm cái gì ở trên người cả. Và Tờ Nhân vừa mới dùng pháo đại để giữ được con bùa xanh của mình. Dưới chân TNT là hai cái bùa xanh. Nhưng vừa qua là một tình huống xử lý, phải nói rằng là wow, đến từ NTGG. Không còn một từ nào để tả được tình huống đó. Phải nói rằng là cực, dã man. Cực đau và cũng rất nhớ đời. Đến từ người vừa phải hứng chịu cú cắt vừa qua của NTGG. Quà sinh nhật của NTGG cho Rina. Đau kinh khủng, một cú cắt có kèm theo nội tại. Và con Caesar này dành cho bên phía của đội tuyển TDT. Con Caesar thứ hai dành cho họ rồi. Trong khi đó thì chúng ta cùng nhìn lượng đồ của NTGG để xem anh ta có cái gì mà cắt đầu thế. Anh ta chỉ có mặt nạ Berit, giấy xuyên giáp phép, một cái sớ dành cho tăng một chút đam phép mà thôi. Ôi, quá đẹp, quá đẹp. Ara bay màu mất rồi, cả Tờ Nhân đã tiếp tục là sự hiện diện đến từ NTGG. Và thêm một cú cắt nữa của NTGG khiến cho hai người của TDT phải lên bảng đếm số. Đừng nhờn trong những tình huống. Mọi thứ đang trôi đi khá nhanh dành cho đội tuyển TDT chăng? Đừng nhờn trong những tình huống băng trụ đến từ Omega, vị tướng rất thích băng trụ. Vào đó là một cú càn, phải nói rằng là quá đẹp. Nhiệm vụ của Gray là rất đơn giản. Nhiệm vụ của Gray là rất đơn giản. Vâng, và các bạn thân mến, các bạn có thể tham gia vào sự kiện lễ hội mỹ nhân để có thể nhận được trang phục Kira Hồ Điệp, cũng là trang phục của Judas đang chơi. Dù Judas đang chơi không quá hay ở trong màn thi đấu này, nhưng đây vẫn là một trang phục rất đẹp. Các bạn có thể có được cho mình emote này, khung này, biến về này, cũng như là mở free tướng và skin nữ lên tới bậc S cộng nha các mọi người nha. Vâng, và đó là những điều mà chúng ta có thể chờ đợi. Trận đấu này thì Judas dùng cái skin kê đau nghiệp thuật. Judas! Vừa nhắc Judas xong thì anh ta đã lên bảng đếm số mất rồi. Đúng và lúc TNT tan vỡ hơi nhanh. Đúng lúc vừa đọc quảng cáo xong. Ừ. Dù sao thì Kira vẫn là vị tướng hot nha mọi người. Mọi người có thể tham gia lễ hội mỹ nhân để có thể sở hữu được trang phục Kira Hồ Điệp. Còn ở vào lúc này đây thì bên phía Zilai đang đánh không thương tiếc các thành viên phía TNT một tí nào cả. Họ đang càn qua và thêm một con bùa xanh bị lấy đi đến từ Judas rồi. Ui, NTGG cũng đã cướp thành công bùa xanh ở trong tình huống vừa rồi. Còn trong khi đó thì cú găng của mạng Nolan bị out bởi pha xử lý của Gray. Rõ ràng Aoi làm quân bài có thể mang lại rất nhiều sự khó chịu dành cho Skirt. Skirt dùng cú chiêu cuối Aoi đơn giản, chỉ cần có một nhịp lướt đi là có thể thoát được khỏi cú chiêu cuối đến từ Skirt. Tiếp tục là cắt này, wow. Tiếp tục là viễn chỉnh kích nữa và Rina. Rina lần này thì chạy được về nhưng thực sự là tâm thần của anh ta chắc cũng đang có một chút gì đấy nó bị ảnh hưởng rồi khi mà liên tiếp đến tình huống áp chế quá ghê đến từ NTGG. Và Hoàng TD đang tiếp tục có những tình huống bắn tốt ở trong bán thi đấu này, liên tục đứng cao. Đây là thế đánh ưa thích của con bài Eo Su rồi. Đây là cắt cộng thêm với một cú bắn đến từ Hoàng TD nữa thì có lẽ là không đỡ được. Ừ, cái này thủ kiểu gì? Wow! Lại nữa rồi. Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Người nằm xuống là Tờ Nhân. Eo Su và Yue trận này mượt quá. Ừ. Cũng phải lâu lắm rồi chúng ta mới nhìn thấy Hoàng TD đánh hay đến như vậy. Nhưng phải đến những ván thi đấu anh ta có tâm lý tốt, ván thi đấu được dẫn về mặt tỷ số thì chúng ta mới thấy một Yue và Eo Su gắt gỏng như thế này. Hay đấy, hay đấy. Tôi thấy rằng là cái cách chơi này cũng rất là hay bởi chúng ta thấy cái sự đa dạng
của bộ môn này nó không chỉ là những tình huống giao tranh theo kiểu dạng như là giao tranh tổng nhiều, mà những cú cấu rỉa từ xa nó cũng cực kỳ áp lực nếu như nó được làm một cách chính xác và đẹp như những gì mà NTGG cũng như Hoàng TD đang làm. Thực sự là một trận đánh mẫu dành cho cặp đôi Yue cũng như là Elsu ở trong phiên bản hiện tại chúng ta. Còn trong khi đó các thành viên TDT thì thực sự họ đang là nạn nhân rồi. Zurat ăn thêm một viễn trình kích nữa vào đít rất đau trong tình huống vừa rồi, anh ta phải chạy về ngay. Và đứng trên này Omega cần trụ luôn, Gray ở lại cần luôn cả Nolan. Bốn người bên phía TDT không dám làm gì, hai người bên phía của G-Line cả, thêm một cú bắn nữa từ Hoàng TD. Khó rồi. Có kèm theo nội tại rồng mà nó quá đau, nó quá đau. Quay ngược trở lấy con Seja, những cú bắn đó là đủ để giúp cho tiền đề tại con Seja đến từ bên phía của G-Line sáng hơn. Và có lẽ là một con Seja nữa cũng dành cho bên phía của G-Line là điều hiển nhiên thôi. Hiển nhiên họ đang có được mọi thứ ở trên bản đồ, và lúc này TDT trận này đang đánh mất mình một cách quá nhanh. Hào hảo Seja thuộc về cho G-Line rồi. Yue và Elsu trận này mượt, quá mượt. Quá mượt, đã bắn là thường là trúng đến từ Hoàng và NTGG thì đã cắt là sẽ mang lại một lượng đam cực kỳ ảo. Rina có lẽ cũng đã thấm thía những gì mà anh ta đã vừa phải trải qua, cả tờ nhân nữa, thậm chí là còn không kịp dùng ở tốc biến, không dùng kịp bổ trợ, không chắc chắn là không kịp dùng chiêu. Đến từ cặp đôi này, quả cầu băng xương vẫn đang còn trên người của Rina nhưng vẫn chưa được dùng đến. Rõ ràng là khả năng sốc đam cực kỳ đáng sợ. Với những cú bắn từ xa của bộ đôi bên phía GG lại, họ đang cố gắng để có thể lấy đi cho mình cái trụ siêu cấp đầu tiên. Mặc dù là con Seja tiên phong nó đang chưa đến đây, Zurat bị bắn rồi. Còn nghìn máu trên người lại phải chạy về, nâng cầu thành công vào vị trí Tama nhưng chạy ra có lẽ là một sai lầm đến từ Rina. Rina hơi sốt ruột thì phải, và đó là một sự sốt ruột nó không hợp lý cho lắm. Bây giờ thì các thềm trụ của TDT sẽ bị uy hiếp nhiều hơn bao giờ hết, khi mà họ mất đi một người chơi quan trọng, người chơi đường giữa có thể clear lính rất nhanh, mà có thể là họ mất đến hai đường ngay ở thời điểm này chăng? Đúng là họ sốt ruột thật, đúng là Rina sốt ruột thật, nâng đúng người trâu nhất bên phía của Zilai mà vẫn lao ra. Tama lên mà vẫn lao ra, phải nằm lại rồi. Những cú cắt từ NTG vẫn là quá đau. Nolan cố băng lên, Nolan cố băng lên nhưng Bridget băng vào với tốc biến loạn trảm. May là còn cho mình tam giác quỷ để cho Zulap bỏ chạy, nhưng Nolan không may mắn đến như vậy, và đó sẽ là 3-1 dành cho Zilai. Và Zilai gieo sầu vào ngày sinh của Rina với tỷ số là 3-1. Họ quay trở lại sau một chuỗi trượt dài, nụ cười Hoàng TD đã trở lại trên môi, và đây là một chiến thắng phải nói rằng là xứng đáng dành cho thầy chó Robin Opa sau một chuỗi ngày phải nói rằng là đáng thất vọng. Một trận đấu phải nói chất lượng mà G-Line đã tạo ra với màn trình diễn, đặc biệt cần phải nói đến về màn trình diễn của NTGG với con bài Yue và cả Hoàng TD với con bài Elsu nữa. Những pha kết hợp xử lý quá chính xác đã mang lại khả năng bóc đi một lượng máu khổng lồ trên người các thành viên bên phía đội tuyển TDT. Những sự bốc hơi không dấu tích của người chơi đường giữa Rina và cả tờ nhân nữa trong những pha xử lý được kết hợp bởi cắt Giang Sơn và viễn trình kích, nó là thực sự mẫu mực trong màn trình diễn này của đội tuyển G-Line, và một điểm vô cùng xứng đáng. Chưa thể gạch tên G-Line đâu, chắc chắn rồi, chưa thể gạch tên G-Line ở trong cuộc đua đến với top 4 của mùa giải năm nay. Với chiến thắng này, một lời tuyên ngôn để cho G-Line có thể quay trở lại trước TDT. Còn trong khi đó thì với TDT ngày hôm nay, những vị trí của họ có phong độ có thể nói là chưa thực sự tốt. Có lẽ là lại ăn sấy rồi, nhưng mà đặc biệt là vị trí Zudat ngày hôm nay, tôi thấy rằng Zudat thi đấu không thực sự là hay. Đúng là như vậy, một ngày thi đấu mà người đi rừng bên phía đội tuyển TDT mất hút từ đầu đến cuối, và ở bên phía TDT thực sự phong độ của họ đang bị đặt dấu hỏi rất lớn. Họ đánh những đội đánh thắng những đội tuyển ở cửa trên, và họ cũng để thua những đội tuyển cạnh tranh top 4 với họ. Họ để thua FPT Flash, họ để thua trước G-Line, họ thắng SGP trong một ngày phong độ thăng hoa. Nhưng đó chỉ là dấu ấn của phong độ, chứ đó không phải đến từ một hành trình có sự rèn luyện hay là một sự ổn định. Nên vì thế TDT sẽ cần phải làm rất nhiều điều để có thể quay trở lại ở trong vòng thi đấu kế tiếp. À vẽ gì đây? Lại vẽ à? Cái gì đấy? Cái gì? Ta tắt mic Hoàng TD. Như nào? Tắt mic Hoàng TD có nghĩa là kiểu Hoàng TD côn ẩm quá. Tắt mic Hoàng TD à? Hay Hoàng TD hay kiểu mắng anh em? Chắc thế. Ồn quá chứ. Ừ. Đôi khi có một người côn tim ồn ồn cũng vui. Rồi cái này để hỏi đi nhỉ. Cái này hỏi. Anh em hỏi thử hỏi xem đấy. Lý do vì sao? Chưa hiểu lắm. Tôi tưởng là một cô gái giống như ING làm một quả gã. Nhưng hôm nay thì không, tắt mic Hoàng TD, tôi nói thật là chúng tôi cũng chưa hiểu chưa lắm. Chưa hiểu lắm nhỉ. Có lẽ là cũng nhờ các bạn khán giả giải thích hộ. Nhưng mà trận này Hoàng TD đánh hay. Hay mỏ hỗn ấy kiểu. Đó, Hoàng TD đánh hay và Yue của NTG cũng rất tỏa sáng. Họ có một trận đấu phải nói rằng là đã lâu rồi mới nhìn thấy một G-Line đánh kỷ cương như vậy sau một chuỗi trượt dài, và họ xứng đáng có được chiến thắng. Còn ngày hôm nay thì TDT mắc quá nhiều sai lầm. Tình huống đu ra từ bão tư trường của Rina chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Khi anh ta chỉ nâng đúng con Omega của đối phương lên mà anh ta vẫn điều người ra đấy. Thay vì nâng bão tư trường xong anh ta thể lui về ngay, thì anh ta lại đu thẳng ra con sang Omega. Sang chấn rồi, Rina chắc cũng bị dư chấn một tí. Dư chấn. Anh tưởng tượng bây giờ có nửa máu trên người mà một phát là đi luôn thì cũng dư chấn chứ. Cũng ai hơi... sinh nhật mà thắng chứ nhỉ?
Hình như chưa. Sinh nhật hơi đen đen rồi. Cứ ai sinh nhật được đăng banner lên chúc mừng là thua. Hình như chắc có mỗi bớt Ewy thì phải. Bớt Ewy là OneStar chưa thua. Đấy. Thôi. Một ngày sinh nhật buồn. Bánh gato cũng là khoảnh khắc vui nhất của họ trong ngày hôm nay rồi. Một ngày sinh nhật khá buồn đến từ phía của TDT. Và MVP bài thi đấu này thuộc về cho NTDZ. 105.000 sát thương và không phải nằm xuống một mạng nào cả trong bàn thi đấu này. Thực sự là một màn trình diễn không còn gì để chê đến từ con bài duê của anh ta. Trận đấu cũng diễn ra rất nhanh, mới chỉ chưa đầy 12 phút thôi thì 100.000 đam là quá nhiều đấy. G-Li họ cũng đã giải quyết được đối thủ rồi và hơn 100.000 đam trong hơn 12 phút là một con số rất ấn tượng mà anh ta chỉ nhận vào có 7.000 đam thôi, nghĩa là đối phương không gây được đam. Không sờ được vào người của anh không ta. Không sờ vào người luôn. Anh ta có KDA là bất tử trong màn đấu ngắn vừa rồi và đấu ngắn nhất trong trận thi đấu giữa đội tuyển G-Li và TDT trong ngày hôm nay, khi những ván đấu trước đó chúng ta thấy rằng là một thế trận thường xuyên là giằng co đến từ hai đội tuyển này, nhưng có thể thấy là đúng là sức mạnh đã tràn về trong màn đấu thứ 3 dành cho G-Li rồi. Và trước mắt TDT sẽ là OneStar, một quả núi thực sự dành cho TDT. Sau đó thì là Black Shadow Sport và IEG Media, những cái tên có thể mang lại cơ hội để cho TDT gặt điểm. Nhưng với mùa giải năm nay thì rõ ràng là cả BSS lẫn Inc đều là những cái tên không hề đơn giản. Nếu như TDT không ngay trở lại thật sớm về mặt phong độ, về mặt tinh thần, về chất lượng thi đấu thì có thể là họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Bây giờ đây thì TDT vẫn đang có cho mình 3 điểm trong tay và vẫn đang có được một vị trí ở trong top 4. Còn trong khi đó thì với G-Li, 2 điểm hiện tại họ đang có được cho đến lúc này giúp cho họ cũng đang trở lại trong cuộc đua top 4 rồi. Tiếp theo thì họ sẽ gặp những đối trọng dễ dàng thôi. Tôi nghĩ rằng là BSS, Inc cũng như là Heavy sẽ là một lịch thi đấu thuận lợi bậc nhất dành cho đội tuyển G-Li ở vào thời điểm này. Đương nhiên như chúng ta đã nói là không đoán trước được điều gì, nhưng dù sao nhìn vào những cái tên này nó cũng đỡ ngán hơn, đỡ ngấy hơn là gặp Sài Gòn Phantom, gặp OneStar hoặc là gặp đâu đó là FTX Flash. Nghĩa là họ có cơ hội để cải thiện điểm số đúng không? Họ có cơ hội để cải thiện điểm số. Lịch thi đấu của họ giải đầu mùa rất gắt, nhưng đến giai đoạn cuối của lượt đi thì cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Và vì vậy họ cũng sẽ có cơ hội để cải thiện được cái thứ hạng của mình trước khi mà giai đoạn 1 lượt đi khép lại. Đây là một khoảng thời điểm có lẽ là đứng lên đúng lúc đến bên phía của G-Li. Tại vì dù sao TDT cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí top 4 với họ. Và nếu như họ không thể có được chiến thắng thì khoảng cách của họ với những đội tuyển còn lại tại top 4 sẽ là quá cao. Còn rõ ràng ngày hôm nay sự thất vọng là điều không thể tránh khỏi, khi mà trước đó TDT vừa có một ngày thi đấu quá thăng hoa trước SGP, nhưng họ lại để thua ngay trước G-Li. Họ cũng để thua trước đó trước FPT Flash nữa. Dấu hỏi rất lớn về sự ổn định trong chiến thuật và cả về phong độ các tuyển thủ này đang được đặt lên TDT Esports. Và hãy cùng nhau quay trở lại với cả thông số của trận thi đấu này, của ván đấu thứ tư này. Một trận đấu không khó dành cho G-Li khi mà họ đánh hoàn hảo từ đầu đến cuối. Và các thành viên đều có những KD rất đẹp, 201, 202, 204, 205. Và điểm nổi bật nhất đó là 105.000 sát thương mà Yue tạo ra được. Còn bên phía của TDT thì có lẽ điều có lẽ là nổi bật nhất mà họ để lại trong trận đấu này cũng chỉ là lượng chống chịu lớn đến từ con bài Skirt của Nolan thôi. Còn lại thì Kira của Zulat chỉ gây được có 6.000 đam trận thi đấu này, có nghĩa là anh ta cũng không được chơi game trong suốt 11 phút thi đấu diễn ra, không xả đam mà chỉ farm rừng. Một trận đấu đáng quên đến từ vị trí của Kira trong tay của Zulat. Và thấy rằng là vẫn còn hai quả băng xương cũng chưa được dùng nữa ở trên người của Rina cũng như là của Judas, đã cho thấy rằng là khả năng sốc đam đến từ cặp đôi cống rìa từ xa của đội tuyển G-Li đã là đáng sợ đến như thế nào. Và ván đấu vừa rồi là ván đấu để khép lại chiến thắng dành cho G-Li với tỷ số chung cuộc là 3-1 trước TDT. Một lần nữa chúng ta thấy rằng là mùa giải năm nay vẫn đang rất hay. Rõ ràng là đang rất hay khi mà TDT là đội tuyển có phong độ cao trong giai đoạn đầu mùa. Còn trong khi đó G-Li thì sau trận thắng Sài Gòn Phantom họ thua liền 3 trận. Nhưng bây giờ đây họ quay trở lại với một trận đấu ấn tượng, một chiến thắng cách biệt trước TDT, để qua đó thì họ trở lại ở trong cuộc đua đến với một vị trí trong top 4. Có lẽ là câu chuyện về cuộc đua top 6 nó sẽ là điều mà chúng ta quan tâm nhiều hơn ở trong giai đoạn 1 của vòng bảng, đúng không? Khi mà chỉ có hai đội tuyển đứng cuối trên bảng xếp hạng là sẽ không được tham dự giai đoạn tiếp theo thôi. Thì với cái chiến thắng này thì chính thức đội tuyển G-Li cũng đã vượt mặt qua đội tuyển Heavy để chiếm lấy vị trí thứ 5 và tạm thời để trong cuộc đua tránh vị trí thứ 7, thứ 8. Thì G-Li họ cũng đang vươn lên rồi, đang để lại BSS cũng như là IEG Media ở hai vị trí nguy hiểm mà rất có thể là sẽ phải nhìn những đồng nghiệp của mình thi đấu trong giai đoạn 2. Vẫn còn một thời gian rất là sớm để có thể quyết định được cục diện của giai đoạn 2. Nhưng ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng là giai đoạn đầu tiên của lượt đi cũng đã dần ngã ngũ. Khi mà chúng ta cũng đang trải qua những ngày thi đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi giai đoạn 1. Nên các đội tuyển có lẽ cũng sẽ có những cái bước chạy đà cuối cùng để có thể sẵn sàng cho một sự khởi đầu mới ở trong chương tiếp theo của giai đoạn 1. Trong năm nay thì chúng ta có những sự thay đổi về mặt thể thức, nên là cái việc tính điểm cũng như là các cái vòng nó sẽ nhiều hơn. Đây là giai đoạn 1 lượt đi, chúng ta sẽ còn giai đoạn 1 lượt về và còn cả giai đoạn 2 nữa. Giai đoạn 2 là chỉ đánh có 5 vòng. Một lượt duy nhất.
và sẽ có hai chuyển nhượng, hai kỳ chuyển nhượng xảy ra vào giữa lượt đi và lượt về của giai đoạn 1 và trước khi giai đoạn 2 khởi tranh. Đó là điểm mới của năm nay, nên vì vậy mà khi vào được top 6, các đội tuyển cũng có nhiều khả năng là họ cũng sẽ tiếp tục bổ sung lực lượng làm dày đội hình của mình. Đây là bảng xếp hạng của giải đấu tính tới thời điểm hiện tại, sau khi vừa cập nhật trận thi đấu giữa ZLive cũng như là TDT xong, thì hiện tại ZLive đã vươn lên vị trí thứ 5 với 2 điểm trong tay, họ vượt qua được Heavy. Các vị trí còn lại vẫn là One Star, Saigon Phantom, FPT Flash và TDT đứng cuối bảng. Như các bạn đang nhìn thấy đó là Black Star Sport và ING Media, nhưng khoảng cách cũng chỉ là một điểm mà thôi. Điểm thôi. Ngay sau đây thì đó sẽ cuộc chạm trán giữa FPT Flash đối đầu với ING Media vào lúc 19:30. Saigon Phantom sẽ đụng độ với Heavy. Đó sẽ là những trận thi đấu cũng sẽ ảnh hưởng nhiều tới bảng xếp hạng tính vào lúc này. Rõ ràng là chúng ta đang có rất nhiều những cục diện đáng chú ý ở vào thời điểm này, khi mà ngoại trừ trường hợp của One Star Sport vẫn đang rất mạnh mẽ và đang có những bước chạy đà hoàn hảo để hướng đến cho mình trận đấu kinh điển với Saigon Phantom, thì ở các đội tuyển còn lại đều là những trận thắng trận thua, những màn trình diễn với những phong độ có thể coi là chưa thực sự là ổn định và ưng ý đến từ một đội tuyển nào cả. Ngày hôm nay thì ZLive, một đội tuyển đang có phong độ không cao, lại đã có được chiến thắng để qua đó thì đã thu ngắn khoảng cách với chính TDT ở trên bảng xếp hạng. Một trận đấu quan trọng dành cho ZLive. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng xem là sau chiến thắng với điểm số rất quan trọng này thì họ đang có những suy nghĩ như thế nào. Xin mời phần phỏng vấn. Xin chào những chiến hữu của Garena Liên Quân Mobile đã quay trở lại với phần phỏng vấn sau trận đấu tại đấu trường danh vọng mùa xuân 2024. Và ngày thi đấu thứ 2 của tuần thi đấu thứ 3 đã bắt đầu với một chiến thắng, một sự trở lại của GG Live. Xin được chúc mừng NTGG cũng như là GG Live đã có thêm được một điểm chiến thắng trong ngày hôm nay nhé. Và trong ngày hôm nay, chiến thắng này liệu có phải là chiến thắng giúp cho NTGG cũng như là tập thể của mình lấy lại được sự tự tin, tiếp tục cuộc đua của top đầu không? Dạ, em nghĩ là nhờ chiến thắng trước TDT giúp bọn em lấy lại được phong độ và tự tin hơn ở những trận đấu tiếp theo. Vậy thì bạn dự đoán thử xem là GG Live sẽ cán đích ở top mấy ở bảng xếp hạng lượt đi? Dạ, em nghĩ là sẽ là top 4 ạ. Top 4. Ở trong ván đấu thứ 2, mặc dù TDT đã chọn cho mình một bài đánh rất là mạnh, đó là Aya và Tara, nhưng chúng ta có thể thấy là GG Live đã giải được bài toán này một cách rất là triệt để, đúng không mọi người? Vậy thì bạn có thể chia sẻ chút xíu, một cái tip nho nhỏ làm sao để có thể khắc chế được bộ đôi này không? Dạ, em nghĩ là muốn khắc chế bài Aya Tara thì mình cứ đánh văng thẳng vào gần trong bạn là sẽ khắc chế được. Cảm ơn NTGG rất là nhiều. Và ở mặc dù là GG Live để thua ở cái ván đầu tiên, nhưng mà các bạn đã lấy lại được phong độ rất là nhanh, chiến thắng 3 ván liên tục ở sau đó. Vậy thì NTGG có thể chia sẻ là team của mình đã có những cái điều chỉnh gì về chiến thuật nè, về đồng đội với nhau để giành lại được sự tự tin không? Dạ, team của em thì thua em 1 thì bảo không sao làm lại thôi. Không sao làm lại, đúng không? Đây là một tinh thần rất là quyết chiến quyết thắng, rất là tốt. Và ở trận đấu tiếp theo, GG Live sẽ gặp một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình vị trí ở trên bảng xếp hạng, đó là BSS. Bạn đánh giá như thế nào về sức mạnh của đối thủ này? Dạ, em nghĩ BSS cũng khá là mạnh. Với một đối thủ khá là mạnh như vậy thì mình có tự tin sẽ giành chiến thắng không? Dạ, tất nhiên là em sẽ rất là tự tin rồi. Rất là tự tin. Vậy thì bây giờ mình nhìn thẳng ống kính, gửi một lời tới BSS cũng như là để tạo được sự sức mạnh cho đồng đội mình được không? Gửi một lời tới BSS nè. Dạ, lời em muốn gửi cho BSS là gần như là end game. Gần như là end game, quá tuyệt vời. Vậy thì có một cái tình huống hồi nãy rất là vui, đó là tại sao khi mà kết ván cuối cùng có đưa thông điệp ở trên cuốn sổ là tắt mic hoàng TD. Bạn có thể lý giải cái việc này không? Dạ, em nghĩ là tắt mic hoàng TD là điều đúng đắn, tại vì hoàng TD lúc băm mic thì thường gọi là gãy gói tem lắm, nên là không có hoàng TD băm mic thì sẽ dễ hơn nhiều. Một câu trả lời thể hiện được tinh thần đoàn kết của đồng đội, đúng không nào? Rất là hài hước. Và cảm ơn NTGG một lần nữa. Chúc mừng bạn cũng như là GG Live đã có được thêm một điểm chiến thắng. Và quý vị thân mến, để có thể tạo nên được sức nóng của đấu trường danh vọng mùa xuân 2024, chúng tôi xin được tri ân sự đồng hành của quý nhà tài trợ. Xin được cảm ơn nhà tài trợ Mì Ăn Liền Hảo Hảo và Mì Ly Handy Hảo Hảo đã đồng hành lần thứ 5 liên tiếp cùng với đấu trường danh vọng Liên Quân Mobile, Hảo Hảo, Bùm Hảo Vị, Chiến Hảo Game. Và xin được cảm ơn nhà tài trợ nước uống sữa trái cây TH Juice Milk, thương hiệu nước uống
thức uống tốt cho sức khỏe đến từ tập đoàn TH đã đồng hành cùng với đấu trường danh vọng mùa xuân 2024. TH Juice Milk, năng lượng tự nhiên, chuyển game cực chất. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi bước vào trận đấu tiếp theo nhé. Xin chào!